chương 556, Tân Nhi. Tại nhà nghị sự của Tổng Đà Thất Diệu Cung trên núi Lão Quân, Hồ Quang Minh. Khi tiêu phàm lấy, xích viêm thảo ra, hoa bà bà lần đầu tiên nở một nụ cười ở trước mặt hắn, tuy nhiên lập tức lại ẩn vào, nghiêm mặt. Không biết tại sao, hoa bà bà đối với tiêu phàm quan cảm vẫn luôn rất kém, chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt. Có lẽ ở trong suy nghĩ của hoa bà bà, tiêu phàm chính là cái tên, công tử bột, lừa lấy thiếu chủ thất diệu cung nam nhân chỉ biết dùng lời đường mật lừa gạt cô gái, quyết không thể cho quá nhiều tín nhiệm. Nhưng thái độ của các trưởng bối thất diệu cung khác lại rất khác biệt với hoa bà bà, sự chú ý của mọi người, không ngoài dự tính, đều tập trung vào xích viêm thảo. Đây là xích viêm thảo, tinh khí sinh mạng thật tinh thuần. Không phải nói, xích viêm thảo là cây cỏ sao. Tại sao là một đóa hồng? Tiếng thì thầm khe khẽ vang lên, mấy vị trưởng bối thất diệu cung châu đầu ghé tai vào nghị luận, tuy nhiên phần lớn mang theo ý hưng phấn không che giấu được bất kể là hoa hay là cỏ hơi thở linh dược này phát ra tuyệt đối không phải là giả thánh nữ được cứu rồi audio điện tử võ tấn bền lâm thanh loan tử trong tay tiêu phàm tiếp nhận xích viêm thảo cẩn thận kiểm tra hai hàng lông mày hơi hơi nhầu lên nói tiêu phàm xích viêm thảo này tại sao không hoàn chỉnh có thể nhìn ra được xích viêm thảo thiếu vài cánh hoa đối với hoa cỏ bình thường mà nói thiếu vài cánh hoa hoàn toàn không phải đại sự gì nhưng xích viêm thảo là hoàn toàn không giống vậy thiếu cánh hoa có thể ảnh hưởng đến dược hiệu hay không tiêu phàm khom người hạ giọng nói tiên bối xích viêm thảo quả thật thiếu vài cánh hoa trong đó hai cánh bị ma cưu đại quốc sư ăn còn hai cánh bản thân tôi giữ lại một còn một cánh đem tặng cho bằng hữu của tôi làm thù lao cho cô ấy vị bằng hữu kia, đương nhiên chính là cơ khinh xa. Phe này đánh bại ma cưu đại quốc sư, thuận lợi lấy được xích viêm thảo cơ khinh xa công lao to lớn. Mặc dù bản thân cơ khinh xa tuyệt không có nói ra yêu cầu như vậy, tiêu phàm vẫn tặng cho cô một cánh hoa. Đây là cơ khinh xa nên được. Lâm Thanh Loan, hừ, nhẹ một tiếng, không có nói cái gì nữa. Giống như tiêu phàm, Lâm Thanh Loan cũng tinh thông dược lý, từ tinh khí sinh mạng tinh thuần tản ra từ trên, xích viêm thảo, để phán đoán, cho dù thiếu bốn cánh hoa, cũng đủ để luyện thành thanh linh đan, rồi. Dù sao còn có linh dược khác phụ trợ, cho dù dược hiệu kém xa, xích viêm thảo, nhưng văn võ cùng tế, hiệu quả của cả viên đan dược tuyệt đối không kém. Lập tức khai lò luyện đan. Lâm Thanh Loan đứng dậy, trầm giọng hạ lệnh. Vâng, tất cả nhân vật đầu não của thất diệu cung đồng loạt đứng dậy, không người lĩnh mệnh. Tiêu phàm, người đi theo ta lâm thanh loan liếc mắt nhìn tiêu phàm một cái nói cung chủ sao có thể thế này lâm thanh loan còn chưa dứt lời hoa bà bà liền lập tức phát ra kháng nghị hầm hư mấy nhân vật đầu não khác cũng đồng loạt nhìn về phía lâm thanh loan dường như rất là đồng ý với ý kiến của hoa bà bà chế đan thuật được liệt vào một trong thất đại tuyệt kỹ của thất diệu cung ngay cả chỉ thủy tổ sư đều vô cùng tôn sùng sao có thể dễ dàng lộ ra cho người ngoài huống chi người ngoài này còn là địch nhân vốn có của thất diệu cung. Lâm Thanh Loan lạnh lùng, ánh mắt nghiêm nghị chậm rãi đảo qua, lạnh lùng nói. Luyện chế thanh linh đan, cần âm dương hỗ trợ, các người có thể tìm được một nam đệ tử có nội lực thâm hậu hơn so với hắn sao? Một câu lập tức chặn lại tất cả mọi người. Thất diệu cung trọng nữ khinh nam cực độ, nam đệ tử môn hạ cũng rất ít, hữu hạn mấy tên, cũng chỉ là đệ tử bên ngoài, không người nào được chân truyền không cần nói nam đệ tử, cho dù bao gồm cả Lâm Thanh Loan, chỉ sợ cũng không có người có thể so sánh với nội lực của Tiêu Phàm. Mọi người ở đây ai ai cũng là cao thủ chế đan, đương nhiên đều rất hiểu rõ một đạo lý, người luyện đan, nội lực càng thâm hậu, xác suất luyện đan thành công lại càng cao, đan dược cũng càng tốt. Thanh linh đan có liên quan tới sinh tử của Tân Nhi, người luyện đan tiêu chuẩn càng cao càng tốt. Cho dù là Hoa bà bà cũng không thể phản bác. Tuy nhiên sau đó lão thái thái này vẫn xa sầm mặt, không cho tiêu phàm sắc mặt tốt. Cũng may tiêu phàm lúc này căn bản không tâm tình để so đo những việc này. Lập tức đoàn người theo lâm thanh loan tiến vào đan phòng. Đan phòng của thất diệu cung so với đan phòng của chỉ thủy quan không có khác biệt quá lớn, chỉ có điều trận vân bố trí trong đan phòng có chút bất đồng với đại trận của chỉ thủy quan. Về cảm giác, trận vân được minh khắc trong đan phòng thất diệu cung, trọng điểm thiên về tăng cường uy lực luyện đan, còn trận vân trong đan phòng tại chỉ thủy quan, trọng điểm lại thiên về phòng ngự, tránh cho lúc luyện đan bị người quấy dày. Hai bên đều chỗ tuyệt diệu của mình, tuy nhiên tiêu phàm cảm thấy, hoàn toàn có thể thông hiểu đạo lý, phát huy sở trường hai bên. Trận pháp chi đạo, tiêu chân nhân là đại gia chân chính. Đợi sau khi tân nhi khỏi hẳn, có thể hai người cùng nhau trở về chỉ thủy quan một lần nữa minh khắc trận vân trong đan phòng. Nghĩ đến đây, tiêu phàm trên mặt hiện lên một chút ý cười ấm áp vừa đi vào, chính là ước chừng ba ngày ba đêm. Tiêu phàm không biết, trong ba ngày này, toàn bộ núi lão quân đều biến thành một thành lũy chiến đấu. Lâm Thanh Loan ban xuống hiệu lệnh, tất cả tử đệ thất diệu cung tiến vào, chuẩn bị chiến đấu bậc một, tất cả pháp trận và phòng ngự của tổng đàn đều triển khai toàn bộ, bất cứ kẻ nào không được cung chủ chính mồm chỉ lệnh, dám xông vào núi lão quân đều phải bắt lại. Giới nghiêm, lần này, gần như ngay cả toàn bộ đập chứa nước quang minh đều bị quản chế quân sự không thể trách Lâm Thanh Loan thận trọng như thế, xích viêm thảo thật sự quá mức quý báu. Dọc theo đường đi tiêu phàm lấy phù lục phong ấn, linh khí sinh mạng tinh thuần đến cực điểm của thần dược không cho phép tiết ra ngoài, cũng không có khiến cho những người khác mơ ước. Hiện giờ khai lò luyện đan, tinh khí sinh mạng rốt cuộc không che giấu được. Linh vật thiên địa như vậy, ở trong quá trình luyện chế, tất nhiên sẽ dẫn phát hiện tượng thiên văn cực kỳ mãnh liệt. Khiến cho các lộ cao nhân dị sĩ chú ý, là điều tất nhiên. Trên giang hồ, Ngọa hổ Tàng Long, người thân thủ mạnh mẽ, thuật pháp cao minh đếm không hết, Lâm Thanh Loan một chút cũng không dám khinh thường. Trong lúc luyện đan, cô và Tiêu Phàm cùng với mấy vị cao thủ đứng đầu Thất Diệu Cung đều phân thân pháp thuật, thực sự nếu có kẻ mạnh tiến đến chiếm linh dược, thật đúng là đại phiền toái. May mà hết thảy coi như thuận lợi, trong lúc đó quả thật có một hai nhóm người tiếp cận Hồ Quang Minh, ý đồ tìm hiểu xem trên núi Lã Quân rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì. Không ngờ dẫn phát hiện tượng thiên văn dị biến kịch liệt như vậy, nhưng tất cả đều bị trận địa sẵn sàng đón quân địch của đệ tử thất diệu cung đuổi về. Khi một ngày mặt trời lại mọc lên cao từ phương đông, Tân Lâm nằm im lặng ở trên giường hơn 20 ngày, trên mặt đẹp bạch ngọc mơ hồ có một tia huyết sắc, lông nghi dài hấp động lên, hai mắt thật to rốt cục chậm rãi mở ra. Tân Nhi, một tiếng gọi vô cùng quen thuộc truyền vào trong tai của Tân Lâm hai giọt nước mắt trong suốt chậm rãi từ trong hai tròng mắt tân lâm tràn ra, ngón tay nhỏ bé yếu ớt mạnh nắm chặt, nắm chặt bàn tay ấm áp dịu dàng kia. Tiêu phàm nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của tân lâm, đưa tới bên miệng, nhẹ nhàng hôn hít, vẻ mặt mỉm cười. Gần một tháng không gặp, tân lâm gầy đi không ít, khuôn mặt trở nên nhọn một chút, tiêu phàm nhìn thấy từng đợt đau lòng. Tiêu phàm, tân lâm rốt cục đã nhìn rõ người đàn ông ở trước mắt, Khuôn mặt anh Tuấn khiến cô cho dù trong giấc ngủ sâu cũng không có lúc nào là không nhớ nhung. Cũng không biết một cỗ sức mạnh từ nơi nào đến, Tân Lâm nằm gần một tháng mạnh mẽ vòng eo, muốn ngồi dậy. Tiêu Phàm đúng lúc vươn cánh tay kia, nâng cổ của cô. Tân Lâm cũng đưa tay ra, ôm lấy cổ của hắn, môi đỏ mỏng khẽ nhúc nhích, muốn hôn lên. Một tiếng ho khan uy nghiêm chợt vang lên. Tân Lâm lập tức giật mình kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức liền choáng váng. Sư phụ, Tân Lâm sợ hãi kêu lên, liên tục không ngừng giấu đầu ở dưới cổ của Tiêu Phàm, dạng mây đỏ diễm lệ trong nháy mắt bay đầy hai má trắng nõn, rất xấu hổ. Đây là ở đâu? Sư phụ tại sao lại xuất hiện ở bên cạnh mình và Tiêu Phàm? Chẳng lẽ là ảo giác? Mới vừa từ trong lúc ngủ say tỉnh lại, tạm thời, Tân Lâm hoàn toàn không làm rõ được tình trạng. Tân Nhi, em bị thương, đây là núi lão quân. Em về nhà rồi tiêu phàm vội vàng dùng lời nói đơn giản nhất giải thích cho cô hiện trạng trước mắt. A, à, sư, sư phụ, con. Tân lâm chấn động, vội vàng buông tay tiêu phàm ra, vừa thẹn vừa lo, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. chương 557, Tô Nam Đại Quốc Sư 1 Tân lâm vô cùng lo lắng, chuyện mình và tiêu phàm vẫn chưa báo cáo với sư phụ. Không có sự đồng ý của sư phụ, cùng với đàn ông rồi, sư phụ nếu biết rồi, sẽ tức giận thế nào. Nhiều năm dạy bảo, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc trước trước khi mình đi chỉ thủy quan, sư phụ mặc dù vẫn chưa dặn dò mình phải thận trọng tự thủ, quyết không thể phát sinh quan hệ thân mật gì với Tiêu Phàm. Nhưng quy củ của Thất Diệu cung, mình cũng không phải không biết, còn cần phải đặc biệt dặn dò sao? Nhìn xem mình đã làm cái gì chứ. Hừ. Lâm Thanh Loan khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên đối với đồ đệ này biểu hiện có chút bất mãn. Tân Lâm càng thêm xấu hổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng, thậm chí hiện ra một đám đỏ sẫm không bình thường. Tiêu phàm vội vàng vỗ vỗ tay cô, làm cho cô an tính, lập tức quay đầu nhìn phía lâm thanh loan, dung màu trịnh trọng, thanh âm trầm thấp nói. Tiền bối, tân nhi vừa mới tỉnh lại, thân thể còn rất yếu. Tiêu phàm lời còn chưa dứt, nhưng ý kia rõ ràng là, lâm cung chủ, người xem, thân thể bạn gái tôi còn rất yếu, người có thể không hù dọa cô ấy không? Bằng không, tôi sẽ không vui đâu. Lâm Thanh Loan vừa tức giận, vừa buồn cười. Người này, thế nào cũng phải đích thân mớm thuốc cho Tân Nhi, còn ngay trước mặt cô, kề má với Tân Nhi, thì cũng đành thôi. Lại dám ở tổng đàn thất diệu cung, trong phòng ngủ, thánh nữ, hạ lệnh đuổi khách với cung chủ thất diệu cung. Quả thực chính là được đằng chân lấn đằng đầu. Tuy nhiên, lời tiêu phàm nói dường như có lý. Tân Nhi bệnh trầm trọng, chưa nói tới là khỏi hẳn, lúc này tối kỵ nhất chính là buồn phiền. Một khi dẫn động thương thế, không khỏi thất thường trở lại chính cô một sư phụ mặt mày uy nghiêm nói năng thận trọng tân nhi rất sợ mình của trách bỗng nhiên đánh vỡ tư tình của cô thật không biết trong lòng cô lo lắng tới bậc nào nữa lâm thanh loan lại hư một tiếng xoay người rời khỏi phòng ngủ hiển nhiên sư phụ đi thật cũng không quay đầu lại tân lâm lúc này mới nhẹ nhàng thở phào một cái đám đỏ sẫm không bình thường trên gương mặt kia dần dần mất đi bỗng nhiên thè lưỡi với tiêu phàm làm cái mặt quỷ. Tiêu Phàm không kìm nổi giơ tay nhéo nhéo mũi cô, bật cười ha ha. Tiếng cười không gì trói buộc, vui vẻ không gì sánh bằng. Tháng 9, khí trời hoa hạ vẫn nóng bức như lửa. Trang viên Tô Nam ở Giáp Lục đảo cũng lửa nóng cuồn cuộn. Trong cái thời tiết nóng bức như vậy, đại hàng đầu sư quản sự trang viên, bình thường đều sẽ thông cảm cho bọn hạ nhân, cố gắng không phái bọn họ làm những việc vô tích sự. Nhưng hôm nay đại hàng đầu sư Bình Chiêu lại có thái độ khác thường, sáng sớm đã đuổi tất cả tôi tớ ra khỏi phòng mát, hạ lệnh toàn trang viên tổng vệ sinh, răng đèn kết hoa, chuẩn bị nghênh đón khách nhân tôn quý nhất. Đại hàng đầu sư Bình Chiêu là đệ tử thân truyền của Tô Nam giáo chủ, là một nhân tài đời mới mới xuất hiện của Nạp Cát Phái, ngày bình thường rất được Tô Nam giáo chủ tín nhiệm, tất cả sự vụ thường ngày của trang viên đều giao cho y xử lý. Qua nhiều năm như vậy, Bình Chiêu cũng chưa bao giờ khiến Tô Nam thất vọng, Tất cả sự vụ ngày thường của Nạp Cát Phái và Trang Viên Tô Nam đều được y xử lý gọn gàng ngăn nắp, chưa bao giờ khiến Tô Nam phải lưu tâm vì những chuyện nhỏ nhặt. Ở trong mắt đám hạ nhân của Trang Viên, vị đại hàng đầu sư này là người hòa khí, bình dị gần gũi, cũng không tự tiện uy phúc. Quan cảm của mọi người đối với Bình Chiêu đại hàng đầu sư đều vô cùng tốt. Nhưng, không bao gồm mệnh lệnh lần này. Thật sự có chút không hiểu ra sao cả. Thật sự mệnh lệnh như vậy 7 ngày trước bình chiêu đại hàng đầu sư mới vừa truyền mệnh lệnh một lần. Trang viên từ trên xuống dưới, bận rộn suốt hai ngày trời, trang trí tô nam trang viên giống như cung điện trong đồng thoại vậy, hân hoan, đẹp đẽ. Lần đó, mọi người mặc dù mệt gần chết, nhưng lại là cam tâm tình nguyện, vui vẻ ra mặt. Bởi vì, lần đó là nghênh đón khâm sử cao nhất của Su Đăng. Nửa tháng trước, khi tiền nhiệm đại quốc sư Ma Cưu đang tu luyện thiên quỷ hàng, tại trang viên của mình bị thiên quỷ cắn trả, ngã xuống mà chết. Trực tiếp tuyên cáo kết cuộc của vị đại quốc sư tại vị thời gian dài nhất nước đan mạn từ trước tới nay. Cùng lúc đó, nghe nói đến đại hàng đầu sư của, bất cổ phái, đều chết hầu như không còn, chỉ còn lại có hai người trọng thương may mắn thoát mạng. Tính quyền uy của tin tức này không thể nghi ngờ, bởi vì người tuyên bố tin tức này là Tô Nam Giáo Chủ. Đại hàng đầu sư nhất đẳng nổi danh gần với ma cưu đại quốc sư của Đan Mạn Quốc. Lúc ma cưu binh giải, Tô Nam ở một bên tận mắt nhìn thấy. Tin tức này vừa truyền đi, lập tức chấn kinh toàn bộ đan mạn quốc. Không chỉ là giới hàng đầu, mà chính giới, thương giới, thậm chí quân giới đều dẫn tới chấn động lớn chưa từng có. Đại quốc sư bình thường thoái vị hoặc quy thiên sẽ không gây ra chấn động lớn như vậy. Nhưng lần này, tuyệt đối là ngoại lệ. Ma cưu đại quốc sư chẳng những là đại quốc sư gần trăm năm nay công nhận thiên phú cao nhất, tính cách cường thế nhất, cũng là một vị đại quốc sư duy nhất chết vô cùng bình thường liên tục trong ngăn nhiệm kỳ đại quốc sư. Nhưng mà đó cũng không phải nhân tố mấu chốt dẫn phát chấn động. Thực sự khiến mọi người cây yêu ta ép sợ không hiểu chính là cái chết của ma cưu đại quốc sư có liên quan đến Tô Nam. Người chết, bất kể khi còn sống phong quang hiển hách cỡ nào, đều tuyệt đối sẽ không khiến cao thủ chân chính tiếp tục chú ý y quá nhiều. Chỉ có kẻ trí cường còn sống mới có thể khiến những người này trong lòng kính sợ. Tô Nam miệng nói là ông ta thấy ma cưu ngã xuống. Nhưng hầu như tất cả mọi người đều đem những lời này giải đọc là Tô Nam gỡ yêu ta ết chết ma cưu. Ma cưu và Tô Nam không thân chẳng quen, thời điểm đang tu luyện, thiên quỷ hàng, làm sao có thể mời Tô Nam tới xem chứ? Không hề nghi ngờ là chính Tô Nam xông vào, tại thời khắc mấu chốt xâm nhập vào trang viên, mục đích của Tô Nam rất rõ ràng, chính là đi gỡ yêu ta ết ma cưu, ma cưu cũng tuyệt đối không thể bỏ qua cho ông ta hiện tại ma cưu chết rồi tô nam còn sống vấn đề không phải đã rõ ràng rồi sao từ góc độ của người kia mà nói hoàn toàn có thể cho là tô nam trên trình độ hàng đầu thuật đã vượt qua ma cưu tuy rằng tô nam là chọn thời điểm ma cưu đang tu luyện thiên quỷ hàng đột nhiên đánh lén đánh cho ma cưu trở tay không kịp nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để chứng tỏ sự cường đại của tô nam hơn nữa sau khi tin tức này truyền ra Gần như tất cả đại hàng đầu sư trình độ cao thâm đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Ma cưu thật sự luyện thành Thiên Quỷ Hàng, chỉ sợ đại hàng đầu sư bọn họ đều gặp xui xẻo. Cách quãng thời gian, Ma cưu sẽ cắn nuốt một linh hồn hùng mạnh để củng cố cảnh giới của ông ta. Hàng đầu sư trình độ trên hàng đầu thuật càng cao, càng có thể trở thành thức ăn. Tô Nam nhất cử gỡ iota chết Ma cưu, tiêu trừ tai họa ngầm này cho đoàn người, tuyệt đối được xưng tụng là trừ hại cho dân. Vì thế, thuận lý thành trương, Tô Nam trở thành đại quốc sư mới nhậm chức của Đan Mạn Quốc. Khâm sử cao nhất Su Đăng đích thân thăm viếng Tô Nam trang viên, đưa chiếu thư phong bái hoàng thất tới. Hơn nữa đại biểu cao nhất Su Đăng, trịnh trọng mời Tô Nam đại quốc sư vào thời điểm thích hợp tới Hoàng cung nghỉ chân, đảm đương chức thủ hộ của Hoàng thất Đan Mạn Quốc. Tô Nam đại quốc sư khoái trá tiếp nhận lời mời, hứa hẹn không lâu sau, sẽ tới Hoàng cung dừng chân. Đại quốc sư sở dĩ không có lập tức thành hành, tất cả mọi người có thể hiểu được. Giữa hai đại quốc sư tiền nhiệm hậu nhiệm, khẳng định đã phát sinh giao phong cực kỳ thảm thiết. Tô Nam tuy rằng thắng lợi, khẳng định cũng bị thương không nhẹ, cần phải điều dưỡng một thời gian mới được. Vì thế, Tô Nam trang viên vừa múa vừa hát, ước chừng chúc mừng ba ngày. Tô Nam đã là vị đại quốc sư thứ ba xuất hiện của Nạp Cát Phái, gần trăm năm nay, trong lịch sử Đan Mạn Quốc, là có một không hai. Chỉ dựa vào điều này, Nạp Cát Phái cũng đủ để trở thành trường phái hàng đầu thứ nhất của Đan Mạn Quốc. Ai ngờ dư âm của Hân Hoan vẫn còn, Bình Chiêu Đại hàng đầu sư lại bắt đầu gây sức ép cho đoàn người rồi. Và không chút khách khí báo cho mọi người, quý khách lần này hoan nghênh, phải là quy cách cao nhất, một chút cũng không thể thấp hơn so với hoan nghênh khâm xử nửa phần. Mọi người vừa khẩn trương vừa tò mò, không biết lại có đại nhân vật khó lường nào sắp đại giá quang lâm tô nam trang viên. Đợi tới buổi sáng hôm nay, mọi người trong tô nam trang viên mới phát hiện, quy cách nghênh đón quý khách lần này còn cao hơn quy cách nghênh đón khâm sử. Ngay cả tô nam đại quốc sư đều đích thân xuất động, ngồi trên chiếc xe rô roi nhập khẩu xa hoa có rèm che do gia tộc người Hoa Thành lạc gia tặng, đi tới sân bay nghênh đón quý khách. Lúc này khiến tất cả mọi người giật mình trợn mắt há hốc mồm. Đây là đại sự trước nay chưa từng có. Trường 558, Tô Nam Đại Quốc Sư 2 Chưa từng có người có thể khiến Tô Nam Đại Quốc Sư thận trọng, lễ kính có ra như thế. Cho dù trước đây, lúc mà cựu đại quốc sư đích thân đi Tô Nam trang viên, Tô Nam cũng chưa từng rời khỏi trang viên đi nghênh đón ông ta. Giống với khâm sử đến nhà trước đó không lâu, do Bình Chiêu tổ chức nghi thức hoan nghênh, khách nhân vào trang viên, Tô Nam mới hiện thân tiếp đái. Lần này, Tô Nam không ngờ rời khỏi trang viên, đi tới sân bay. Chỉ sợ cho dù ngự giá cao nhất su đăng của Đan Mạn Quốc đích thân tới, cũng không nhận được loại lễ ngộ quy cách này ít nhất trong suy nghĩ của bọn hạ nhân ở Tô Nam Trang Viên, địa vị của Tô Nam Đại Quốc Sư tuyệt đối không ở dưới su đăng cao nhất, thậm chí còn hơn. Lần này quý khách tới rốt cuộc là ai? Bọn hạ nhân trong Trang Viên thật sự không thể tưởng tượng, trên thế giới vẫn còn người có thân phận địa vị trên cả Tô Nam Đại Quốc Sư. Khi quý khách rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người, gần như tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, rơi kính mắt đầy đất, cả kinh nửa ngày nói không ra lời. Không ngờ, là hai vị dị tộc. Hơn nữa, còn trẻ như vậy, không hề nghi ngờ, hai vị khách nhân tôn quý nhất của Tô Nam Trang Viên này chính là Tiêu Phàm và Cơ Khinh Sa. Tuy nhiên, ngay cả Tiêu Phàm và Cơ Khinh Sa đều chưa từng nghĩ đến, Tô Nam sẽ bày ra nghi thức hoan nghênh long trọng như vậy. Chẳng những trải thảm đỏ ở phi trường, thảm đỏ lại còn trải ra ngoài Tô Nam Trang Viên xa vài dặm. Nam nữ thổ dân trang phục bản địa vừa múa vừa hát, không ngừng ném cánh hoa phủ xuống khách nhân. Tô Nam Đại Quốc Sư, chẳng những là giáo chủ, nạp cát phái, còn là đại tộc trưởng của người nạp cát thổ dân. Hàng nghìn người nạp cát đều bị phát động, nghênh đón quý khách. Đại Quốc Sư, thế này quá long trọng rồi, thật không dám nhận. Tiêu Phàm từ đáy lòng nói. Tô Nam mỉm cười nói. Tiêu chân Nhân không cần khiêm tốn, chúng ta là chi giao sinh tử cùng nhau ra sinh vào tử. Mặc kệ tới khi nào, Tiêu chân Nhân và cơ tiểu thư đều là bằng hữu tôn quý nhất của Tô Nam ta. Tô Nam nói vô cùng chân thành. Thứ nhất, ba người từng kề vai chiến đấu, quả thật có thể nói sinh tử chi giao. Thứ hai, sự cường đại của tiêu phàm cũng khiến Tô Nam kính trọng. Thứ ba, Tô Nam cũng hy vọng có thể thông qua tiêu phàm tiếp xúc nhiều với thuật pháp hoa hạ. Tục ngữ nói, đá của núi khác có thể mài rũa thành ngọc. Tô Nam trước kia có giao hảo với Nguyên Thành Tử, đã lĩnh ngộ được không ít bí quyết đạo thuật, đối với việc ông ta tu luyện hàng đầu thuật, rất có ích lợi. Tiêu phàm thuật pháp mạnh, Càng ở trên nguyên thành tử, giao lưu lẫn nhau, cái nhận được nhất định rất nhiều. Tương đối mà nói, Tô Nam là hàng đầu sư khá khai sáng. Huống chi, hàng đầu thuật vốn chính là kết hợp từ vu thuật bản thổ nam dương và cổ thuật đến từ Miêu Cương Hoa Hạ. Nếu đã có thể kết hợp với cổ thuật, như vậy kết hợp với thuật pháp truyền thừa Hoa Hạ, thăm dò ra một loại hàng đầu thuật càng cao hơn minh, cũng không phải không có khả năng. Mà điểm này, cũng thật sự là nguyên nhân chủ yếu Tiêu Phàm lại đến thăm đan mạn quốc tiêu phàm mỉm cười hướng tô nam hạ thấp người làm lễ hôm nay tiêu phàm quần áo đường trang màu trắng dày vải màu xanh khí độ nho nhã thần thái phóng khoáng quả nhiên là tuổi trẻ tuấn kiệt tài đức lỗi lạc phong lưu cơ khinh xa lại váy dài tung bay đẹp tựa như ảo mộng nhẹ nhàng khoác cánh tay tiêu phàm chậm rãi đi ở trên thảm đỏ đón nhận ngàn vạn người hoan hô cánh hoa giống như vũ cười tươi như hoa cho dù không cùng tổ tiên với ta tiêu phàm và cơ khinh xa vẫn trong khoảnh khắc chinh phục tất cả người nạp cát tới đón tiếp. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, tiếng thán phục, như núi hô sóng thần, vọt về phía khách nhân tôn quý nhất. Giống với ma cưu trang viên, tô nam trang viên cũng xây dựng ở trong rừng nhiệt đới. Chỉ có điều tương đối mà nói, tô nam trang viên gần với thành nội hơn, không có vào sâu rừng cây như vậy. Chỉ dựa vào quy mô và mức độ xa hoa mà nói, tô nam trang viên hơn hẳn ma cưu trang viên nhiều điều này có liên quan với nội tình thâm hậu của nạp cát phái. So sánh với, nạp cát phái, bất cổ phái, là điển hình nhà giàu mới nổi. Đi qua thảm đỏ thật dài, khoác cả người cánh hoa, Tô Nam rốt cuộc dẫn tiêu phàm và cơ khinh xa đi vào trong nội thành trang viên, đi lên tường thành, vất tay chào hỏi, đón nhận hoan hô của hơn vạn người nạp cát. Kế tiếp, tựa như nguyên thủ đi nước ngoài vậy, tiêu phàm và cơ khinh xa ở trang viên hưởng thụ bữa cơm trưa vô cùng phong phú, lại dưới sự đích thân dẫn dắt của Tô Nam, đi thăm nội thành. Ở trước mặt tiêu phàm, Tô Nam không có bất kỳ cấm kỵ, thậm chí ngay cả nơi mình hàng ngày tu luyện, đều không hề giấu giếm với tiêu phàm và cơ khinh xa, thể hiện sự tín nhiệm hoàn toàn đối với khách quý. Tiêu phàm cũng rất thẳng thắn nói tới dự định lần này mình quay lại nước đan mạn. Tiêu phàm mỉm cười, lấy ra một miếng thuộc da đen thùi, đưa cho Tô Nam. Thiên nhãn thần thông. Tô Nam vừa mới nhận lấy, trên mặt liền lộ ra thần sắc giật mình. Miếng thuộc da đen thùi chính là tiêu phàm đã lấy từ trong túi da của sai vượt, mặt trên có khác một ít chữ tượng hình cổ xưa, qua phân biệt của cơ khinh xa, đây là văn tự người nạp cát sử dụng. Đại quốc sư con mắt thật tinh tường, đây là di vật của đại sư sai vượt, không dối gạt đại quốc sư, tôi đối với thiên nhãn thần thông, ghi ở trên rất cảm thấy hứng thú, cho nên cố ý tới thỉnh giáo đại quốc sư, hy vọng đại quốc sư tài cán giải thích nghi hoặc cho tôi tiêu phàm cũng không giấu giếm, trực tiếp nói rõ ý đồ mình đến. Mặc dù công pháp của thiên nhãn thần thông này là đoạt được từ di vật của sai vượng, mà sai vượng lại là hàng đầu sư của nạp cát phái. Nhưng điều này cũng không cản trở việc tiêu phàm coi công pháp này là của mình. Hơn nữa, đây là chiến lợi phẩm của hắn. Sai vượng chết ở trong tay cơ an ni, hắn lại đánh bại cơ an ni, di vật, đương nhiên thuộc về hắn. Thế giới của hàng đầu sư vốn là tuân theo quy luật, cường nhân vi tôn lúc ấy cơ khinh sa đã phán định đây là công pháp của thiên nhãn thần thông chỉ là cơ khinh sa tuy rằng nguyên bác đối với rất nhiều chữ tượng hình trên thuộc gia cũng chỉ có thể là hình như quen chứ không thể khẳng định trên giáp lục đảo chủng tộc người thổ dân thật sự nhiều lắm đại đa số thuộc trạng thái vô cùng nguyên thủy cho dù là ở trong thư viện đại học hoa nhân đối với mấy chữ tượng hình chủng tộc thổ dân sử dụng cũng chỉ là miêu tả đại khái công pháp tu luyện lại là không được phép lệch lạc không có người nào có thể dựa vào suy đoán đi tu luyện một loại công pháp lợi hại. Chỉ cần ở khâu mấu chốt nào đó xuất hiện nghĩa khác, kết quả tu luyện sẽ rất khác, thậm chí đi ngược lại với nguyên ý. Tô Nam gật gật đầu, nói. Thiên nhãn thần thông, kỳ thật không được coi là tuyệt kỹ của sư đệ sai vượt, rất nhiều hàng đầu sư đều tu luyện qua môn công pháp này. Chẳng qua sư đệ sai vượng thành tựu cao nhất, quyền công pháp là tiền bối hàng đầu sư, nạp cát phái, chúng tôi lưu truyền xuống, nhưng sư đệ sai vượng đã tự mình tiến hành cải tiến rồi nếu tiêu chân nhân cảm thấy hứng thú ta có thể làm người thông dịch cho tiêu chân nhân tiêu phàm vội khom người khách khí nói đa tạ đại quốc sư tô nam khẽ mỉm cười nói tiêu chân nhân nếu chúng ta là bằng hiếu không cần nói lời khách khí đối với thuật pháp hoa hạ tôi cũng cảm thấy rất hứng thú có chút nghi hoặc hy vọng tiêu chân nhân có thể giải thích nghi hoặc cho ta rất nguyện ý giao lưu tâm đắc với đại quốc sư. Lập tức Tô Nam liền dịch quyển công pháp, thiên nhãn thông, này ra, Tô Nam vô cùng nguyên bác. Nhiều năm giao hảo với nguyên thành tử, trình độ hán ngữ tê tinh thâm, công pháp phiên dịch ra văn lý trôi chảy, kết cấu ngay ngắn. Cơ khinh xa đã từng nói, thiên nhãn thông, này cũng không được coi là hàng đầu thuật thuần túy. Hoặc là nói, là một loại hàng đầu thuật cực kỳ độc lập, có thể một mình tu luyện. Mắt thấy tiêu phàm có chút cao hứng, Tô Nam do dự một chút, vẫn là nói. Tiêu chân nhân, bản thân quyển công pháp này rất đơn giản, không phức tạp, vô cùng dễ tu luyện. Nhưng nếu muốn thực sự có thành tựu, trong đó có một mấu chốt rất lớn, chính là thiên mục trùng. Bản thân sư đệ sai vượng thiên phú xuất chúng, nhưng mà y sở dĩ có thể trở thành người tu luyện, thiên nhãn thần thông, có thành tựu cao nhất trong 20 năm nay, chủ yếu vẫn là công lao của thiên mục trùng. Loại linh trùng này, vô cùng khó tìm, sư đệ sai vượng năm đó cũng là may mắn mới có được một đôi. Ngụ ý này chính là, tiêu chân nhân ngài chớ vui mừng quá sớm, không có thiên mục trùng, ngài cho dù có công pháp, thành tựu cũng rất có hạn. Có lẽ thị lực có thể mạnh hơn so với trước kia vài phần, muốn luyện thành thiên nhãn, chân chính, vậy thì còn kém xa lắm. chương 559, lại đến ma cưu trang viên. Tiêu phàm cười ha hả, nói. Đa tạ đại quốc sư nhắc nhở, chỉ cần có thể có tiến bộ, Tôi liền rất hài lòng. Về phần sự thật trong túi hắn có một cặp thiên mục trùng, cũng là không cần nhắc tới với Tô Nam. Tô Nam liền chuyển sang đề tài khác. Ông ta thật đúng là có chút lo lắng, nếu Tiêu Phàm kính nhờ ông ta đi tìm thiên mục trùng, loại linh trùng này cho dù không giống xích viêm thảo, trăm năm khó tìm như vậy, nhưng cũng là có thể gặp được mà không thể cầu được. Một khi Tiêu Phàm đã mở miệng, ông ta không thể không đáp ứng, đáp ứng rồi cũng không phải còn không bằng thu hút sự chú ý của hắn sang cái khác tránh cho xấu hổ tiêu phàm và cơ khinh xa ở tô nam trang viên hai ngày hai bên giao lưu tâm đắc kết nối kỹ xảo ai cũng đều có thu hoạch lớn nhất là cơ khinh xa tô nam đã giải đáp cho cô rất nhiều nghi nan trên hàng đầu thuật nhìn qua cơ khinh xa dường như có lòng muốn xâm nhập nghiên cứu hàng đầu thuật chuẩn bị dung hợp hàng đầu thuật và truyền thừa thuật pháp hà lạc phái với nhau khai sáng một kỷ nguyên mới nề mặt của tiêu phàm Tô Nam đối với cơ khinh xa trên căn bản là có hỏi là có đáp, rất ít dấu riêng. Truyền thừa hàng đầu thuật và truyền thừa thuật pháp hoa hạ có chút khác nhau. Càng nhấn mạnh thiên phú cá nhân người tu luyện, cùng một quyền công pháp, do người khác tu luyện, có lẽ cuối cùng cả đời cũng khó có thể đại thành. Nếu đổi là Tô Nam đến tu luyện, thậm chí chỉ cần 3 năm liền có thể đăng phong tạo cực. Tô Nam cũng không giấu riêng, đến lúc đó có thể có bao nhiêu thành tựu, liền xem thiên phú và duyên phận của bản thân cơ khinh xa rồi mà đối với nghi vấn của Tô Nam, tiêu phàm cũng là có hỏi là đáp. Nhưng hai ngày này, thu hoạch lớn nhất của Tô Nam vẫn là từ chỗ tiêu phàm có được một phương thuốc. Mà cưu trang viên một trận chiến, Tô Nam bản thân bị trọng thương, chỉ trong nửa tháng, mãi mãi không đủ cho ông ta khôi phục. Nhưng mà đã tiếp nhận ngự phong của Hoàng thất rồi, cứ chỉ hoãn không tới Hoàng cung dừng chân, cũng không phải biện pháp. Chỉ sợ lập tức sẽ khiến cho các đại hàng đầu sư khác hoài nghi. Một khi có người thừa dịp Tô Nam suy yếu khởi sướng khiêu chiến với ông ta, vậy thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Đối với Tô Nam mà nói, việc cấp bách chính là mau chóng khỏi hẳn thương thế, để mình lại lần nữa tiến vào trạng thái đỉnh cao. Tiêu Phàm tự mình bắt mạch cho ông ta, tự mình khai một phương thuốc, dặn dò Tô Nam uống thuốc điều trị, nhiều nhất 3 tháng có thể phục hồi như cũ, khôi phục như lúc ban đầu. Tô Nam chiếu theo đơn uống thuốc, chỉ uống hai lần thuốc liền có hiệu quả, đương nhiên vui mừng quá đỗi. Sự khâm phục đối với tiêu phàm, lại nâng cao một bước. Truyền thừa thuật pháp hoa hạ quả nhiên bắt nguồn xa, dòng chảy dài, bác đại tinh thâm. Hai ngày sau đó, tiêu phàm và cơ khinh xa cáo từ rời khỏi. Hoàng gia phạm gia ở thành lạc già sớm đã nhận được chỉ bảo, Hoàng Thanh Vân đích thân tọa giá, đặc biệt đuổi tới tô nam trang viên nghênh đón tiêu chân nhân và cơ tiểu thư. Lúc xế chiều, xe Rolls Royce màu đen có rèm che xuất hiện tại cửa Ma Cưu Trang Viên. Từ xa nhìn lại, Ma Cưu Trang Viên vẫn đứng sừng sướng ở giữa sơn giã xanh biếc, nguy nga đổ sộ. Nhưng cổ khí thế kinh người kia, sớm đã biến mất hầu như không còn. Nhìn thấy xe Rolls Royce xa hoa có rèm che chạy nhanh gần, nhân viên bảo an trên cổng thành, trước hết liền kinh sợ hoảng lên. Đại quốc sư ngã xuống, 15 vị đại hàng đầu sư của, bất cổ phái, gần như tổn thất không còn, lúc này ma cưu trang viên không còn là ma cưu trang viên ngày xưa nữa. Thậm chí ngay cả cơ an ni và giang trừng bản thân bị trọng thương, cũng sớm rời khỏi trang viên, trốn ở nơi người bên ngoài khó có thể biết được để chữa thương rồi. Những hàng đầu sư khác của trang viên, chỉ cần có thể nhúc nhích, trên cơ bản cũng chạy trốn sạch. Chỉ có mấy vị hàng đầu sư trung thành và bộ phận nhân viên bảo an không có chỗ để đi ở lại, trông coi trang viên chống trải, sống qua ngày. Lúc ma cưu đại quốc sư còn sống, thật sự uy phong thái thịnh, gợi yêu ta ít chóc không ít, trường phái hàng đầu sư đắc tội cũng không ít. Hiện giờ, bất cổ phái, chợt suy sụp, những kẻ thù nhân cơ hội này gợi yêu ta ít tới trang viên để báo thù, là đương nhiên rồi. Nửa tháng nay, mà cưu trang viên thần hồn nát thần tính, nhân viên canh giữ luôn luôn kinh sợ, vốn không có được một ngày an tâm. Chiếc ron roi vô cùng khí phách, bản thân mang theo hơi thở uy áp không nói ra được. Trong lòng mọi người đều tự hiểu, Người có thể tọa ngồi trên loại xe sang trọng này, không phú thì quý, cũng không phải là người lúc này Ma Cưu Trang Viên có thể đắc tội được. Tuy nhiên, cửa chính vẫn là đóng chặt, xe đen sang trọng chậm rãi ngừng lại ở trước cửa chính. Một vị hàng đầu sư trẻ tuổi, cả gan đi lên trước. Bất kể nói thế nào, cũng phải đi lên hỏi một chút tình huống, xem rốt cuộc là thần thánh phương nào đại giá tới Ma Cưu Trang Viên, mới có sách lược ứng đối. Kính cửa xe chậm rãi buông hàng đầu sư trẻ mạnh dừng bước trên mặt lộ ra thần sắc thất kinh không kìm lòng nổi hai đầu gối mềm nhún quỳ dạp trên đất cổ hơi thở lộ ra từ trong xe kia vị hàng đầu sư trẻ này thật sự quá quen thuộc hắn từng tham gia trận chiến mê cung nửa tháng trước chính là người trong xe n này tàn sát đám người đại hàng đầu sư gia văn hầu như không còn vị hàng đầu sư trẻ tuổi này bởi vì cách quá xa mới may mắn bảo vệ một cái mạng trận chiến thạch trận hắn mặc dù không có đích thân xem nhưng đại quốc sư ngã xuống tất nhiên có liên quan với người này bên ngoài đều truyền nói ma cưu đại quốc sư là bị tô nam ta ép chết nhưng nếu không có người trong xe này đi theo bên cạnh hiệp trợ dựa vào một mình tô nam tuyệt đối không phải là đối thủ của ma cưu đại quốc sư nếu không tô nam đã sớm khởi xướng khiêu chiến với ma cưu tranh đoạt vị trí đại quốc sư rồi nói cách khác người ngồi trong xe lúc này này mới là tên đầu sỏ khiến cho Ma Cưu Đại Quốc sư ngã xuống, bất cổ phái suy vi. Một kẻ mạnh có thể gờ iota chết Ma Cưu Đại Quốc sư, bỗng nhiên lại chạy tới Ma Cưu Trang viên, sao không khiến hàng đầu sư trẻ tuổi kinh hãi muốn chết chứ? Chẳng lẽ hắn là đến hủy diệt hoàn toàn Ma Cưu Trang viên sao? Thật sao như thế, Ma Cưu Trang viên sẽ lập tức hoàn toàn biến mất trên địa cầu. Đối với kẻ mạnh này mà nói, muốn làm đến mức này, chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi thậm chí đều không cần đích thân động thủ, chỉ cần một câu chỉ bảo xuống, đều có người thi hành mệnh lệnh. Người tên là gì? Một giọng nữ hơi khàn khàn lại vô cùng tao nhã vang lên trong xe, nói lại chính là ngôn ngữ của người thổ dân lạc già. Tôi, tôi tên là Sa Ba. Hàng đầu sư trẻ tuổi lấy đầu chạm đất, run giọng đáp. Sa Ba tiên sinh, hiện tại trang viên là do người đang phụ trách sao? Cái giọng nữ tao nhã kia tiếp tục hỏi, không vội vàng không hấp tấp đúng đúng vậy tốt lắm người đi phía trước dẫn đường chúng ta muốn đi vào nội thành người hãy nói cho các nhân viên canh giữ khác của trang viên cứ làm công việc của mình không cần kinh hoàng chỉ cần mọi người yên lặng liền không có việc gì hiểu chưa giọng nói vẫn tao nhã lại mang theo ý tứ hàm xúc cao cao tại thượng không nói ra được những lời tôi nói ra chính là mệnh lệnh Sa Ba âm thầm thở phào một cái không ngừng thưa dạ mà cưu trang viên lại giống như trong tưởng tượng, bị biến thành một tòa thành trống không, trên cơ bản vẫn còn duy trì nguyên trạng. Sa Ba giải thích, đây là bởi vì, không có mệnh lệnh của đại hàng đầu sư, bọn họ không biết nên xử trí hết thảy trong trang viên như thế nào, chỉ có thể tận khả năng duy trì nguyên trạng, chờ đại hàng đầu sư trở về chủ trì. Hai vị đại hàng đầu sư còn sống của, bất cổ phái, đã suốt đêm bỏ chạy, tạm thời làm sao có thể trở về ma cưu trang viên chứ, dù thế nào cũng phải đợi thương thế khỏi hẳn sau khi tìm hiểu thái độ của tô nam đại quốc sư mới nhậm chức mới có thể đưa ra quyết định đối với tương lai vận mệnh của toàn bộ bất cổ phái mà nói xử trí tốt hậu quả ma cưu trang viên trái lại không phải quan trọng như vậy chỉ cần tô nam đại quốc sư không truy cứu bất cổ phái nữa cho dù san bằng cả tòa ma cưu trang viên thành đất bằng cũng không tiếc dưới sự dẫn dắt của sa ba tiêu phàm và cơ khinh sa đi thăm hai tòa điện phủ trong nội thành tiêu phàm khẽ vuốt cầm, tựa hồ đối với cái này tương đối hài lòng. Sa ba tiên sinh, dẫn chúng ta tới chỗ ma cưu đại quốc sư ở khi còn sống. Một chút, tiêu phàm lập tức ra lệnh. Vâng, sa ba không chút do dự, lập tức kho người lĩnh mệnh. Tiêu phàm không ẩn núp khí tức của hắn, sa ba sớm đã biết, vị nam tử người hoa trẻ tuổi nhìn qua nhã nhận gầy yếu này, chính là vị cường nhân gợi yêu ta ết chết ma cưu đại quốc sư. Ở ma cưu trang viên, đã sớm truyền lưu một tin tức như thế này, đại quốc sư chết ở trong tay một vị hàng đầu sư nước láng giềng siêu cấp. Vị hàng đầu sư nước láng giềng siêu kia là một người Hoa. Ở trước mặt một cường nhân như vậy, hàng đầu sư trẻ tuổi vừa mới bước vào giới hàng đầu không lâu, không dám có chút ý kháng cự. chương 560, kên. Nơi ma cưu sinh hoạt hàng ngày ngay tại nơi cách mê cung không xa, một loạt tinh xá độc lập. Đều là dùng loại tảng đá đen nhánh kiến tạo thành, là cùng một loại với nham thạch phách tường ao thánh tuyền nhìn qua dãy tinh xá này đen thui không chút thu hút nào tiêu phàm vừa tiếp cận liền lập tức cảm giác được một cỗ lực áp chế cấm chế nơi này rõ ràng có thể áp chế thần niệm sa ba dẫn bọn họ tới phía trước một gian tinh xa trong số đó nơm nớp lo sợ nói tiên sinh nơi này nơi này chính là nơi ma cưu đại quốc sư ngày thường sống nói xong hai cái đùi thậm chí cũng nhịn không được hơi hơi phát run. Cả dãy tinh xa bỏ trống không, không nhìn thấy nửa bóng người, an tĩnh, u ám, cực kỳ kinh khủng. Được, người đi đi, không được ta cho phép, bất cứ kẻ nào cũng không được tiếp cận nơi này. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm, thuận miệng phân phó nói. Vâng, tiên sinh, xa ba như được đại xá, vội vội vàng vàng cúi đầu thi lễ với tiêu phàm và cơ khinh xa. Xoay người, cũng không quay đầu lại, giống như chạy trốn khỏi nơi này. Mặc dù ma cưu đại quốc sư đã ngã xuống, nơi này vẫn âm trầm khủng bố đến khiến cho người ta hít thở không thông. Tiêu phàm đẩy cửa phòng tinh xá khép hờ ra, chậm rãi đi vào. Ở bề ngoài, nơi này là một loạt phòng ở, nhưng thật ra là hình thức buồng xếp. Có phòng khách, có phòng ngủ, có thư phòng. Tiêu phàm chỉ dừng lại một chút ở phòng khách và phòng ngủ, liền đi tới thư phòng. Thư phòng diện tích không lớn, bố trí khá đơn sơ, mang theo tư tưởng dị quốc vô cùng nồng đậm. Mặc dù bây giờ là buổi chiều, mặt trời trên đỉnh đầu nhô lên cao chó trang, sóng nhiệt cuồn cuộn. Nhưng trong thư phòng này lại là lạnh lẽo, khiến cho người ta không cảm thấy được nửa phần ấm áp, thậm chí ngay cả cơ khinh xa đều không kìm lòng nổi bước đến gần tiêu phàm. Đây hoàn toàn là một động tác theo bản năng, gần như không qua suy nghĩ. Cho dù phụ nữ mạnh mẽ độc lập cỡ nào, khi ở cùng người đàn ông mình ngưỡng mộ trong lòng, đều sẽ tự nhiên mà sinh ra tính ỷ lại nào đó. Tiêu phàm, anh muốn tìm cái gì? Cơ khinh xa rốt cuộc không kìm nổi nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói có chút khó hiểu. Chẳng lẽ tiêu phàm cũng giống như cô, muốn xâm nhập nghiên cứu hàng đầu thuật một phen? Tôi đang tìm công pháp tu luyện của ma cưu. À, cơ khinh xa giật mình kinh hãi. Tôi rất cảm thấy hứng thú đối với linh khu của ma cưu. Tiêu phàm đơn giản giải thích với cơ khinh xa một câu hành trình Nam Dương trước đó không lâu, ngoại trừ, xích viêm thảo, ra, tiêu phàm thu hoạch lớn nhất chính là tiếp xúc với một lĩnh vực cơ bản xa lạ, lĩnh vực linh hồn. Cái gọi là nguyên thần xuất khiếu, đều tồn tại trong các loại tu tiên truyền thuyết hoa hạ. Ví dụ như lý thuyết quải bát tiên tri thủ chứ danh, chính là sau khi nguyên thần dạo chơi, thân thể bị hủy. Nguyên thần không thể không dựa vào thân thể của một tên ăn mày chết vì đói rét để có thể tái sinh. Nhưng tin đồn chung quy chỉ là tin đồn mà thôi, Tiêu Phàm chưa bao giờ từng thấy nguyên thần xuất khiếu thật sự. Cho đến nửa tháng trước, Ma Cưu thân thể tiêu vong, linh hồn sống sót độc lập, hơn nữa còn có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Trước đó, Tiêu Phàm chưa bao giờ nghĩ tới, loại tình hình này thật sự sẽ phát sinh. Thậm chí bên trong, vô cực thuật tàng, đều không có ghi lại phương diện này. Hoặc là ở bên trong, trường sinh thiên, có thể tìm được văn tự tương quan. Nhưng cố lão tương truyền, trường sinh thuật của vô cực môn thực tế đã là cảnh giới thần tiên. Không thành tiên, không đắc đạo, có thể trường sinh sao? Cái gọi là thiên quỷ hàng, thân thể nửa người nửa linh, kỳ thật so với các loại truyền thuyết nguyên thần xuất khiếu, mượn xác hoàn hồn, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tiêu phàm cũng sẽ không tin, thế gian thực sự có loại kỳ thuật này. Ngoại trừ, biểu diễn, của bản thân ma cưu, Tiêu Phàm còn ở trong Càn Khôn đỉnh, lấy được, nhắc nhở, hoàn toàn bất đồng. Tiêu Phàm có thể cảm giác được rõ ràng, thần niệm lực của hắn có thể tồn tại độc lập ở bên trong Càn Khôn đỉnh. Trong khoảng thời gian này, lúc Tiêu Phàm dựa vào thần niệm lực điều tra tình hình trong đỉnh, rõ ràng có phát sinh giao tập với một thần niệm lực khác ở trong đỉnh. Chỉ có điều loại giao tập này vẫn rất mơ hồ, một ít tin tức hoặc là nói, nhắc nhở Tiêu Phàm lấy được, đều là mông lung, như có như không. Đại đa số thời điểm trượt lướt qua, rất khó thực sự bắt được trọng điểm. Loại biến hóa này phát sinh sau khi thu âm bộc của Phạm Anh vào trong càn khôn bình. Tiêu Phạm mơ hồ cảm thấy, ắt hẳn có liên quan với linh hồn thuật của hàng đầu thuật nuôi dưỡng âm quỷ. Cho nên sau khi thương thế của Tân Lâm bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, hắn liền lập tức chạy về Nam Dương. Trong khi giao lưu với Tô Nam, Tô Nam cũng nói tới một ít kỹ xảo và tâm đắc của xúc Quỷ tuy nhiên tiêu phàm cảm thấy có chút, ngứa ngách, không nắm được trọng điểm. Tô Nam cũng thừa nhận, ở phương diện này, bản thân mình còn xa mới bằng Ma Cưu. Chỉ riêng nuôi dưỡng 12 tên âm quỷ, liền có thể nói Ma Cưu là người duy nhất rồi. Ngoại trừ, Đại Thiên Vương, lạp chát đắc lý trong truyền thuyết, nước đan mạn chưa từng có một hàng đầu sư có thể đạt tới tiêu chuẩn như vậy. Tô Nam cho rằng, đây là thiên phú dị bẩm của Ma Cưu. Tuy nhiên, tiêu phàm lại không hoàn toàn cho là như vậy. Ngoài thiên phú ra, có lẽ còn có nguyên nhân khác, nói thí dụ như công pháp tu luyện khác nhau, hoặc có lẽ kỳ ngộ khác. Thật giống như sai vượng có được, thiên mục trùng, mà luyện thành thiên nhãn thần thông. Muốn vạch trần bí mật này, không thể không quay lại ma cưu trang viên điều tra một phen. Ánh mắt của tiêu phàm quét tới quét lui giá sách ở bốn phía trong thư phòng, hai hàng lông mày hơi hơi nhào lên. Những giá sách này, đại bộ phận đều rỗng tuếch, chỉ có trên một giá sách phía đông, thừa thất đặt một vài quyển sách, nhưng những quyển sách này hiển nhiên không phải sách công pháp mà tiêu phàm muốn tìm, mà là một số ấn phẩm hiện đại, trong đó bao gồm không ít sách ngoại ngữ nổi tiếng trên thế giới. Ma Cưu khi còn sống có thể nói là đọc rất nhiều sách, học thức rất uyên bác. Nơi này nằm ở chỗ sâu trong nội thành Trang Viên, ngày bình thường ngoại trừ Ma Cưu ra có rất ít người đặt chân vào. Ma Cưu hoàn toàn không cần phải bày lên những bộ sách ngoại văn đó để trưng bày trưng bày cho ai xem hiện tại tiêu phàm sớm đã hiểu rõ mà cưu đảm nhiệm đại quốc sư mấy năm nay cũng không phải hàng năm đều ở lại trong hoàng cung trong một năm chỉ ít có một nửa thời gian ông ta đã ở ma cưu trang viên chẳng qua thời gian không có cố định mà thôi cái gọi là người thủ hộ trung cực của hoàng cung kỳ thật chỉ là một cái danh nghĩa bình thường cũng sẽ không có hàng đầu sư nào điên cuồng tùy ý công kích hoàng cung sát hại thành viên hoàng thất sự tình không có lợi ai muốn làm chứ đại quốc sư dừng chân hoàng cung, đa số thời điểm chỉ là nảy sinh một tác dụng kinh sợ. Nếu thật có hàng đầu sư thừa dịp thời điểm đại quốc sư không ở đó, ra tay công kích hoàng cung, sau đó cũng rất khó trốn thoát khỏi sự đuổi gợi yêu ta của đại quốc sư. Hơn nữa trong hoàng cung, có rất nhiều thuật pháp cũng không thể tùy tiện tu luyện. Bởi vậy, ma cưu trang viên từ trước đến nay đều là căn cứ địa thực sự của ma cưu đại quốc sư. Muốn tìm điển tịch công pháp tu luyện của ma cưu, tới Hoàng Cung chỉ sợ là không có thu hoạch gì lớn, còn không bằng đến ma cưu trang viên. Nhưng hiện tại xem ra, trong thư phòng này cũng không có điển tịch tiêu phàm muốn tìm. a à, cơ khinh xa bỗng nhiên phát ra một tiếng ngạc nhiên thán phục trầm trầm bước nhanh đi đến bên cạnh giá sách, hơi hơi xoay người, lấy ra một quyển sách tiếng Anh thật dày. Tiêu phàm cũng bị quyển sách này hấp dẫn. Lại là Thánh Kinh Cựu Ước Toàn Thư. Ở trên giá sách của Đại Hàng Đầu Sư Nam Dương, không ngờ tìm được thánh kinh cựu ước toàn thư, khó trách cơ khinh xa phải kinh ngạc. Đây thật sự có chút không hợp a. À. Mà đại quốc sư xem đọc, không khỏi quá mức rộng rãi. Tuy nhiên suy xét đến những thứ tiêu phàm xem đọc qua cũng đồng dạng rộng rãi, loại kinh ngạc này rất nhanh liền biến mất. Bộ, thánh kinh cựu ước, này thật là bản rất cũ, trải qua tu bồi, trang giấy đã ố vàng, trong sách kèm theo phiếu đánh dấu. Cơ khinh xa mở phiếu đánh dấu đầu tiên ra, là một phần ghi chép có liên quan về con trai cả kênh của Adam trong sang thế kỷ của Ma Tây Ngúc Kinh Chi Thủ. Dựa đờ, sang thế kỷ, ghi lại, tên là đứa con trai đầu tiên của Adam và Eva, trời sinh tính tạ ác, sau khi bị Thượng Đế Jehovah trách cứ, liền rất là tức giận. Kênh đối với đệ đệ của Y là AB tràn đầy ghen tị và thù hận, sau đó đã gỡ Iota chết AB ở đồng ruộng, bị Thượng Đế trục xuất và đại địa nguyền rủa. Từ đó về sau phiêu bạt ở giữa đất trời, bất tử bất diệt, vĩnh viễn không được cứu rỗi dưới đoạn văn này có người dùng bút đánh cường điệu ký hiệu nhưng mà cái này vẫn không phải là cái thu hút sự chú ý của cơ khinh xa và tiêu phàm nhất mà sự chú ý của bọn họ bị một mũi tên chỉ dẫn mũi tên vẽ bằng tay này chỉ sang chỗ trống của trang sách nơi đó dùng bút viết than mấy chữ tượng hình phong cách cổ xưa cơ khinh xa vừa nhìn thấy mấy chữ tượng hình này lập tức liền ngây ngốc một chút tiêu phàm liền nhìn về phía cô mà trưng cầu những chữ tượng hình này dường như cũng là ngôn ngữ mà thổ dân bản địa giáp lục đảo sử dụng, tiêu phàm quả thật không biết. Quỷ hút máu. Cơ khinh xa hít một hơi thật dài, chậm rãi nói. Đây là chữ tượng hình của thổ dân lạc gia, viết chính là ba chữ quỷ hút máu, hẳn là ma cư tự tay viết đấy. Audio điện tử võ tấn bền. Trường 561, nhanh chân đến trước ma cư nhận định đứa con cả kên của Adam là quỷ hút máu, suy đoán này ngẫu nhiên hợp ý với rất nhiều học giả. Không ít học giả cho rằng, sau khi Ken bị Jehovah trục xuất, bởi vì đã bị Thượng Đế và Đại Địa Nguyền rủa trở thành thân thể bất tử, cuối cùng tiến hóa thành quỷ hút máu thủy tổ. Bản thân phỏng đoán này rất bình thường, dù sao đều là thần thoại viễn cổ, cũng sẽ không có người coi là thật. Mấu chốt là, mà cừu cố ý đánh dấu trên trang sách này, và tự tay viết ghi chú, có thể thấy được thái độ coi trọng của ông ta đối với cái này một vị đại hàng đầu sư đảo quốc Nam Dương, tại sao lại cảm thấy hứng thú đối với truyền thuyết quỷ hút máu phương Tây như vậy? Đáng tiếc ma cưu đã ngã xuống, tan thành cho bụi, cái nghi vấn này, không người nào có thể giải đáp. Cơ khinh xa lại lật xem, thánh kinh cựu ước, phát hiện trong, ước nhất, có ghi chép liên quan đến kên, cũng được đánh dấu hiệu nhân mạnh. Xem ra vị đại quốc sư tiền nhiệm này đối với truyền thuyết kên không phải là chú ý bình thường. Hoặc là, cái ông ta chú ý không phải là kên, mà là truyền thuyết quỷ hút máu. Lại cẩn thận xem những quyển sách khác trên giá sách, tiêu phàm và cơ khinh xa lại phát hiện ra ít nhất ba quyển miêu tả quỷ hút máu, đều là điền tịch tương đối cổ xưa, hai quyển trong đó, thậm chí có thể nói, văn vật, rồi. Đối với hai bản cổ tịch này, tiêu phàm trái lại rất thích, lấy ra, đặt ở trên bàn sách. Dự định lúc rời đi, sẽ mang đi. Mặc kệ câu chuyện của hai quyển ghi chép có đáng tin hay không, ít nhất có giá trị là sách cổ trừ cái đó ra, tiêu phàm và cơ khinh xa liền không có gặt hái khác. Nơi này chắc không phải chỉ có những quyển thư tịch này. Cơ khinh xa nhìn các giá sách giống tuyết khác, nói rất khẳng định. Từ dấu vết trên giá sách cũng có thể nhìn ra được, nơi này ban đầu còn có điển tịch khác, sau đó lại bị dọn đi rồi. Có lẽ là bị những hàng đầu sư rời khỏi mang đi rồi. Cơ khinh xa còn nói thêm. Điều này thật ra cũng có đạo lý nhất định, dù sao đây là thư phòng của Ma Cưu, điển tịch cất dấu chính đại biểu cho truyền thừa của bất cổ phái, có lẽ tương lai, bất cổ phái, đông sơn tái khởi, hết thảy đều nhờ vào những điển tịch đó. Cũng không chắc, tiêu phàm lại nhẹ nhàng lắc đầu, dường như có chính kiến khác. Tơ khinh xa liền dương hai hàng lông mày lên giống như trưng cầu. Tiêu phàm lại không nói gì nữa, chậm rãi đi đến trước một giá sách khác. Ở bên phải giá sách này, có một cái nút rất không rõ ràng, tiêu phàm giơ tay ấn xuống một trận tiếng kẹp kẹp vang lên, bên cạnh giá sách di rời, lộ ra một cái cửa đá. Tiêu phàm và cơ khinh xa liếc nhau một cái, đẩy cửa đá ra. Một trận âm phong cuốn tới. Tiêu phàm không suy nghĩ gì, một trường đẩy ngang, hạo nhiên chính khí khu chống lay động, lập tức liền xua tán đi cổ âm phong này. Nhìn kỹ lại, cũng là một gian căn phòng bí mật, bày một dãy án kỷ. Những án kỷ này đều là điêu khắc từ tảng đá đen nhánh. Nhưng mà, vẫn là giống tuếch. Trên án kỷ không có cái gì, chỉ còn lại một ít dấu vết. Từ chút dấu vết này để phán đoán, phía trên an kỷ đá ban đầu hẳn là đặt một ít song chảo chum vại các loại, tuy nhiên trước đó không lâu đã bị người thổi quét sạch sẽ rồi. Cơ khinh xa khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Xem ra bọn họ là thật sự đã tới chậm một bước. Mikhail, tiêu phàm bỗng nhiên nhăn đầu lông mày, nhẹ giọng nói ra. Cái gì? Cơ khinh xa không nghe được quá rõ ràng, hỏi lại một câu tiêu phàm gật gật đầu nói tôi ở trong này cảm nhận được khí thức của mikhail xem ra kẻ nhanh chân đến trước chính là vị bá tước kia rồi không phải chứ mikhail thu thập mấy thứ này làm cái gì chẳng lẽ anh ta còn muốn nghiên cứu hàng đầu thuật cơ khinh xa rốt cục không kìm nổi lắc đầu trên thực tế quan cảm của cô đối với bá tước mikhail vẫn là rất tốt mặc dù cơ khinh xa cũng không nghi ngờ phán đoán của tiêu phàm đối với mikhail nhưng loại hảo cảm này vẫn không hề bị tiêu trừ ngoại trừ hoài nghi của tiêu phàm mikhail thật sự được cho là một vị thân sĩ tiêu chuẩn bọn họ trong hành động lần này ở nam dương cuối cùng có thể đạt được thành công cũng không thể tách khỏi sự trợ giúp của mikhail ít nhất lần này trợ giúp của mikhail đối với bọn họ là vô tư không có mang theo bất luận điều kiện gì tiêu phàm trầm giọng nói có lẽ mục đích của y giống với chúng ta. Linh hồn chi học, y hẳn là cũng rất muốn nghiên cứu. Đạo trường sinh phương Tây và đạo trường sinh phương Đông dường như có sự khác nhau. Còn thiên quỷ hàng hình như lại là một loại thử nghiệm mưu cầu trường sinh khác. Cơ khinh xa cũng nhăn đầu lông mày, nói. Nhưng, dựa theo phân tích của anh, chẳng phải bọn họ đã có được trường sinh sao? Còn muốn nghiên cứu thiên quỷ hàng, làm cái gì? Căn cứ vào tin đồn của giới hàng đầu, cho dù luyện thành thiên quỷ hàng cũng chỉ là thân thể bán linh, về ý nghĩa thực sự cũng không thể có được vĩnh hằng. Đối với Mikhail mà nói, thật sự có chút làm chuyện vô bổ. Tiêu phàm lắc đầu, nói. Không nhất định, đạo trường sinh của bọn họ rốt cuộc là như thế nào, chúng ta ai cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Có lẽ giống với, thiên quỷ hàng có tai họa ngầm rất lớn. Mikhail muốn tìm một loại phương pháp có thể bù đắp. Cơ khinh sa nhẹ nhàng gật đầu trên mặt xinh đẹp quyến rũ hiện lên một chút phiền muộn, nhìn tiêu phàm, rất chân thành hỏi han. Tiêu phàm, anh thật sự tin trên thế giới này có đạo trường sinh sao? Tiêu phàm cũng rất chân thành mà đáp nói. Tôi tin, vô cực môn qua nhiều thế hệ tổ sư tiền bối, tuyệt đối sẽ không gạt người. Đạo trường sinh, nhất định tồn tại, phải xem chúng ta có duyên phận đó hay không rồi. Nếu... Cơ khinh xa lần đầu tiên ở trước mặt tiêu phàm nói chuyện trần chờ. Tôi là nói, nếu anh có được đạo trường sinh, anh có muốn chia sẻ với tôi không? Có. Tiêu phàm không chút do dự, không có chút trì trệ, lập tức gật đầu, thần sắc còn nghiêm túc hơn hồi nãy. Cơ khinh xa liền mỉm cười, giống như trăm hoa đua nở, kiều diễm vô cùng, tiến lên một bước, nhẹ nhàng cầm bàn tay của tiêu phàm, thân hình mềm mại dựa sát vào ngực của tiêu phàm. Cô một chút cũng không nghi ngờ lời hứa của tiêu phàm, người nam nhân này, giống như Mikhail, là thân sĩ phương đông một lời nói một gói vàng. Cử chỉ thân thiết của cơ khinh xa có một chút liền ngừng lại, rất nhanh liền đứng thẳng người, vuốt vuốt tóc mai, hạ giọng nói nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Đến châu Âu tìm Mikhail ư. Tiêu phàm chậm rãi lắc đầu, hai hàng lông mày nhẹ trao lại, nói. E là chúng ta chưa chắc có thể tìm được y. Nếu như y thực sự lấy đi tất cả ở nơi này, y nhất định sẽ tìm một chỗ trốn đi, im lặng nghiên cứu. Trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không lộ diệt. Cơ khinh xa cắn cắn môi đỏ diễm lệ, hơi chán nản nói. Vậy chúng ta chẳng phải là uổng công trở về sao? Thật vất vả chạy tới ma cưu, hết thảy nơi này lại bị người ta đoạt trước một bước, đều là vô ích, không khỏi khiến cho cơ khinh xa buồn bực. Vừa nghĩ đến đây, cơ khinh xa bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ trợ giúp của Mikhail đối với bọn họ đều không phải là vô tư thực sự. Mikhail rất có thể cũng là đến vì nhằm vào linh hồn tri học của của Ma Cư, chỉ là không có nắm chắc đối phó được vị đệ nhất đại hàng đầu sư Nam Dương này, liền đơn giản lùi lại sau một bước, để tiêu phàm ở phía trước đấu tranh anh Dũng. Đợi tới lúc tiêu phàm và ma cưu liều đến hừng ngực khí thế, y lại không trở ngại chút nào mà vào nhặt sạch những thứ cất giữ trong thư phòng của ma cưu. Quả nhiên là bọ ngựa vồ ve, chim sẻ núp đằng sau. Đối với ý nghĩ của cơ khinh xa, tiêu phàm trong lòng có nắm chắc, cười cười, nói. Mikhail mặc dù là một thân sĩ, nhưng trước tiên y là một kẻ mạnh. Phương thức làm việc của kẻ mạnh, tuyệt không chịu sự trói buộc của quy tắc thân sĩ. Cơ khinh xa giống một tiểu cô nương bĩu môi, rất là khó chịu. Tiêu phàm khẽ mỉm cười, nói. Cũng không nên quá uể oải, tôi tin có nhiều chỗ, Mikhail chưa chắc có thể tìm được. Cho dù y tìm được rồi, cũng không chắc có thể đi vào. Hả, anh còn có phát hiện gì? Cơ khinh xa lập tức tinh thần đại chấn, dựa vào tính cách của ma cưu, thứ trọng yếu nhất, ông ta sẽ không đặt ở nơi có thể thấy được như vậy. Tiêu phàm nói xong, vừa lật cổ tay, tiểu đỉnh màu đỏ hiện ra, chậm rãi xoay tròn ở trước ngực hắn, giản dị tự nhiên. Tiêu phàm lập tức tay trái nắn bí quyết, miệng niệm chú, ngón giữa tay phải chỉ lên, đánh một đạo pháp quyết vào trong, càn khôn đỉnh. Bảo đỉnh ánh sáng rực rỡ, trên thân đỉnh đồ án lưu chuyển nhanh, một cỗ âm phong dày đặc trờ từ trong đỉnh trào ra, xoay tròn ở trên đất. Cơ khinh xa chỉ cảm thấy hàn khí tập kích, nhiệt độ trong phòng giường như chợt giảm xuống mấy chục độ, từ ngày mùa hè nắng chó trang lập tức bước vào ngày đông ngày giá rét. Âm phong không ngừng xoay tròn ở trên đất dần dần bắt đầu ngưng tụ ra một bóng người hư nhạt. Thời điểm trước hết, như có như không, rồi theo từng cổ màn xương đen từ trong đỉnh tràn ra, dần dần trở nên dày đặc. Ma cư, cơ khinh xa một tiếng thét kinh hãi, mạnh mẽ che miệng nhỏ lại, hai mắt trừng to, kinh ngạc không hiểu. Bóng đen cao hơn một xích này, dần dần miệng mũi rất giống, rõ ràng chính là hình dạng của ma cưu đại quốc sư. Cơ khinh xa lập tức ý thức được, đây là thân thể linh của ma cưu đại quốc sư. Lúc trước ma cưu bị, gương thiên cương, trấn áp, thân thể linh hơn phân nửa tan giã ở vô hình, bộ phân nhỏ còn dư lại bị linh sủng bổn mạng của tô nam cắn nuốt một chút, để giải trừ hàng đầu cho cơ khinh xa cũng tiêu hao một chút, còn lại đều bị tiêu phàm thu vào trong, càn khôn đỉnh. Sớm biết, càn khôn đỉnh chính là đứng đầu tam bảo chấn giáo của vô cực môn có hiệu quả an hồn kỳ diệu không ngờ lại có thể tái hiện linh thân thể của ma cưu không hoàn chỉnh rồi chỉ là một hư không rất ít một bộ phận tuy nhiên hẳn là còn có chứa một bộ phận trí nhớ bản thể hoặc là nói chỉ là một loại trí nhớ bản năng tiêu phàm lắc đầu nhẹ giọng nói ra không chuyển mắt nhìn thẳng ảo ảnh ma cưu cao hơn một xích kia tay phải liên dương không ngừng rót pháp lực vào trong càn khôn đỉnh ảo ảnh vừa dài tới hai thước, trong càn khôn đỉnh, rốt cục không tràn màn xương đen âm khí ra bên ngoài nữa. Ảo ảnh cũng liền không hề lớn lên, ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, như thể là vật chết không hề hay biết vậy. Tiêu phàm miệng lẩm bẩm, tay trái vừa lật, một tấm phủ lục chu sa hiện lên, vào tới phía ảo ảnh. Ở giữa không trung hồng quang trói mắt, hóa thành một đồ án phong cách cổ xưa, bổ nhào vào ảo ảnh. Bỗng nhiên liền thẩm thấu đi vào, bị ảo ảnh hấp thu sạch sẽ ảo ảnh thân hình chấn động, hai mắt vốn nhắm chặt liền mở mạnh ra, lóng lánh hồng quang yêu dị. Khi ánh mắt yêu dị này quét tới, cơ khinh xa không kìm nổi lạnh ở trong, đến gần tiêu phàm một bước, gắt gao tựa sát hắn, hai mắt cũng là nhìn chầm chầm vào ảo ảnh, không nháy mắt. chương 562, tướng ma quân. Tay phải tiêu phàm vừa dơ lên, liền vạch ra một vòng tròn ở trước người. Ánh mắt yêu dị của ảo ảnh linh khu kia đang quét qua người hắn và cơ khinh xa, không ngừng quét qua, lập tức hướng về một góc của nhà kho rồi nhẹ nhàng bay đi. đó là một bức tường đá nhìn qua thì không có bất kỳ khác biệt gì so với các bức tường khác đều có khắc một loại hoa văn cổ xưa nào đó ở chính giữa bức tường hình như là đồ đằng của dân bản địa. ma cưu là đại tế thi của bộ lạc thổ dân lạc gia trên bức tường trong nhà kho nơi ông ta luyện công có khắc đồ đằng nào đó là chuyện rất bình thường không thể khiến bất kỳ ai nghi ngờ bao gồm cả mikhail lão hồ ly ngàn năm như vậy nói tới lại thấy kỳ lạ, ảo ảnh linh khu kia đứng trước vách đá, trên đồ đằng của vách đá liền có mấy điểm sáng không ngừng lóe lên. Rất nhanh, mấy hào quang đó đã liên tiếp tụ lại một chỗ, tạo thành một đồ án mới, trói mắt rực rỡ. Âm thanh, ầm ầm vang lên, vô cùng nặng nề, cả tường đá đều từ từ chuyển động, một đường hầm dưới lòng đất dần dần hiện ra. Ảo ảnh linh khu phiêu phiêu về phía trước, vô cùng quen thuộc đối với mọi thứ ở đây. Cái bóng này vốn là một bộ phận còn sót lại của cơ thể ma cư, tuy đã không còn ký ức tự chủ, nhưng một vài tiềm thức vẫn còn giữ lại, dẫn dắt nó làm ra phản ứng bản năng. Tiêu phàm kéo đôi tay nhỏ, mềm mại của cơ khinh xa, lặng lẽ đi theo phía sau. Thông thường mà nói, không ít các công trình dưới lòng đất đều có các biện pháp phòng hộ không ngờ được. Nhưng tiêu phàm lại không quan tâm lắm, suy cho cùng đây cũng là nơi mà khi còn sống ma cư tu luyện, bản thân ông ta thường xuyên ra vào, không thể bố trí quá nhiều cạm bẫy. Lại nói, hồi ma cư còn sống, người có gan sông vào trang viên ma cư vốn là vô cùng hiếm hoi. Ma cư càng không cần cẩn thận quá mức, cho dù có cơ quan cạm bẫy gì, nếu thật sự muốn làm tổn hại đến tiêu chân nhân, cũng không phải dễ dàng như vậy. Giống như dự đoán của tiêu phàm, kiến trúc dưới lòng đất quả nhiên không có cạm bẫy gì. Điều duy nhất khiến tiêu phàm và cơ khinh xa ngạc nhiên là đường hầm này vô cùng sâu. Con đường chật hẹp giải đá phiến tối mù mịt, chỉ đủ cho từng người đi, một con đường quanh co, dốc uốn lượn. Một vòng lại một vòng, làm tiêu phàm nhớ lại bãi đỗ xe dưới tầng hầm của thủ đô, nếu mở rộng ra sẽ khiến cho lái xe choáng váng. Nhưng bất luận là bãi đỗ xe ngầm nào của thủ đô, cũng không thể giống với cái hầm này của Ma Cư. Hai người đi phía sau cái ảo ảnh kia, từng người nối nhau một vòng lại một vòng, dường như vĩnh viễn đều vô cùng vô tận. Cũng không biết đã lượn bao nhiêu cái vòng tròn, cơ khinh xa không nhịn được thấp giọng nói tiêu phàm không phải là ảo giác chứ có một kiểu thiết kế mê cung có thể khiến cho đầu óc người ta sinh ra ảo giác cứ tự mình không ngừng đi về phía trước nhưng thật ra là đang đứng nguyên tại chỗ tiêu phàm lắc đầu nói không thể tôi đánh dấu rồi ngay từ đầu sau khi đi được mấy vòng tiêu phàm liền lo lắng mình bị ảo giác nên đã tiện tay đánh dấu kết quả là cho tới bây giờ đã xác định được không hề đi lại đường cũ con đường dưới lòng đất này đúng là rất sốc đi được khoảng chừng hai ba khắc, cuối cùng mới cảm thấy mặt đất bắt đầu bằng phẳng hơn, dường như con đường không phải dốc xuống nữa mà đã bằng phẳng. Con đường vốn khô giáo, cũng bắt đầu trở nên có chút ẩm ướt, từng đợt gió lạnh thổi tới, thổi vào người rất khó chịu. Bộ trang phục đời đường màu trắng của tiêu phàm bay bay, hạo nhiên chính khí lưu chuyển, ngăn cản cơn gió lạnh ẩm ướt kia. Cơ khinh xa đi sau tự nhiên cười, biết tiêu phàm đang quan tâm đến cảm nhận của cô. Người đàn ông này, lúc nào cũng chu đáo như vậy. Chỉ đi được một lát trên con đường bằng phẳng, tiêu phàm và cơ khinh xa đều nhận thấy được, đây là một mê cung. Không biết vì nguyên nhân gì mà ma cư tựa hồ rất thích mê cung. Ông ta xây một cái mê cung rất lớn trên mặt đất, để bao vây, thánh tuyền, có thể nói là có vai trò phòng hộ. Nhưng không biết xây mê cung trong lòng đất này để làm gì. Có điều, trong mê cung này, tiêu phàm cảm nhận được lực áp chế thần niệm vô cùng mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với áp chế thần niệm mà hắn thấy được trong cái lần ở tổng đàn cử quỷ lưu của nước đông đảo lực thần niệm về căn bản là không thể tách rời về cảm giác ngay cả linh khu ma cưu đang phiêu phiêu ở phía trước cũng đã cắt đứt liên hệ với thần niệm của hắn đang thoát khỏi sự khống chế của hắn tiêu phàm chợt dùng mình cổ tay vừa lật lại là một tấm phù lục được tế ra dán trên linh khu để phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn đương nhiên tiêu phàm không phải lo lắng cho an nguy của mình linh khu ma cưu chỉ còn lại một bộ phận rất nhỏ, không thể làm tổn hại gì đến hắn. Hắn chủ yếu lo linh khu mất đi khống chế, bị hao tổn, như thế thì thật đáng tiếc. Mấy ngày nay, tiêu phàm vẫn đem thần niệm thăm dò vào trong, càn khôn đình, nghiên cứu linh khu ma cưu và âm khí âm quỷ khác mà lần trước hắn đã thu được từ trang viên ma cưu, rất có thu hoạch. Nhưng để mà hiểu được thâu đáo, thì còn kém xa. Hắn không muốn linh khu phải chịu tổn hại gì ở đây. Cũng may, ngoài lực thần niệm y chịu áp chế ra, thì không có điều bất chắc khác xảy ra, linh khu quả nhiên cũng không thực sự bị mất khống chế. Mê cung dưới lòng đất này nhỏ hơn một chút so với quy mô mê cung trên mặt đất, linh khu phiêu lướt ở đằng trước, không hề chậm chạp, thoáng cái phía trước đã có ánh sáng, cuối cùng đi ra khỏi mê cung. Con đường dù đâm sâu xuống lòng đất, nhưng ánh đèn lại sáng tỏ. Cho dù mê cung dưới lòng đất ẩm ướt, nhưng cách một đoạn đều có ánh đèn chiếu sáng khi còn sống ma cưu được tôn là đại quốc sư, đại thế ti của bộ lạc lạc già, đứng đầu một phái. Nếu muốn điện khí hóa toàn bộ mê cung này, cũng không khó chút nào. Vừa mới bước ra khỏi mê cung, tiêu phàm chợt nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, cảm thấy rất khinh ngạc. Tại sao ở sâu trong lòng đất này còn có thể nghe tiếng đó? Chẳng lẽ có sông ngầm sao? Tiêu phàm, anh xem. Cơ khinh xa bỗng nhiên chỉ tay về phía trước, khẽ kêu lên theo hướng ngón tay cơ khinh xa, chỉ thấy phía trước có một thác nước chảy xuống, bọt nước văng ra, âm thanh từ xa truyền đến. Thật không thể tưởng tượng nổi, có thể nhìn thấy thác nước ở đây. Cho dù dựa vào phỏng đoán bảo thủ nhất, nơi này cũng đã đi sâu vào lòng đất 200 mét trở lên, cũng có lẽ còn sâu hơn nữa. Rất nhanh, tiêu phàm và cơ khinh xa liền thấy rõ, đây là một đại sảnh ngầm khổng lồ, hoặc là nói là một hang động đá vôi ngầm. Nhưng rõ ràng là có bàn tay của con người làm ra, có trang bị cả đèn chiếu sáng, còn có một vài dụng cụ xây dựng khác. Tuy nhiên, trong giờ phút này, cơ khinh xa và tiêu phàm không quan tâm đến những thứ đó, cả hai người đều bị thu hút bởi cảnh tượng thác nước kia. Phía dưới thác nước là một đầm nước, mặt nước ước chừng 40-50 mét vuông, tứ phía đều là đầm nước, dùng những tảng đá đen kịt làm rào chắn. Phía trên rào chắn lại là một pho tượng được điêu khắc bằng ngọc trắng, trong đầm nước từng làn sương mù đen kịt bay lên. Dù là khoảng cách không gần, khí lạnh đến thấu xương, ngay cả Tiêu Phàm cũng không kịp đề phòng, cũng cảm thấy không chịu nổi. Tất cả đều rất giống với Thánh Tuyền. Pho tượng bạch ngọc trên rào chắn nước là 12 pho, 6 nam 6 nữ, chạm trổ tinh xảo, trông rất sống động. Thậm chí, đến cả vẻ ngoài của pho tượng bạch ngọc đều rất giống 12 pho tượng trên rào chắn Thánh Tuyền. Xong, đây vẫn chưa là gì, ánh mắt của Tiêu Phàm và cơ khinh xa chỉ tùy ý đảo qua pho tượng điêu khắc điều khiến họ thực sự chú ý là cảnh sau thác nước. Sau thác nước là một pho tượng khổng lồ thoát ẩn thoát hiện. Pho tượng khổng lồ này ẩn sau thác nước, cao chừng 3-4 trượng, không phải tượng bạch ngọc, cũng không phải tượng đá đen, từ trên xuống dưới là một màu đỏ sậm, như màu máu. Trên đầu có nước suối chảy xuống, khuôn mặt nhìn không rõ lắm, nhưng tuyệt đối không thể là tiểu sinh anh Tuấn. Một luồng sát khí vô cùng mạnh mẽ xông đến. Cơ khinh xa kêu lên, Ôi trời ơi, đây là cái gì vậy? Tại nơi sâu hai ba trăm mét dưới lòng đất, trong một hang động đá vôi, sức lực ma cưu hao tốn lớn như thế, lại khắc một pho tượng khổng lồ thế này, rốt cuộc là có dụng ý gì? Nếu chỉ dùng hình vẽ để giải thích, thì không hiểu rõ được. Thứ này, khuôn mặt tròn, trông rất dữ tợn, cho người ta cảm giác vô cùng bức bách. Vào lúc này, biến cố bất thường xảy ra, linh khu ma cưu vốn tà tà ở phía trước, đột nhiên giống như chợt nghe được tiếng gọi nào đó, chờ tăng tốc, nhanh như chớp bay tới chỗ pho tượng khổng lồ phía sau thác nước. Tiêu phàm ngạc nhiên, lập tức bóp tay trái, miệng đọc thần chú, tay phải tạo thành hình hổ vồ, khua lên không chung. Một lực hút rất lớn liền dính chặt lấy linh khu ma cưu, kéo mạnh tay về. Tuy nhiên linh khu ma cưu chỉ hơi lơ lửng trên không chung, liền tránh thoát khỏi khống chế của tiêu phàm, đầu cũng không ngoảnh mà phóng về phía pho tượng. Lúc đợi tiêu phàm tế xuất, càn khôn đỉnh, đã không còn kịp nữa, chỉ có thể dương mắt nhìn linh khu xuyên qua thác nước, chui thẳng vào bên trong. Trên mình pho tượng, chợt phát ra ánh sáng màu đỏ, ánh sáng đỏ sậm biến thành màu đỏ tươi, giống như máu khô động lại, trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ tươi. Vốn là nước suối chảy từ trên pho tượng xuống, giống như nhận được, chỉ dẫn, nào đó, rẽ ra hai bên, lộ ra hình dáng pho tượng. Miệng pho tượng này rất rộng, mắt giống như chuông đồng, vẻ mặt hung ác nham hiểm, thần thái cực kỳ mạnh ác đối với một thầy tướng như tiêu phàm mà nói liếc qua một cái cũng có thể thấy được đây là tướng ma quân điển hình nếu là chân nhân có dung mạo như thế thì người này nhất định là một thế hệ ma vương cái thế ví như hoàng xào trương hiến trung đông điều anh đều có tướng ma vương điển hình hiện thế của ma quân này tất nhiên gió tanh mưa máu sẽ dâng lên ngập trời hàng triệu thây ma tích cốt như núi trước mắt tuy chỉ là một pho tượng nhưng mắt lại sáng lên màu máu một luồng sát khí vô cùng mạnh mẽ xông đến, như muốn đi vào xương cốt của cơ thể, thậm chí còn như muốn nuốt sạch cả lục phủ ngũ tạng. Nếu pho tượng kia thực sự hiện nguyên hình, thế thì sẽ sớm tạo ra thảm kịch đẫm máu trong nhân gian. Cũng không biết thời gian qua đi bao nhiêu năm, pho tượng kia rõ ràng có sát khí lớn như thế. Còn dưới chân pho tượng là cả một tảng đá màu đỏ cũng sáng chói. Đây là chân của pho tượng. Trên tảng đá lớn màu đỏ này có khắc bốn chữ tượng hình rất to, hình thù kỳ quái thiên quỷ chi môn. Cơ khinh xa chăm chú nhìn bốn chữ kia, lầm bẩm nói. chương 563, thiên quỷ chi môn. Thiên quỷ chi môn. Bốn chữ này vừa thốt lên, đầm nước phía dưới thác bỗng trào lên cuồn cuộn. Mà lúc đầu chỉ là từng đợt màn xương đen mang theo âm khí tràn ra, xoay tròn, không ngừng lan ra bốn phía. Toàn bộ hang động đá vôi, trong nháy mắt liền lạnh thấu xương, giống như vừa đi xuống 18 tầng địa ngục, đâu đó có tiếng khóc thảm thiết của quỷ văng vẳng thê lương tiêu phàm hừ lạnh một tiếng càn khôn đỉnh phóng ra một vòng tròn lốc xoáy ở trước ngực đồ án hỗn độn màu đỏ trên miệng đỉnh nhanh chóng khuếch tán ra tạo thành một lốc xoáy lớn giữa không trung bắt đầu bay nhanh về phía màn xương đen mang âm khí trong đầm nước từng lớp xương mang âm khí lập tức bị hút vào lốc xoáy tốc độ cực nhanh tiếng quỷ khóc càng lúc càng trở nên thê lương dường như có rất nhiều ác quỷ từ địa ngục bay lên không ngừng xoay quanh gào thét bên cạnh hai người họ, làm cho người ta kinh hãi. Môi tiêu phàm mấp máy, tiếng thần chú cũng càng lúc càng vang, rất nhanh đã làm cho cả động vang dội át đi tiếng khóc thảm thiết của quỷ. Cơ khinh xa chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ nhóm, dần dần chấn tĩnh. Một tiếng ầm vang dội, một cột nước to dâng lên trong đầm nước, như là có cái gì đó nhảy lên khỏi đầm nước, lập tức, bốn phía cột nước mở ra, dầm dầm rơi xuống đầm nước. Tiếng khóc thê lương của quỷ đột nhiên dừng lại, đầm nước vốn đang dâng cuồn cuộn lập tức trở nên tĩnh lặng như gương, âm khí lạnh lẽo đang tỏa ra cũng trong nháy mắt thu lại. thậm chí ngay cả thác nước đang chảy từ trên xuống cũng bỗng bị đứt đoạn, không chảy theo dòng nước nữa. bước điêu khắc màu đỏ khổng lồ kia rốt cuộc cũng hiện ra, màu sắc cũng từ màu đỏ như máu vừa rồi mà chuyển thành màu đỏ sậm, không còn sáng bóng, lóng lánh nữa. linh khu ma cưu lại biến mất không để lại dấu tích tiêu phàm cũng không cảm nhận được một chút hơi thở nào của linh khu đó nữa giống như cảnh tượng kỳ lạ trong động đá vôi cũng đột nhiên biến mất pho tượng này thật kỳ quái cơ khinh xa nói nhỏ vừa rồi cô tận mắt nhìn thấy linh khu ma cư bay qua chui vào trong pho tượng cứ thế biến mất tăm dường như giữa linh khu đó và pho tượng tồn tại liên hệ bản năng nào đó có lẽ vốn là một linh khu kia chính là phần hồn của pho tượng nhưng linh khu này rõ ràng là hồn phách của ma cư hóa thành Cơ khinh xa có chút mơ hồ không thể lý giải nổi. Tiêu phàm giơ tay ra, thu, càn khôn đỉnh, về, đưa lực thần niệm vào trong để thăm dò. Nơi này vốn đối với lực thần niệm của hắn khống chế hắn một cách nghiêm trọng, thậm chí lực thần niệm muốn ly thể cũng khó khăn. Nhưng mối liên hệ giữa hắn và càn khôn đỉnh không phải bình thường, lực cấm chế ở đây dù mạnh, cũng không thể cắt đứt liên kết giữa hắn và càn khôn đỉnh. Một lúc sau, tiêu phàm hài lòng gật đầu. Cho dù không kịp đề phòng, mất đi một phần còn sót lại của linh khu ma cưu, nhưng lại thu thập được đầy đủ âm khí địa mạch ở đây. Từ sau khi hái được, xích viêm thảo, âm khí địa mạch trong, thánh tuyền cơ bản đã bị tiêu hao, gần như không còn nữa. Không ngờ, ở nơi sâu trong lòng đất này, âm khí địa mạch lại vẫn mãnh liệt như thế. Sự thầy chứng minh, âm khí địa mạch ở đây, dù không phải là khí âm của đất trời, thì cũng không khác xa nhau lắm. Trước khi luyện chế, thanh linh đan, ngoại trừ hai cánh hoa, Tiêu Phàm còn để lại hạt giống của Xích Viêm Thảo. So với cánh hoa thì loại hạt giống của Xích Viêm Thảo này lại không hề thần kỳ, không xuất hiện một chút tinh khí sinh mạng nào, không có sự khác biệt nào với hoa cỏ bình thường. Tuy nhiên, Tiêu Phàm vẫn để hạt giống này ở trong Càn Khôn đỉnh, nuôi trồng bằng âm khí địa mạch. Điều làm cho Tiêu Phàm ngạc nhiên chính là kể từ sau khi để hạt giống Xích Viêm Thảo vào trong Càn Khôn đỉnh thì âm khí đại mạch bên trong càng ngày càng ít đi, tựa hồ bị cái gì đó hấp thu. Qua mấy ngày quan sát tình trạng hạt giống, xích viêm thảo lại phát hiện thấy có chút thay đổi so với lúc trước, hình như có chút dao động về linh khí. Dù sự thay đổi này rất nhỏ, nhưng tiêu phàm vẫn có thể nhận ra. Tiêu phàm gần như kết luận, đây là do âm khí địa mạch bồi dưỡng. Xích viêm thảo, vốn là sống trong, thánh tuyền, những âm khí địa mạch này lấy từ, thánh tuyền, đúng là rất thích hợp. Tiêu phàm, đây có lẽ là phía dưới thánh tuyền phải không? Cơ khinh xa quan sát động đá vôi ngầm này một lần nữa rồi vội hỏi. Vừa rồi, đi qua một con dốc hình đinh ốc, lại qua một mê cung nhỏ, dù là người có cảm giác về phương hướng cũng không thể định vị và phán đoán chính xác được, chỉ có thể phỏng đoán mà thôi. Nhưng lượng khí lạnh ở đây thậm chí còn lớn hơn ở Thánh Tuyền, có lẽ là từ một nơi. Hơn nữa, nơi này còn có một pho tượng cổ quái, còn khắc bốn chữ to, thiên quỷ chi môn, khắp nơi đều rất quỷ dị. Có lẽ là như vậy. Tiêu phàm gật đầu, trả lời chắc chắn, suy đoán của hắn và cơ khinh xa giống nhau. Đi, qua đó xem thử. Thấy động đá vôi chợt yên tĩnh, không có âm thanh kỳ lạ nào khác nữa. Tiêu phàm liền thu lại bảo đỉnh, đi nhanh về phía đầm nước bên kia. Lúc trước, cả pho tượng và chân tượng đều bị thác nước che khuất, bốn phía đều rất mơ hồ, không rõ ràng. Nhưng hiện tại thác nước bỗng nhiên ngừng chảy, khí đen cũng bị tiêu tan, cả pho tượng đều nhìn thấy rất rõ. Có điều, mới đi được vài bước, ánh mắt tiêu phàm và cơ khinh xa liền sáng lên. Ngoài bốn chữ thiên quỷ chi môn, to đùng ra, thì ở dưới chân tượng còn khắc mấy hàng chữ nhỏ. Nhưng chữ quá nhỏ, lại bị nước rội rửa quanh năm, đứng từ xa chỉ có thể thấy đen đen, nhìn không rõ. Đến gần một chút nữa, hai hàng lông mày tiêu phàm khẽ dương lên. Hàng chữ nhỏ phía dưới chữ thiên quỷ chi môn, lại là chữ hán, không phải là chữ tượng hình của thổ dân lạc già nữa. Cho dù đại quốc sư ma cưu nói tiếng Hán vô cùng lưu loát, nhưng ở nơi sâu dưới lòng đất này rõ ràng là một nơi khác, khác chữ Hán dưới pho tượng quỷ thần tà ác này vẫn làm tiêu phàm cảm thấy không thể tin nổi. Đây là nguyên văn. Cơ khinh Sa đột nhiên nói, cũng chừng mắt lên nhìn thẳng vào hàng chữ nhỏ dưới chân tượng. Ý cơ khinh Sa muốn nói, chữ trên chân tượng này không phải xuất phát từ sách cổ của người dân lạc gia, mà là có từ sách cổ tiếng Hán nào đó không biết vì nguyên nhân gì mà ma cư bắt người khác phải khắc những chữ hán này trên pho tượng. Thông thường mà nói, đây là nguyên văn, chưa hề phiên dịch, càng chưa từng sửa chữa. Tiêu phàm không trả lời, hoàn toàn bị thu hút bởi những chữ hán này. Đoạn văn này không quá dài, chỉ có mấy trăm từ, chia làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất không đến một trăm từ, không đầu không cuối, dường như là mấu chốt của công pháp tu luyện nào đó, thậm chí còn xuất hiện hai chữ trường sinh là bậc thầy trong thuật pháp hoa hạ, Tiêu Phàm như cảm thấy đoạn văn này chứa đựng đạo lý rất thâm sâu, có vẻ như là từ cổ xưa để lại, nhưng chỉ là không hoàn toàn giống với thuật pháp đạo môn. Chỉ có điều bất cứ phần nào trong nội dung quan trọng của sách cổ mà vô cực môn hiện có, đều không có chỗ nào ăn khớp, Tiêu Phàm cũng không dám khẳng định. Cuống hồ, nếu là công pháp tu luyện thì đoạn văn này chắc chắn không hoàn chỉnh. Chỉ dựa vào mấy câu này cho dù có thiên phú cao như tiêu chân nhân cũng rất khó suy luận ra được cả bộ công pháp dựa vào cách mô tả của những chữ này tiêu phàm ngầm vận hơi thở chỉ thấy đan điền bỗng trở lên nóng hơn xuất hiện luồng khí nóng không đợi tiêu phàm chỉ dẫn thêm luồng khí nóng thuận tiện chảy một vòng theo dòng mạch toàn bộ phần bụng lập tức có khí nóng bốc lên hạo nhiên chính khí ở đan điền lại cuồn cuộn sôi trào tiêu phàm giật mình vội vàng ngừng vận hơi thở ép khí ở đan điền sắp sôi trào kia xuống Loại công pháp mà, trước không chạm thôn, sau không chạm tiệm, này, khi vận hành hơi thở, chắc chắn có rất nhiều tai họa ngầm, khó lường trước. Ở đây lại tối tăm nguy hiểm, tuyệt đối không phải là địa điểm tốt để chuyên tâm tu luyện, không nên liều lĩnh mạo hiểm. Dù là như thế, nhưng vận hành hơi thở một chút cũng có thể gây ra phản ứng rất mạnh, vẫn vượt xa dự tính của tiêu phàm. Điều có thể nghĩ ra được là nếu công pháp này hoàn chỉnh chắc chắn là không thể, thậm chí so với công pháp kế thừa của vô cực môn, có lẽ còn mạnh hơn rất nhiều. Bên này tiêu phàm chưa hoàn toàn ngừng vận hành hơi thở, chỉ nghe một tiếng kêu, một ngón tay nhỏ mềm mại đưa ra, cầm lấy tay hắn, tay kia của cơ khinh xa thì che bụng, người hơi cúi xuống, sắc mặt có chút đau đớn. Tay tiêu phàm nắm chặt cổ tay cơ khinh xa, lập tức nhận ra một dòng chân khí mạnh mẽ đang hỗn loạn trong kinh mạch cô. Không hề nghi ngờ gì nữa, cơ khinh xa cũng đang thử dựa vào công pháp trên chân tượng vận hành hơi thở, chỉ cần không xem xét kỹ, chân khí sẽ đi mất. Nếu là một mình luyện công mà xảy ra chuyện này thì thật nguy hiểm, đáng sợ, làm không tốt sẽ tổ hỏa nhập ma. Tiêu Phàm vội vàng vận lại hạo nhiên chính khí, cuồn cuộn xuyên vào trong cơ thể của Cơ Khinh Sa, dòng chân khí cuồng loạn kia bị ép xuống, từ từ đi vào đan điền. Cơ Khinh Sa lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, đứng thẳng người, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Công pháp thật bá đạo." Tiêu Phàm nói. Quả thực là thế, tốt nhất không nên tùy tiện thử. Cơ khinh sa nói thêm, công pháp này hình như không liên quan gì đến công pháp của phái Hà Lạc chúng tôi, sau này tôi cũng không dám tùy tiện thử nữa đâu. Tiêu phàm khẽ xoa cầm, bắt đầu xem đoạn văn thứ hai trên chân tượng. Đoạn thứ hai dài hơn đoạn thứ nhất, khoảng hơn 200 chữ, được mô phỏng rất huyền diệu. Thị cố, chúng diệu luân hồi, thiên quỷ xuất thế, tu la luyện ngục, bất dĩ vi khổ. Cơ khinh sa đọc thành tiếng, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, trong ánh mắt rất mơ hồ. "Tiêu Phàm, cái này nghĩa là gì?" Sắc mặt Tiêu Phàm đã trở nên vô cùng nghiêm túc, lại không vội trả lời cơ khinh sa. "Căn cứ vào mô phỏng của đoạn văn này, vào thời điểm thích hợp nào đó, thiên quỷ sẽ xuất thế, nhân gian sẽ biến thành địa ngục trần gian." Lẽ nào thiên quỷ này là nói đến Ma Cư? Cơ khinh sa lại hỏi, giọng nói càng lúc càng mơ hồ. Tiêu Phàm vẫn không nói nhưng trong lòng hắn lại có một dự cảm vô cùng xấu. Có lẽ, người mà thiên quỷ này chỉ ra không phải là ma cưu. Trường 564, tiêu gia nghịch chuyển số mệnh khí trời cuối mùa thu, thời tiết dần mát. Bên trong căn nhà cấp 4 nào đó ở thủ đô Hoa Hạ, cũng là tiếng nói cười hân hoan, một mảnh cảnh tượng náo nhiệt. Trong sảnh ấm áp, trên bàn trà bầy biện hoa quả tươi, thu trà vừa mới ngắt không lâu phát ra mùi thơm ngan ngát tiêu lão ra tử tựa vào sofa làm bằng gỗ kiểu cũ, nhìn tiểu tôn tử đang vui vẻ cười nói, mặt mày mỉm cười, thật là vui mừng. Ông cụ sắc mặt hồng nhuận, thân thể so với năm trước, còn hơi mập chút, có vẻ cực kỳ khỏe mạnh. Mặc cho ai cũng nhìn không ra, trong thời gian hơn một năm ngắn ngủn, vị lão nhân này đã hai lần ra vào bệnh viện tổng, hai lần được các chuyên gia y học cao cấp nhất quốc nội tuyên cáo bệnh tình nguy kịch bây giờ tiêu lão gia tử trông khỏe mạnh hơn so với đại đa số bạn cùng lứa tuổi, nhìn qua càng ngày càng trẻ. Hơn nữa khiến tiêu phàm vui mừng chính là, tướng mệnh của ông cụ vốn đã bị lực thiên cơ che đẩy cực kỳ chặt chẽ, lại bắt đầu hiển hiện ra. Mặc dù vô cùng mơ hồ, không rõ ràng, nhưng ở trong mắt tiêu phàm một đại tướng sư này, một chút manh mối như vậy, đã đủ rồi. Tướng mệnh của ông cụ rõ ràng đã được sửa lại, hoàn toàn nghịch chuyển như lúc ban đầu, thương tổn mà dung thiên tổ sư đã tạo thành cho hắn, đã bị tiêu trừ hoàn toàn. Số mệnh của lão tiêu gia đang dần dần khôi phục. Điểm này, từ trên mặt của tiêu chạm cha của tiêu phàm cũng có thể nhìn ra được. Ngay tại trước đó không lâu, tiêu chạm bàn giao chức vụ bộ trưởng, đi xuống tỉnh công tác, đứng hàng biên giới. Lúc tiêu phàm lại từ Nam Dương trở về quốc nội, tiện đường đi thăm cha. Cổ âm hối khí vốn trầm tích ở trên mặt tiêu chạm, sớm đã tiêu tan tướng mệnh nhất phẩm bị thiên cơ che đậy hiển lộ ra, ấn đường tỏa sáng, sơn căn rõ ràng. Thiên đình tử khí nhân quân, tể thần khí độ nghiễm nhiên. Lòng tiêu phàm rốt cuộc cũng nhẹ nhõm. Chẳng những tướng mệnh của ông cụ hoàn toàn nghịch chuyển, tướng mệnh của cha cũng đã nghịch chuyển, trở lại quỹ đạo ban đầu. Phen mạo hiểm này, cuối cùng không có uổng phí. Thậm chí ngay cả tướng mệnh của mình, đều có chuyển biến tốt đẹp. Đương nhiên, đây không phải tiêu phàm tự mình nhìn ra được, mà là nhị sư huynh Văn Thiên đã nhìn ra được. Từ lần trước, sau khi đại chiến với Vu sư Tây Vực, Văn Nhị Thái Gia vẫn chấn thủ ở chỉ thủy quan. Tiêu Phàm vừa từ Nam Dương trở về, Văn Thiên cũng là bất ngờ phát giác, tướng mệnh của Tiêu Phàm dường như xuất hiện biến hóa nào đó. Loại tướng lý ác nghịch trước kia, đã mất đi không ít. Tuy rằng so sánh với thiên tử mệnh trước kia của Tiêu Phàm, đương nhiên vẫn là xa xa không bằng. Nhưng so sánh với chữ ác gia thân sau khi nghịch thiên cải mệnh, cũng là khá hơn nhiều. Văn Thiên lúc này quyết định, lại mạo hiểm thiên cơ cắn trả, suy diễn huyết tướng cho tiêu phàm. Kết quả suy diễn thể hiện, tướng mệnh của tiêu phàm, quả thật đã xảy ra biến hóa kỳ lạ nào đó, chẳng qua loại biến hóa này cực kỳ phức tạp. Dựa vào trình độ cao thâm về mặt tướng thuật của Văn Thiên, cũng chỉ có thể như ngắm hoa trong xương, mơ mơ hồ hồ, hiểu sơ sơ. Văn Thiên dùng lời nói vô cùng mơ hồ nói cho tiêu phàm, lực thiên cơ che đậy trên người hắn, nhìn bên ngoài, đã tiêu tan không ít. Nhưng trên thực tế là tăng thêm, từ trong quá trình suy diễn huyết tướng có thể phát giác được. Một số chỗ mấu chốt nhất, bị che đẩy cực kỳ chặt chẽ, hoàn toàn không thể thăm dò. Sư đệ, nhất định có chút chuyện đặc biệt khác đã xảy ra. Chỉ là chúng ta rất khó biết trước, đây là lời nói ban đầu Văn Nhị Thái ra nói với tiêu phàm. Tiêu phàm thật ra rộng rãi, nếu đã đến bước này, vậy thì không có gì phải sợ, chỉ cần đi một bước qua một bước, thiên mệnh như thế nào, hắn đã lâu không quản tới. Tiêu Phàm lấy được Xích Viêm Thảo, Văn Thiên đương nhiên cũng xem rồi, vừa tiếp xúc với loại tinh khí sinh mạng vô cực dư thừa này, Văn Thiên liền vui mừng quá đỗi. Dặn dò Tiêu Phàm phải nhanh một chút đem cánh hoa luyện chế thành đan dược, bảo tồn trường kỳ. Văn Thiên ngắt lời, dùng cánh hoa, Xích Viêm Thảo, luyện chế thành đan dược, có lẽ ở hiệu quả vẫn không thể đánh đồng với Thiên Vương Đan, nhưng cũng là kém không quá xa. Hơn nữa hiệu quả không tuy không bằng thiên vương đan cũng không phải là bởi vì dược hiệu của xích viêm thảo không tốt chủ yếu vẫn là tu vi của người luyện đan không bằng tiêu phàm thân là trưởng giáo đương đại vô cực môn tại thời thế thuật pháp suy vi này đã có thể nói một đại tông sư nhưng hắn chưa đạt thành cảnh giới đại viên mãn của luân hồi tương còn luyện chế thiên vương đan cố lão tương truyền ít nhất phải có tiêu chuẩn tu vi của thiên nhân cảnh đem mệnh lý sơn tinh thụ quái dung nhập vào trong đan dược để thế kiếp, thiên vương đan, vì thế mà có công hiệu khởi tử hồi sinh, nghịch thiên cải mệnh. Nếu tiêu phàm tu vi tới, thiên nhân cảnh, rồi, có thể lấy sơn tinh thụ quái thế kiếp, dựa vào thần hiệu của, xích viêm thảo, luyện chế ra đan dược, hiệu quả tuyệt đối không dưới, thiên vương đan, thậm chí trực tiếp luyện chế ra, thiên vương đan. Dù là như thế, cánh hoa của, xích viêm thảo, này vẫn là sớm ngày luyện thành đan dược thì tốt hơn. Tiêu phàm ác nghịch chi mệnh vẫn chưa hoàn toàn nghịch chuyển, con đường phía trước nhiều gian khó mang theo một viên đan dược có công hiệu khởi tử hồi sinh bên người trong lòng ắt sẽ kiên định hơn nhiều tiêu phàm rất đồng tình vốn luyện chế đan dược là sở trường của tân nhi chỉ tiếc tân nhi vẫn còn ở lại núi lão quân hồi phục sức khỏe chiếu theo chủ ý của tân nhi đương nhiên là muốn đi theo tiêu phàm trở về chỉ thủy quan hai người ân ân ái ái không rời chẳng phải là tốt sao không biết làm sao lâm thanh loan kiên quyết không đồng ý vị cung chủ Lâm Thanh Loan này kiên quyết muốn giữ đầu nhi ở bên người, đợi sức khỏe hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, rồi tiếp tục suy xét xem có tiếp tục thực hiện ước định lúc trước giữa bà và chỉ thủy tổ sư nữa hay không. Chiếu theo ý tứ trong lời nói của cung chủ Lâm Thanh Loan, tiêu phàm, đề tiện vô sỉ, lợi dụng cơ hội gần quan được ban lộc, lừa gạt tân Lâm chưa từng trải qua chuyện tình cảm, cướp đi tấm thân trinh nữ của cô, đã phá hủy ước định. Bà còn chưa có tìm triệu chỉ thủy để tính sổ đâu tiêu phàm không lay chuyển được vị thất diệu cung chủ tính tình cáo kỉnh này. Tân Nhi lại không muốn lén cùng hắn chạy trốn, khiến sư phụ đau lòng. Chỉ đành tạm thời ở lại núi Lão Quân, thanh thản ổn định dưỡng thương. Hôm nay, vừa vận tiêu Trạm về kinh sư học, trùng hợp chính là tiêu thiên cũng trở về kinh sư chạy hạng mục, phụ tử ba người liền hẹn nhau, chạy tới nhà cấp 4 để thăm ông cụ. Ông cụ đương nhiên rất là vui vẻ, lúc ăn cơm trưa, ngoại lệ uống một chén rượu vang, mọi người cùng ông cụ ăn xong bữa trưa liền ngồi ở đại sảnh cùng nhau nói chuyện phiếm tổ tôn phụ tử bốn người tiêu trạm và tiêu phàm đều là người ít lời tiêu thiên tương đối hoạt bát ở điểm này tiêu thiên và ông nội càng giống một ít trên cơ bản chính là cậu ta đang làm báo cáo công tác trước đó không lâu tiêu thiên quan thăng một cấp chính thức đảm nhiệm bí thư đảng ủy thị trấn hồng sơn tiếp tục kiêm nhiệm bí thư tri bộ thôn hồng sơn Bí thư Đảng ủy thị trấn Hồng Sơn huyện La Châu, nói trắng ra chính là một cán bộ cấp trưởng phòng. Trong đám con cháu ở kinh sư, một cấp trưởng phòng thật sự không có gì đáng tự hào, người cấp bậc cao hơn Tiêu Thiên chỗ nào cũng có, nhiều lắm, ngay cả Tiêu Phàm cũng là cán bộ cấp trưởng phòng của cục tôn giáo. Chẳng qua, tiêu trưởng phòng mấy năm nay về cơ bản không có lộ mặt ở trong cục. Nhưng người có kiến thức chính trị đều hiểu được tiêu thiên bí thư đảng ủy thị trấn cấp trưởng phòng này và cấp trưởng phòng trong cơ quan nha môn ở kinh sư số lượng ngậm kim hoàn toàn khác nhau từ đời đường trở đi câu nói không có kinh nghiệm nhậm chức ở địa phương châu huyện thì không có tư cách nhậm chức ở trung ương đài tỉnh sớm đã trở thành quy củ bất thành văn chốn quan trường sau khi triều đại đóng đô đa số quan to triều đình trên cơ bản cũng tuân thủ theo quy tắc như vậy Tiêu Thiên từ phó bí thư Đảng ủy thị trấn Hồng Sơn kiêm bí thư chi bộ thôn Hồng Sơn thăng nhiệm lên làm bí thư Đảng ủy thị trấn Hồng Sơn, về cấp bậc chỉ thăng lên nửa cấp, trên thực tế là một tiến bộ chất. Một trấn, hàng vạn nhân khẩu, chim sẻ dù nhỏ nhưng lục phủ ngũ tạng đều đủ, có thể làm bí thư Đảng ủy thị trấn, cũng có nghĩa là có kinh nghiệm trong công tác cơ sở, hơn nữa là kinh nghiệm công tác giỏi giang. Trên lý lịch, việc này đã tăng thêm một nét mực đậm cho Tiêu Thiên. Tìm đọc lý lịch của một số lãnh đạo không khó nhìn thấy, cán bộ lãnh đạo được cất nhắc trong tỉnh, chủ yếu hoặc nhiều hoặc ít đều đã có lý lịch kinh nghiệm chủ chính địa phương. Cho dù thời gian quá ngắn, nhưng chỉ cần có mấy tháng như vậy, trên lý lịch liền sẽ vô cùng đẹp. Vừa có kinh nghiệm công tác cơ quan phong phú, lại có kinh nghiệm công tác chủ quản một phương, làm sao không nhậm đại chức chứ? Ban đầu dưới sự uy bức lợi dụ của Tiêu Phàm, Tiêu Thiên cực không muốn rời kinh sư, đi thôn Hồng Sơn làm cán bộ thôn. Trên thực tế trưởng bối của tiêu gia đều không yêu cầu ta, nhất là tiêu chạm, từ trước đến nay luôn luôn nghi kỵ đối với đứa con này. Nhưng mà tiêu thiên thật sự đã phát sinh biến hóa, ngắn ngủn không đến thời gian một năm, làn da ngăm đen bởi phơi nắng, người gầy một vòng, so với trước kia tinh thần hơn, cả người đều tản mát một cỗ khí chất hăng hái hướng về phía trước. Lại nghe tiêu thiên miệng lưỡi lưu loát kể rõ một loạt biện pháp thi hành chính trị của mình ở thôn Hồng Sơn Trấn Hồng Sơn, tiêu chạm rốt cuộc tin tưởng, đứa con ông không coi trọng này, quả thật đã lên được chính đạo. Mặc dù bí thư đảng ủy thị trấn Hồng Sơn chỉ là bước đầu tiên trong ngàn dặm con đường làm quan, nhưng có được mở đầu tốt đẹp này, cộng thêm bản thân tiêu thiên thông minh tài trí và cố gắng, lại cộng thêm với tài nguyên chính trị khổng lồ của lão tiêu gia, trên con đường làm quan tương lai của tiêu thiên đại triển thân thủ, gần như là khẳng định. Chỉ cần bản thân tiêu thiên không chịu thua kém, tiêu chạm sẽ tận hết sức lực đến bồi dưỡng đứa con trai này. Tuy nhiên ở trong mắt tiêu phàm, tướng mạo của tiêu thiên dường như không sáng sủa bằng ông nội và cha như vậy thiên tử mệnh trí tôn tương của tiêu thiên không có chút nào biến hóa vẫn rõ ràng như vậy xui xẻo cũng đã mất đi nhưng tiêu phàm ở trên trán tiêu thiên đã nhận ra một tia cực kỳ xui xẻo theo lý loại xui xẻo này tuyệt không nên hiện ra trên thân người hai mươi mấy tuổi hơn nữa không thể hiện ở trên mặt tiêu thiên tướng mệnh thiên tử khí phách trí tôn tà mị bình thường sao có thể tới gần loại tình hình này thực tại lộ ra cổ quái. Tiểu Phàm, cháu thì sao? Phiền toái của cháu đã giải quyết được chưa? Tiêu Phàm đang đem lực chú ý đặt ở trên tướng mạo em trai, không để phòng ông cụ bỗng nhiên chuyển hướng sang hắn, mở miệng hỏi. Ông nội, phiền phức của cháu đã giải quyết hết rồi, không sao rồi. Tiêu Phàm lập tức mỉm cười đáp. Hắn hiểu được lo lắng của ông nội, mặc dù ông cụ không hiểu thuật pháp, lại đã sớm đoán được vì chữa bệnh cho ông, Tiêu Phàm hao phí tâm huyết rất lớn thậm chí gây ra phiền toái rất lớn. Theo tình hình trước mắt mà nói, hắn vẫn là không nói dối. Đám thuật sư Tây Vực kia trong buổi tối đấu Pháp hôm đó, đã suốt đêm rút khỏi kinh sư, thậm chí rời khỏi hoa hạ, trốn xa nước khác. Giang Đạo Minh cũng không thấy bóng dáng. Tin rằng qua lần trọng thương này, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ tuyệt đối không dám móc đầu trở lại nữa. Đương nhiên, cũng không đợi được cho đến lúc đó, Tiêu Phàm đã quyết định phải truy xét đến cùng. Cường địch hung tàn như vậy, nếu không nhổ cỏ tận gốc, trong lòng sẽ không kiên định. Chờ bọn chúng khôi phục nguyên khí một lần nữa gỡ yêu ta trở về, cũng không biết sẽ nổi lên loại sóng gió gì. Tiêu phàm là người tốt, nhưng cũng không phải là người tốt. Thời điểm cần lòng giả ác độc, sẽ quyết không nương tay. chương 565, quỷ nhập vào người thượng anh, anh xem chuyện này có kỳ quái hay không. Ở phòng bao hội sở hoa nhài, tiêu thiên uống hơi nhiều một chút, lôi tiêu phàm ra nói. Nhị ca, chuyện gì vậy? Đám người tiểu quế tử và giang vũ thành đồng loạt rũi dài cổ hỏi. Nếu tiêu nhị ca đã về kinh sư, đám người tiểu quế tử giang vũ thành khẳng định là phải cùng nhau tụ tập. Bằng hữu tốt như vậy, không họp mặt được sao? Tiêu thiên kỳ thật cũng không uống rượu giỏi, so với cái tử lượng, long trời lở đất kia của tiêu phàm hoàn toàn không cách nào so sánh được. Mỗi loại thời điểm trong lòng vui vẻ, liền dễ dàng uống nhiều. Hôm nay cũng bởi vì có tiêu phàm ở đó tiêu thiên rất có thiết chế bằng không đã sớm say như chết rồi dù là như thế tiêu nhị ca vẫn là hơi có chút say rượu cũng may ngoại trừ thoáng hưng phấn chút mồm miệng coi như rõ ràng anh anh có thể không biết đâu trấn hồng sơn xuất hiện ma quái rồi anh nói xem có buồn cười không chuyện ma quái tiêu phàm hai hàng lông mày hơi hơi dương lên tiêu thiên lớn miệng nói đúng 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 mấy ngày hôm trước đã dọa ngất một ngoại thương đến khảo sát rồi miệng nói mê sảng. Hi hi, làm gì có chuyện như vậy a, à, Nhị ca, anh nói giỡn phải không? Tiểu Quế tử cũng uống hơi nhiều, cười hi hi ngắt lời nói. Tiểu Quế tử, cậu khi nào thấy Nhị ca đùa với cậu chưa? Ta đã nói với cậu, việc này thật sự có chút cổ quái. Trong trấn chúng ta xây dựng thêm khu công nghiệp, kết quả đào được một loạt cổ mộ. Cổ mộ? Tiêu bí thư, trong trấn các cậu tìm được một loạt cổ mộ ư? Tiêu Thiên lời này vừa ra miệng, liền có người kinh sợ, a à, một tiếng, rốt cục không kìm nổi ở một bên ngắt lời. Vị trên mồm này, mặc chiếc váy hoa hồng tím, răng trắng mắt sáng, kiểu diễm vô song, chính là Uyển Thiên Thiên. Nghe nói Tiêu Phàm cùng với các bằng hữu uống rượu, Uyển Thiên Thiên lập tức liền la hét đòi đi theo. Cô ưa thích chính là náo nhiệt. Suy xét đến bằng hữu của Tiêu Phàm, đều là công tử bột có mặt mũi ở đất kinh sư, Uyển Đại Đương ra liền cam đoan với Tiêu Phàm, nhất định sẽ ngoan ngoãn, thuộc nữ tới cùng, tuyệt không kinh hãi đến bằng hữu của tiêu nhất thiếu. Đối với huyền thiên thiên, biện pháp của tiêu phàm không nhiều lắm. Trên cơ bản vốn chưa từng một lần lay chuyển được cô. Tiêu nha đầu này tỏ vẻ quyết tâm muốn, bám tới cùng, hơn nữa cô cũng quả thật tương đối thẳng thắn thành khẩn với tiêu phàm, đã từng tiếp xúc ra thịt rồi, dường như rất có tư cách này. Tiêu phàm chỉ có thể kiên trì, đi một bước xem một bước. Đương nhiên, từ sâu trong nội tâm, tiêu phàm tuyệt không ghét huyền thiên thiên. Có người nam nhân nào sẽ thật sự chán ghét huyền thiên thiên loại mỹ nữ tuyệt thế này? Trừ phi có tật xấu. Chẳng qua tiêu chân nhân đến hiện tại cũng chưa có làm tốt chuẩn bị tâm lý trái ôm phải ấp. Đạo này muốn vượt qua, có vẻ như cần một cơ hội rất lớn. Nếu như không có ngoại lực thúc đẩy, chỉ dựa vào bản thân tiêu chân nhân, thật đúng là không có biện pháp vượt qua chướng ngại tâm lý của mình. Quyền thiên thiên vừa xuất hiện tại bữa tụ họp, lập tức đã khiến đám người tiểu quế tử giang vũ thành choáng váng hoa mắt. Ở trường đấu cầu của cơ khinh xa, bọn họ đã từng gặp huyền thiên thiên, lúc ấy đã giật nảy mình. Chỉ có điều không ngờ, tiểu nha đầu kiều diễm, thanh thuần động lòng người này lại xuất hiện ở bên cạnh lão đại. Dường như mỹ nữ bên cạnh lão đại, không có một ai là không nổi tiếng, không phong tình vạn trùng cả. Chỉ là vị này, nhìn qua có chút nhỏ tuổi, cũng không biết đã tốt nghiệp xong trung học hay chưa, dường như không chênh lệch với phương do Mỹ lắm. Thiên thiên trái lại rát giữ lời hứa, trong quá trình tụ hội biểu hiện rất quy củ, đứng ngồi có tư thế, cười không lộ răng, thuộc nữ vô cùng. Toàn bộ như một chú chim nhỏ, không có toát ra chút khí phách nữ ma đầu nào. Tiêu thiên bỗng nhiên nói đến cổ mộ, lập tức liền câu dẫn lòng hiếu kỳ bị đè nén hồi lâu của Uyển thiên thiên. Coi như là phản xạ có điều kiện đi. Đúng vậy a, à, là loạt cổ mộ tiêu thiên nỗ lực ngồi thẳng người nói đối với nữ nhân bên cạnh đại ca tiêu thiên vẫn duy trì đầy đủ lễ phép và tôn trọng mặc dù cậu ta nhất độ cho rằng tân lâm mới là chị dâu tương lai nhưng chỉ cần tiêu phàm chưa kết hôn vậy hết thảy đều có khả năng nói không chừng có một ngày vị thiên thiên minh mị tuyệt luân này sẽ trở thành chị dâu của cậu ta ấy chứ sốt cuộc là chuyện gì em nói rõ đi tiêu phàm lại nhăn đầu lông mày nói rất nghiêm túc thông thường mà nói không cần nói đến loạt cổ mộ bình thường, cho dù là tìm được lăng thành các tư hãn, tiêu phàm cũng không sẽ coi trọng như vậy. Hắn không phải là nhà khảo cổ học, càng không phải là đồng đạo của Uyển thiên thiên, đối với cổ mộ không có hứng thú quá lớn. Nhưng lần này lại không giống vậy. Tiêu phàm lập tức nhạy bén ý thức được, đám âm hối khí tới cực điểm trên hai đầu lông mày kia của tiêu thiên có khả năng có liên quan tới loạt cổ mộ mà cậu ta nói. Quỷ vật tà mị bình thường, căn bản không đến gần được người tiêu thiên xem ra loạt cổ mộ này đúng thật là có chút cổ quái đúng em cũng cảm thấy có chút kỳ quái đang muốn nói chuyện tử tế với anh đây lập tức tiêu thiên nâng chén trà lên uống một ngụm bắt đầu tự thuật việc lạ phát sinh trước đó không lâu ở trấn hồng sơn trước khi tiêu thiên đảm nhiệm bí thư đảng ủy thị trấn hồng sơn cũng đã đang quy hoạch xây dựng khu công nghiệp trấn hồng sơn bởi vì trấn hồng sơn là nguyên quán của tiêu lão gia những năm gần đây về phương diện đầu tư phương tiện cơ sở coi như tạm được giao thông có thể nói là tiện lợi, nhưng công nghiệp cơ sở tương đối yếu kém. Trong thành phố trong huyện liền muốn lợi dụng điều kiện giao thông tiện lợi, xây dựng một khu công nghiệp đại hình tại Trấn Hồng Sơn. Không ngờ khu công nghiệp này vừa mới khởi công xây dựng không bao lâu, liền gặp phải quốc gia tiến hành điều tiết khống chế vĩ mô, có rút vòng quay chuyển tiền, tài chính cung ứng không kịp, công tác xây dựng khu công nghiệp lập tức lâm vào tạm dừng, một sạp to như vậy, cứ như vậy bỏ mặc ở nơi đó. Mỗi lần lãnh đạo lớn ở bên trên đến thị sát thôn Hồng Sơn trấn Hồng Sơn, khu công nghiệp hoang phế này tựa như một vết sẹo xấu xí đứng ở đó, giòn giá quăng vào tay lãnh đạo huyện thành phố. Lãnh đạo cấp trên cũng là quan tâm tới chuyện này, nhưng hoàn cảnh tài chính lại không thể lạc quan, khu công nghiệp cũng liền trước sau không có gì khởi sắc. Lần này Tiêu Thiên được bổ nhiệm làm bí thư trấn Hồng Sơn, lãnh đạo huyện thành phố suy tính rất rõ ràng, chính là hy vọng mượn dùng biển chữ vàng của lão Tiêu gia mượn dùng mạng lưới quan hệ của tiêu nhị ca ở Kinh Sư, tiến hành thu hút đầu tư, tranh thủ khởi động lại khu công nghiệp này. Phải nói, suy tính của lãnh đạo huyện và thành phố thật là chính xác. Tiêu Thiên chẳng những có mối quan hệ nhất định ở nha môn Kinh Sư, tiêu gia gần đây biểu hiện cũng vô cùng sinh động, vô cùng thu hút. Còn Uông Gia ban đầu vẫn vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn, gần đây lại biểu hiện vô cùng khiêm tốn, ở không ít lĩnh vực làm ra nhượng bộ trọng đại về phía tiêu gia, dường như toàn diện co rút lại, phòng tuyến. Cán bộ phía dưới, trong khoảng thời gian ngắn, có chút nhìn không rõ thế cục này. Nhưng cán bộ tỉnh Giang Hán, không thể nghi ngờ là vô cùng hưng phấn. Rất nhiều người đều nói, tỉnh Giang Hán là hậu hoa viên của tiêu gia, không ít cán bộ đều có liên hệ muôn vàn với tiêu gia. Trừ điểm này ra, điểm trọng yếu nhất là tiêu thiên dường như có lui tới chặt chẽ với tập đoàn cơ thị nổi danh trong quốc nội. Tiêu Thiên vừa mới đến thôn Hồng Sơn đảm nhiệm tê bí thư tri bộ hôn không lâu, một công ty con của tập đoàn cơ thị liền đầu tư hai chục triệu vào thôn Hồng Sơn, làm một công ty du lịch. Đủ thấy giữa hai bên, quan hệ không giống bình thường. Có bối cảnh chính phủ và bối cảnh tài chính cứng rắn như vậy, Tiêu Thiên không thể nghi ngờ là nhân tuyển bí thư đảng ủy thị trấn Hồng Sơn tốt nhất, lãnh đạo huyện và thành phố hoàn toàn gửi gắm kỳ vọng vào cậu ta. Trên thực tế, Tiêu Nhị Ca cũng không có khiến các lãnh đạo thất vọng. Vừa mới nhậm chức, liền thu hút đầu tư sự tăng vọt. Thông qua tập đoàn cơ thị đáp cầu rắt mối, liên tiếp có mấy nhà ngoại thương đến trấn Hồng Sơn khảo sát môi trường đầu tư. Tập đoàn cơ thị đáp cầu rắt mối. Tiêu Phàm cắt đứt dòng kể của Tiêu Thiên, hơi kinh ngạc hỏi. Không đợi Tiêu Thiên trả lời, Uyển Thiên Thiên liền ở một bên bĩu môi, cười nói. "Tiêu Phàm, anh không biết nhỉ, cơ tỷ đã chuyên môn thành lập một tổ nhỏ ở trong công ty, có trách nhiệm kết nối với Tiêu bí thư." chuyên môn phụ trách công tác có liên quan với tiêu bí thư. Tuổi của huyền thiên thiên nhỏ hơn so với tiêu thiên, từ trước tới nay giao tiếp với tiêu nhị thiếu ra cũng không nhiều. Bản thân chưa có gì với tiêu phàm, nếu cứ luôn mồm kêu tên của tiêu thiên, cũng thất quá không lễ phép không thuộc nữ rồi. Vì vậy vẫn tuân thủ quy củ nghiêm ngặt, xưng hô với tiêu thiên là tiêu bí thư. Anh xem cơ tỷ đối với anh có tốt không? Anh nha, khắp nơi nợ phong lưu, đến lúc đó tôi xem anh trả như thế nào. Quyền thiên thiên không kìm nổi nói thầm lên, cái miệng nhỏ nhắn hơi bĩu, tựa hồ đối với tiêu nhất thiếu, phong lưu có chút không vừa mắt. Tiêu phàm nét mặt già nua hơi phiếm hồng, lúng túng một chút. Hắn vô na tưởng rằng, cơ khinh xa ở thôn Hồng Sơn xây dựng một công ty du lịch, đã là rất nể mặt tiêu nhất thiếu hắn rồi. Hiện tại xem ra, sự thật không chỉ thế này. Quyền thiên thiên nói đúng, khoản nợ ân tình này của cơ khinh xa thật đúng là không dễ trả. Tuy nhiên Tiêu Phàm đối với tâm tình của Cơ Khinh Sa và đối với tâm tình của Uyển Thiên Thiên hoàn toàn bất đồng. Ở trong suy nghĩ Tiêu Phàm, Cơ Khinh Sa là bằng hữu kề vai chiến đấu, Uyển Thiên Thiên lại là tiểu cô nương cần phải bảo vệ. Ít nhất trước mắt là như vậy, về sau có thể nảy sinh biến hóa gì hay không, vậy khó mà nói rồi. Đúng vậy a, à, anh, tập đoàn Cơ Thị và Hồng Sơn chúng ta là quan hệ hợp tác chiến lược, bọn họ giới thiệu cho chúng ta không ít ngoại thương có thực lực. Những ngoại thương này là tới từ bảo đảo, không ngờ lại xuất hiện việc lạ như vậy, nghe nói là bị quỷ nhập vào người. Quỷ nhập vào người. Đúng vậy, đúng vậy. Dựa theo sự miêu tả của Tiêu Thiên, vị ngoại thương này trong lúc khảo sát loạt cổ mộ của khu công nghiệp, xâm nhập xuống dưới huyệt mộ, kết quả là tới tối bắt đầu nói sằng nói bậy ở nhà khách, khiến nhân viên đi theo và nhân viên cùng đi trong trấn sợ quá chừng. Suốt đêm đưa vào bệnh viện nhân dân huyện, cái gì cũng không tra được, ngày hôm sau, ngoại thương này liền vội vã rời khỏi trấn hồng sơn dân bản xứ đều nói đây là quỷ nhập vào người mà người bị quỷ nhập vào không chỉ có vị ngoại thương này địa phương còn có mấy thôn dân cũng có gặp phải tình trạng tương tự trong khoảng thời gian ngắn khiến cho lòng người bàng hoàng không ai dám tiếp cận khu công nghiệp nữa tiêu thiên em có đi vào cổ mộ kia không tiêu phàm nhíu mi hỏi đi vào a à, anh anh sẽ không thật sự tin có chuyện quỷ nhập vào người chứ bây giờ là thời đại nào rồi làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy em thấy chính là trùng hợp thôi vị ngoại thương này khá mê tín tự mình dọa mình cũng nên em nghe nói rất nhiều người của bảo đảo đều tin chuyện này tiêu thiên đĩnh đạc nói bưng cốc bia to lên trước mặt uống một ngụm tiêu phàm liếc mắt nhìn uyển thiên thiên một cái uyển thiên thiên hé miệng cười lén cho hắn cái mặt quỷ tiêu phàm hai hàng lông mày nhàu lên càng chặt hơn audio điện tử võ tấn bền Chương 566, quỷ nhập vào người, Hạ anh không dẫn tôi theo sao? Anh vì sao không dẫn tôi theo? Anh dựa vào cái gì mà không dẫn tôi theo? Tiêu Phàm vừa mới tỏ vẻ định đi giang hán một chuyến, Uyển Thiên Thiên liền bạo phát, liên thanh kêu gào với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cứng rắn đem lời giải thích nuốt trở vào, cười khổ nói: Tôi không nói không dẫn cô đi. Anh nói rồi, trong miệng anh chưa nói nhưng trong mắt anh đã nói rồi, đừng cho là tôi không biết. Ai ngờ Uyển Thiên Thiên căn bản không thèm chịu nể mặt, lập tức chặn hắn lại, phồng miệng lên, gắt gao nhìn thẳng mắt của hắn, một đôi tay nhỏ mảnh khảnh bắt chéo lên chiếc eo thon nhỏ. Tiêu phàm không khỏi hoảng sợ. Trong lòng của hắn đúng là không có ý định để Uyển Thiên Thiên cùng hắn đi chấn Hồng Sơn. Tiêu phàm tôi cho anh biết, tôi đã đủ ngoan rồi. Anh đi đông đảo, tôi không quấn lấy anh, tân tỷ đi cùng anh anh đi Nam Dương, tôi cũng không quấn lấy anh, cơ tỷ đi cùng anh đấy. Tôi không có tranh giành với các chị ấy, lần này, thế nào cũng phải đến lượt tôi, có phải hay không? Tôi yêu cầu không cao, chính là muốn một phần của mình, còn không được sao? Huyền Thiên Thiên nói rất nghiêm túc. Ở trong nước đi một chuyến mà thôi, mới mấy ngày à? Hơn nữa tôi còn lỗ nữa chứ. Tiêu Phàm lập tức cười khổ. Cô bé này nói chuyện thật sự là không suy nghĩ. Cái gì gọi là một phần cua mình chứ? Chẳng lẽ đường đường tiêu chân nhân là bánh ngọt sao? Mấy cô gái, mỗi người phân một phần, không tranh giành không đoạt nhau, phần người nào người nấy ăn sao? Tuy nhiên tiêu phàm cũng biết, trong lòng huyền thiên thiên chỉ sợ thật đúng là nghĩ như vậy. Nhìn qua, đệ nhất nữ ma đầu, dường như rất đại độ, nguyện ý chia sẻ người đàn ông trong lòng với những nữ nhân khác. Nhưng đây cũng hẳn là điểm mấu chốt của huyền thiên thiên, mặc kệ người khác có đồng ý hay không, cô nhất định phải phân đến thuộc loại, một phần của mình tôi không tranh giành nhiều. Nhưng mà là của tôi, quyết không thể thiếu. Đã như thế, giảng đạo lý với cô sẽ vô dụng thôi. Cô gái ôm ấp loại tâm tính này, chỉ có hai phương thức đối phó. Hoặc là, người làm cho cô thương tâm muốn chết, từ nay về sau đi xa tha hương, vĩnh viễn không gặp gỡ, hoặc là, người muốn cô ta. Hai loại phương thức này, đều khiến tiêu phàm khó xử. Kỳ thật, tôi không phải không dẫn cô đi, Âm sát khí trên người của cô vẫn chưa hoàn toàn loại trừ. Tôi xem chừng, loạt cổ mộ mà tiêu thiên nói kia thực sự cổ quái. Nếu chẳng may lần này đi chấn hồng sơn khiến bệnh tình của huyền thiên thiên đang có chuyển biến tốt đẹp lại lần nữa tăng lên, tiêu chân nhân cũng thật phải nhức đầu. Loại trừ âm sát khí trầm tích nhiều năm trong cơ thể huyền thiên thiên không có đơn giản như người ngoài tưởng tượng như vậy. Huyền thiên thiên không giống với kẻ trộm mộ tầm thường, cô là nữ vương trộm mộ phương Bắc trên cơ bản những ngôi cổ mộ cô vào đều là cổ mộ có danh tiếng ví như tiêu phàm hoài nghi cao độ uyển thiên thiên đã trộm quá mộ của vương dương minh thực sự dương minh tiên sinh là một đại sư phong thủy một thời đích thân chọn định mộ huyệt cho mình cấm chế rất mạnh uyển thiên thiên không rõ bên trong xông vào mộ huyệt của ông hung sát khí chịu phải so với cổ mộ bình thường còn mạnh hơn vô số lần hơn nữa uyển thiên thiên nội lực thâm hậu luôn cưỡng ép áp chế hung sát khí đó kết quả sát khí rằng có tích tụ trong người xâm nhập lục phủ ngũ tạng muốn hoàn toàn loại trừ nào có đơn giản như vậy lại tiếp xúc cổ mộ làm không tốt thương thế của uyển thiên thiên sẽ họa vô đơn trí a à, anh đồng ý rồi ai ngờ uyển thiên thiên không chút nào để ý tới lời giải thích của hắn giơ hai tay lên hoan hô tiêu phàm đành phải ngậm miệng lại hắn phát hiện ở cùng một chỗ với cô gái thông minh nhiều khi lời nói hoàn toàn là dư thừa giữa hai bên chỉ cần bằng một ánh mắt một vẻ mặt liền có thể ăn ý ví như hiện tại hắn quả thật chính là đã đồng ý dẫn theo uyển thiên thiên cùng đi tới trấn hồng sơn rồi uyển thiên thiên như gió bổ nhào vào bên cạnh hắn ôm hắn đát một tiếng hôn một cái lên trên mặt hắn ngày bình thường giữa uyển thiên thiên và hắn là thân mật nhất người trước người sau uyển thiên thiên lại không tị hiềm thậm chí còn tân tiến hơn so với tân lâm tiêu phàm cũng không cảm thấy có cái gì không ổn dù sao hắn và Uyển Thiên Thiên sớm đã thẳng thắn thành khẩn tiếp xúc một lần, sau đó mỗi ngày tác pháp một lần cho Uyển Thiên Thiên. Loại trừ sát khí trong cơ thể, cũng là ôm thân hình mềm mại nhỏ nhắn của Uyển Thiên Thiên ôm vào trong lòng, tương đối mà nói, hôn nhẹ hai má và vân vân, liền có vẻ rất thuần khiết rồi. Nhưng trái lại sáng sớm ngày kế tiếp, ở phi trường nhìn thấy Uyển Thiên Thiên ăn mặc thuần khiết như một tiểu nữ sinh, giống như chim nhỏ nép vào bên cạnh Tiêu Phàm, khiến Tiêu Thiên lầm vào một hồi chố mắt tiêu phàm quyết định đích thân đi trấn hồng sơn một chuyến đã khiến tiêu thiên có chút đánh trống trong lòng vốn chỉ là coi như chuyện cười tùy tiện nói nói với tiêu phàm không ngờ tiêu phàm còn tưởng thật nhưng cậu ta biết bản lĩnh của đại ca nếu chuyện này không đáng lo tiêu phàm tuyệt sẽ không lãng phí lúc này đi giang hán thì ra là ở trong suy nghĩ của đại ca đó là một chuyện nghiêm túc ai ngờ còn dẫn theo một tiểu cô nương tính tình của đại ca thật sự là thay đổi rất lợi hại Tuy nhiên Tiêu Thiên thật ra lại thích loại chuyển biến này của đại ca, càng gần nhân tình. Hơn nữa, Uyển Thiên Thiên thật là xinh đẹp. Tiêu Thiên không phải kẻ quê mùa, hình dung cô gái xinh đẹp bình thường không đến mức dùng đến từ đẹp quê mùa như vậy. Nhưng Uyển Thiên Thiên là một ngoại lệ, cô thực đúng là đẹp. Xinh đẹp cũng tốt, xinh sắn cũng được, đều hình dung không ra loại ý nhị này. Nếu như nhất định phải làm sự so sánh đối với các nữ nhân bên cạnh Tiêu Phàm, Tân Lâm lạnh lùng cơ khinh xa đẹp, Anelina diễm lệ, huyền thiên thiên lại là yêu kiều. Thật sự là rất đẹp, thật sự làm cho người ta muốn thân mật. Nhân cơ hội huyền thiên thiên đi toilet, tiêu thiên đột nhiên tiếp cận đến trước mặt đại ca, giảm thấp giọng xuống, hì hì nói. Anh, đây lại là thế nào? Tiêu phàm hung hăng liếc mắt cậu ta một cái, tiêu thiên liền rụt cổ, cười càng thêm gian xảo. Này, tiêu bí thư, có phải nói xấu tôi không? ai ngờ Uyển Thiên Thiên lén ở một bên sông ra, khiến Tiêu Thiên giật mình kinh hãi. Không có, sao có thể chứ? Tiêu Thiên lập tức xấu hổ, cười đùa nói. Không có là tốt nhất, tôi nói với anh, nếu không nói xấu tôi, chúng ta liền là bạn tốt, sau này có chuyện gì, chỉ cần tôi có thể giúp được, không hai lời. Còn nếu anh nói xấu tôi sau lưng, tôi vĩnh viễn không để ý tới anh. Được, nếu như vậy, kính nhờ cô về sau không gọi tôi là tiêu bí thư được không? gọi tên của tôi đi có thể tôi cũng không muốn gọi anh là tiêu bí thư không tự nhiên trong nháy mắt hai người này không ngờ liền vừa nói vừa cười dường như người quen đã lâu vậy máy bay đúng giờ cất cánh máy bay lớn chở khách xuyên thẳng trời xanh hơn một giờ sau vững vàng đáp xuống sân bay tam giang tiêu thiên hiện tại chỉ là bí thư đảng ủy thị trấn nho nhỏ đương nhiên không có người tới đón tiêu thiên trái lại rất tiết kiệm đề nghị ngồi xe khách tới trấn hồng sơn Tiêu Phàm gật đầu đồng ý, lại lúc lại bị Uyển Thiên Thiên phủ quyết. Uyển Đại đương ra tự móc tiền túi, bao một chiếc xe, đi thẳng đến trấn Hồng Sơn. Những thứ khác không nói, Uyển Đại đương ra là người có tiền, sẽ không kiên nhẫn đi chen chúc trên xe tuyến đường dài. Tiêu Phàm vẫn là sao cũng được, đối với việc nhỏ như vậy, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không thèm để ý. Một đường không nói chuyện, thời điểm xe con đuổi tới trấn Hồng Sơn, đã là 4-5 giờ chiều. Tương đối mà nói, Trấn Hồng Sơn cũng không phải là quá hẻo lánh. Bởi vì nguyên nhân tiêu lão gia tử, lãnh đạo cấp trên đối với xây dựng Trấn Hồng Sơn vẫn là khá coi trọng. Ở trong các trấn chế độ xây dựng cấp trưởng phòng, Trấn Hồng Sơn được cho là khá phồn hoa, quy mô không nhỏ, trên trấn có mấy con phố ngang dọc, người qua người lại, có chút náo nhiệt. Đại viện ủy ban đảng ủy trấn tọa lạc tại phía nam Trấn Hồng Sơn. Một cái sân chiếm diện tích không nhỏ, hai tòa nhà văn phòng 5 tầng mọc lên, vẫn là rất có khí phách uyển thiên thiên cười hì hì trêu chọc nói tiêu bí thư còn rất huy phong nha quản lý mấy chục nghìn người đấy tôi quản lý mấy chục người đều cảm giác mình rất giỏi rồi so với anh thật sự là kiến gặp phoi a à. tiêu thiên cũng cười đáp đó là tuy nhiên vừa xuống xe tâm tình tốt của tiêu thiên lập tức bị phá hư hầu như không còn vốn ý định của tiêu thiên là trước tiên muốn đưa đại ca và thiên thiên tới nhà khách sạn xếp một chút Tiêu Phàm nói muốn tới chỗ làm việc xem trước một chút, xe con liền trực tiếp lái vào đại viện ủy ban. Tiêu Thiên chưa đi vào phòng làm việc của mình, một nữ cán bộ chừng 30 tuổi, ăn mặc đầy đặn, liền lắc lắc phòng eo mềm mại, dài cao gót, lột bộp lột bộp, gõ chấm đất, bước nhanh chạy ra đón chào, ánh mắt đảo quanh lên mặt Tiêu Phàm và Uyển Thiên Thiên, miệng lại nhất thanh nói: "Ai nha, Tiêu bí thư, cậu cuối cùng đã trở lại." Anh còn không trở lại, trong trấn sẽ loạn thành một bầy giọng nói đã qua trải chuốt, cố gắng làm ra vẻ mình không giống bình thường, ỏn ẻn ỏn ẻn. Người nghe ngược lại trong lòng lại cho là cử chỉ thân mật giữa hai người yêu nhau. Chân tỷ, chị không thấy tôi có khách sao? Trước hết để cho tôi thở một cái rồi nói sau, trời không sập xuống được đâu. Tiêu thiên hai hàng lông mày hơi hơi nhăn lại, có chút không hài lòng nói. Nhìn ra được, tiểu bí thư đối với vị thiếu phụ đầy đặn thích làm nũng này, không phải thích thú như vậy, thái độ rất có chút không khách khí ai nha rất xin lỗi a à. tiêu bí thư cậu coi tôi ánh mắt này rất xin lỗi rất xin lỗi đến hai vị quý khách bên này mời chân tỷ trái lại không thèm để ý tới thái độ của tiêu thiên lập tức miệng cười với tiêu phàm và uyển thiên thiên đoạt ở trước tiêu thiên mở cửa phòng làm việc ra mời tiêu phàm uyển thiên thiên ngồi xuống lại là pha trà rót nước ân cần thật sự qua tiêu thiên giới thiệu tiêu phàm uyển thiên thiên biết đây là nhân viên công tác phòng đảng ủy của trấn tùy ý đánh giá phòng làm việc của Tiêu Thiên một chút, Tiêu Phàm liền yên lòng, phòng làm việc của Tiêu Thiên không có dị thường. Để thận trọng, Tiêu Phàm còn cố ý lấy huyền vũ giáp ra, âm thầm điều tra một chút, sau khi xác nhận mới thu huyền giáp về. Xem chừng chân tỷ ngày bình thường chính là cái tính cách thích gào to, Tiêu Thiên đối với lời chị ta nói không thèm để ý chút nào, cũng không truy vấn trong chấn tại sao phải lộn xộn nhiều khi, cán bộ phía dưới kỳ thật chỉ là dựa vào loại giọng điệu khoa trương này để biểu đạt ý vỗ ngựa của mình với lãnh đạo. Thật sự muốn truy hỏi tới, 90% đều là chuyện nhỏ nhặt. Ai ngờ lần này, tiểu bí thư thật đúng là tính sai, chân tỉ rót trà cho ba người xong, lập tức nhắc lại, giảm thấp giọng xuống, thần thần bí bí nói tiêu bí thư, thật sự xảy ra chuyện lớn. Chủ tịch thị trấn Bách, chủ tịch thị trấn Bách cũng bị quỷ nhập vào người rồi. Cái gì? Tiêu thiên chấn động, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trừng to mắt, chặt chẽ nhìn thẳng chân tỷ. Thật đấy, tôi không lừa cậu đâu, liền sáng hôm nay, trong nhà vương hiểu nghĩa làm pháp sự, chủ tịch thị trấn Bách đi ngăn cản, kết quả mình bị quỷ nhập vào người. Ai nha, thật sự là dọa chết người, chương 567, người quen. Chân tỷ rốt cuộc cũng thành công trong việc thu hút sự quan tâm của tiêu thiên, tiêu phàm. Rốt cuộc là như thế nào, chị nói rõ ràng một chút. Tiêu Thiên nhìn chầm chầm vào chân tỷ, nghiêm nghị hỏi. Đúng vào lúc này, các cán bộ thị trấn biết được bí thư về nhà, lũ lượt chạy đến chào hỏi Tiêu Thiên. Thời gian Tiêu Thiên đến thôn Hồng Sơn công tác tuy rằng không phải quá dài, thế nhưng tính cách của cậu, trời sinh liền có thể kết bạn. Thêm vào tuổi trẻ, quan hệ với đại đa số các cán bộ trong trấn đều rất tốt, mọi người cũng tương đối khâm phục đối với vị bí thư đảng ủy thị trấn trẻ tuổi này. Vừa mới đến nhà, liền có nhiều người như vậy đến chào hỏi với cậu, là một minh chứng rõ ràng. Tiêu Thiên lại không chút khách khí ngăn những người này, cũng không giới thiệu cho mọi người tiêu phàm, uyển thiên thiên, chỉ liên tục thúc giục chân tỷ nói mau. Đây lại chính là sở trường của chân tỷ, ngay lập tức nói ra sinh động như thật. Hóa ra ngay trong mấy ngày Tiêu Thiên đi thủ đô, cái gọi là quỷ nhập vào người, càng khuấy động lại càng ghê gớm, đã từng ở trên người không ít công nhân làm ở công trường trong khu công nghiệp, đều bắt đầu xuất hiện tình trạng tương tự ánh mắt rời rạc, nói sằng nói bậy nghiêm trọng hơn còn bỏ nhà trốn đi, thậm chí còn có khuynh hướng bạo lực. Thống kê sơ sơ, có khoảng 5 6 người bị quỷ nhập vào người rồi. Vương hiểu nghĩa trong lời chân tỷ chính là một chủ thầu trong đội xây dựng, quần thể cổ mộ trong khu công nghiệp lúc đầu chính là do anh ta khai quật, anh ta cũng là người đầu tiên đi xuống mộ Việt. Sau đó, anh ta liền bị quỷ nhập vào người. Mấy ngày này tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi tối đến, mắt liền phát ra màu xanh, nhe răng nhếch miệng chỉ muốn cắn người, đã cắn làm thương vợ và em trai, còn thêm liên tục mấy đêm không ngủ, chạy ra bên ngoài. Nhà họ vương bất đắc dĩ, chỉ có thể đem anh ta trói chặt lại, lại mời đạo sĩ đến làm pháp sự, trong nhà thổi thổi đánh đánh, gây ra động tĩnh rất lớn. Sau khi chủ tịch thị trấn Bách biết được chuyện này, đích thân tới cửa làm việc, hy vọng bọn họ đừng làm theo sự mê tín cổ hủ kia, phải tin tưởng khoa học. Vương hiểu nghĩa thân thể khó chịu, phải cấp thiết đưa đến bệnh viện trị liệu, mời đạo sĩ đến làm pháp sự và vân vân. Tiêu Thiên liền thấp giọng giải thích cho Tiêu Phàm, chủ tịch thị trấn Bách này là cộng sự của cậu ta, phó bí thư đảng ủy thị trấn kiêm chủ tịch, được gọi là cánh tay thứ hai của trấn Hồng Sơn. Ban đầu còn là thượng cấp của Tiêu Thiên, khi Tiêu Thiên làm phó bí thư đảng ủy thị trấn, chủ tịch Bách chính là chủ tịch thị trấn. Vị lão Bách này là người xuất thân từ lớp khoa học chính quy, vô cùng kiên định theo thuyết không có thần thánh. Không phải là người bản địa, là người từ cơ quan trong thành phố đưa xuống để rèn luyện ngày thường đối với tất cả các chuyện mê tín cổ hủ đều căm ghét đến tận xương tủy tiêu phàm gật đầu biểu thị lý giải người như vậy số lượng không ít ai ngờ chủ tịch bách vừa đi đến nhà họ vương bản thân cũng bị quỷ nhập vào người nói rằng nói bậy ngay tại chỗ hoa chân múa tay lại ôm chặt lấy vợ của vương hiểu nghĩa muốn hôn nói muốn lấy cô về làm phu nhân chủ tịch mấy người trẻ tuổi đồng loạt tiến lên thật vật vả mới chế phục được chủ tịch Bách. Có loại chuyện này sao? Tiêu Thiên không khỏi cảm thấy kinh ngạc, hai hàng lông mày gắt gao nhíu lại. Mấy cán bộ thị trấn khác đứng vây xung quanh, đều dối rít gật đầu, chứng minh tính chân thực của chuyện này. Trên mặt mọi người đều cố nén cười, vẻ mặt vô cùng cổ quái, dường như cảm thấy việc này vô cùng thú vị. Tiêu Thiên chừng mắt nhìn bọn họ, có chút xấu hổ giải thích cho anh trai, nói con người của chủ tịch Bách này, tuổi tác không lớn, quan niệm chính thống, ngày bình thường tương đối nghiêm túc, nói năng thận trọng. Có làm sao cũng không ngờ được ông ta sẽ ở trước mặt mọi người làm trò cười, muốn đi hôn vợ của Vương Hiểu Nghĩa. May mà có chuyện, quỷ nhập vào người, làm lá bài chắn, bằng không, một khi bị người ta tố cáo, nói ông ta ở trước mặt mọi người trêu đùa phụ nữ, chỉ sợ ngay cả tiền đồ cũng đều phải vứt đi. Cán bộ thị trấn bình thường đều đối với chủ tịch Bách Kính Nhi Viễn Chi, nhìn thấy ông ta tự làm trò cười cho thiên hạ, ai ai cũng đều có chút ý vui sướng khi người ta gặp họa. Chủ tịch Bách bây giờ đang ở đâu? Tiêu Thiên hỏi. Ở bệnh viện nhân dân trong thành phố, sau khi chủ tịch Bách bị người ta chế ngự, khi đó miệng sùi bọt mép, đã hôn mê. Vợ ông ta làm việc trong thành phố, chúng tôi suốt đêm đưa ông ta đến bệnh viện nhân dân ở thành phố, bây giờ vẫn đang nằm viện. Tuy nhiên nghe Tiểu Châu đi cùng bảo vệ nói, chủ tịch Bách đã không nói năng lung tung rồi, chỉ là thân thể rất suy nhược, nhất thời sẽ không thể xuất viện được chân tỷ nhanh mồm nhanh miệng đáp nhưng thật ra vẫn nghe được rõ ràng tiêu thiên liền quay đầu nhìn về phía anh trai mời hắn định đoạt chuyện này lộ ra quỷ dị tiêu thiên tự động tự giác đem quyền xử trí giao lại cho anh đi đi đến ký túc xá của em xem một chút tiêu phàm không chút do dự nói bất kể như thế nào an nguy của tiêu thiên vẫn là quan trọng nhất văn phòng làm việc không việc gì vẫn cần xác định tình hình phòng ngủ một chút phòng ngủ cũng không có vấn đề gì, chỉ có điều hơi loạn. Đàn ông chưa kết hôn đều là đức tính này. Tiêu Phạm âm thầm thở vào một cái, nói. Tiêu Thiên, anh đưa cho em chiếc hồ lô đó, đang đeo phải không? Đang đeo rồi, hai người bốn tiếng đều không dám lấy ra. Anh xem. Tiêu Thiên lập tức khẽ khom người, đem miếng ngọc hồ lô đen nhỏ nhắn đeo trên ngực lấy ra, cho Tiêu Phạm xem qua. Ở điểm này, Tiêu Thiên vẫn là vô cùng, nghe lời. Từ khi Tiêu Phàm đem miếng ngọc hồ lô đen này giao cho cậu, cậu liền thật sự 24 giờ đều đeo trên người, chưa từng cởi ra, ngay cả khi tắm rửa ngủ nghỉ cũng đều không tháo ra. Cậu tận mắt nhìn thấy miếng ngọc hồ lô đen này là Tiêu Phàm lấy ra từ trên cổ mình, đủ thấy nó quý báu như thế nào. Tiêu Phàm gật đầu, khóe miệng hiện ra ý cười. Miếng ngọc hồ lô đen này cũng coi như là một trong những pháp khí bổn mạng của hắn, đuổi yêu trừ tà, ứng nghiệm như thần. Tiêu Thiên vẫn luôn đeo bên người thêm vào tướng mệnh trí tôn trên người tiêu thiên, quỷ vật tà mị bình thường, còn lâu mới làm hại được cậu. Anh, bây giờ làm thế nào? Lẽ nào thực sự có chuyện, quỷ nhập vào người, sao? Tiêu thiên khắp mặt đều là vẻ nghi hoặc. Tiêu phàm chưa bao giờ ở trước mặt em trai lộ ra chân tướng mình là đại thuật sư, dựa theo tướng mệnh hiển thị, cuối cùng sẽ có một ngày, tiêu thiên sẽ lên đến đỉnh cao, quân lâm thiên hạ, thống ngự vạn bang. Những chuyện này, liền không cần thiết phải nói cho cậu chỉ có điều tiêu phàm không nghĩ tới, Trấn Hồng Sơn muốn làm khu công nghiệp lại có thể đào ra quần thể cổ mộ, chọc tới một đám chuyện như vậy. Muốn giấu tiêu thiên nữa, chỉ sợ không được rồi, dù sao cũng phải giúp cậu đem phiền phức này giải quyết hết. Có lẽ, đây chính là một chút ngăn trở mà bậc chí tôn nhất định phải trải qua trên đường đi. Tiêu thiên, có những chuyện siêu tự nhiên, bất kể em có tin hay không, đều là chuyện tồn tại khách quan. Đương nhiên, có lẽ có chút khác biệt với truyền thuyết dân gian, nhưng đó không phải trọng điểm. Chuyện cấp bách bây giờ là phải đem phiền phức này xử lý gọn, hơn nữa không thể đem chuyện này khuếch lên thành chuyện huyên náo, phải tận lực khống chế tốt ảnh hưởng. Bằng không, khu công nghiệp này của bọn em sau này sợ là rất khó để phát triển." Tiêu Phàm chậm rãi nói. Hắn mặc dù không có trải qua chủ quản địa phương, thế nhưng con trưởng thế gia, tầm mắt kiến thức này vẫn là rất không tệ, những kỹ xảo quan trường bình thường đều vô cùng quen thuộc. "Đúng vậy, đúng vậy em cũng nghĩ như thế chúng ta sắp xếp người đóng cửa khu công nghiệp trước không thể lại để cho người tiếp cận những quần thể cổ mộ đó nữa mấy công nhân bị quỷ nhập vào người đưa đến bệnh viện chữa trị tiêu thiên hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh trai lập tức gật đầu nói huyền thiên thiên tự nhiên cười nói hỏi tiêu thiên cậu bây giờ còn có thể tìm được công nhân đến thi công sao mọi người không sợ đám quỷ đó sao khu công nghiệp gây ra động tĩnh lớn như vậy người trong thôn mê tín chỉ sợ công nhân dám tiến đến gần cổ mộ để thi công vẫn thật sự không dễ tìm không sao cũng không phải ai ai cũng đều mê tín ở bản địa không tìm thấy đội thi công đi tìm bên ngoài tiêu thiên vẫn là trong lòng có dự tính trước tiêu phàm cười gật đầu tiêu thiên này vẫn thật sự có khả năng cực kỳ có quyết đoán một chút cũng không dây dưa dài dòng về phần mấy công nhân kia cũng không vội đưa đến bệnh viện đi chúng ta đi đến nhà vương hiểu nghĩa kia xem trước cách đây không xa chứ không xa ở ngay thôn bên cạnh là một chủ thầu tay nghề thiện nghệ có chút tiếng tăm ở gần đây uyển thiên thiên thấp giọng nói với tiêu phàm hay là tôi gọi mấy người qua đây nhé xử lý những việc này bọn họ có kinh nghiệm dưới trướng uyển thiên thiên có một đội ngũ cực kỳ tinh anh cái khác không nói nói đến giao thiệp với cổ mộ toàn bộ phương bắc không có ai có thể có kinh nghiệm phong phú hơn bọn họ nữa Trong khoảng thời gian này Tiêu phàm nghiêm cấm Uyển Thiên Thiên lại theo bản tính cũ Uyển Thiên Thiên dứt khoát cho các anh em huynh đệ trong Yên Chi xã Nghỉ phép dài ngày May mà Yên Chi xã ngày thường tích cóp dày Tính dưỡng nửa năm một năm cũng không đến mức đói Trước đây gặp phải thời điểm quốc gia nghiêm trị Cũng từng phải nghỉ phép dài ngày Để người của Yên Chi xã qua đây Giúp đỡ xử lý những quần thể cổ mộ này lại là ứng viên thích hợp. Nếu như thật sự có hung phách khác quỷ quấy phá, người của Yên Chi xã hiển nhiên đối phó không nổi. Thế nhưng tiến hành xử trí vòng vây bên ngoài vẫn là rất không tệ. Tiêu phàm trần trừ một chút, liền gật đầu chấp thuận. Quyền Thiên Thiên liền lập tức gọi điện thoại cho Đường Huyên bảo cô điều mấy nhân thủ, lập tức đến thị trấn Hồng Sơn. Tiêu Thiên lại chuẩn bị xong xe, gọi sở trưởng lý của đồn công an thị trấn Hồng Sơn, cùng nhau đi đến nhà của Vương Hiểu Nghĩa ở thôn bên cạnh. Mặc dù Trần Tỷ vừa nãy tự thuật tình huống, nói không tỉ mỉ, thế nhưng Chủ tịch Bách ở nhà Vương Hiểu Nghĩa làm ra trò cười lớn như vậy, muốn cưỡng hôn vợ của Vương Hiểu Nghĩa, khẳng định đã làm cho nhà họ Vương mãnh liệt bất mãn, chỉ sợ đối với cán bộ thị trấn đều có ý kiến rồi. Tiêu Thiên đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy thị trấn chưa lâu, uy vọng chưa lớn, ngộ nhỡ nhà họ Vương căm thù cán bộ của trấn, có sở trưởng lý của đồn công an có mắt, cũng có thể có tác dụng mà khiến họ sợ hãi. Lý sở trưởng của đồn công an tuổi tác không lớn, hơn 30 tuổi, cũng là một người trẻ tuổi có huyết khí cương liệt, xuất thân quân nhân chuyển ngạch, rất thân thiết với tiêu thiên. Nghe nói đi nhà của Vương Hiểu Nghĩa, không nói hai lời, mang theo súng liền đi, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Đường quốc lộ của Trấn Hồng Sơn được xây dựng quả thật không tệ, thôn trang xung quanh đều đã thông đường cái xi măng. Chiếc xe Santana kiểu cũ chạy rất nhanh, mấy phút đã đến thôn nhà họ Vương, trực tiếp lái thẳng đến biệt thự nhỏ vừa mới xây dựng ở phía đông của thôn. Căn biệt thự nhỏ này chính là nhà của Vương Hiểu Nghĩa. Trong thôn Vương Gia, Vương Hiểu Nghĩa là người tài ba được công nhận, sau khi phát tài, liền xây nhà mới. Từ rất xa, liền nhìn thấy cánh cửa sắt lớn của biệt thự nhà họ Vương đang mở rộng ra, trong ngoài đang vây một đám người, vươn cổ xem náo nhiệt ở bên trong. Trong sân nhà họ Vương thỉnh thoảng bốc lên một cỗ xương khói, xen lẫn tiếng động súng pháo pang pang cho thấy đang làm pháp sự chiếc santana gần hơn chút nữa liền có thể nhìn thấy một đạo sĩ đầu đội mũ vàng người khoác áo dài cua kiếm gỗ đào không ngừng quay tròn quanh thân hiển nhiên vị này chính là pháp sư mà nhà họ vương mời đến rồi hay vị lương sư công này lại đang gạt người rồi lý sở trưởng vừa nhìn thấy tên đạo sĩ này lập tức liền kêu lên khắp mặt đều là vẻ khinh thường Cơ quan chấp pháp cơ sở gánh trên vai chức trách đả kích mê tín cổ hủ, xem ra viên lương sư công này, với lý sở trưởng là người quen. Chương 568, vị khách kỳ quái. Tránh ra, tránh ra. Sở trưởng Lý vừa xuống xe, liền lớn tiếng ồn ào, mở lối đi từ trong đám người đang vây quanh, bước nhanh vào. Vị sở trưởng Lý này, tính khí dường như không tốt như vậy. Thôn dân xung quanh đều rất sợ anh ta, vừa nhìn thấy anh ta bước nhanh đến, đều lũ lượt tránh ra vẫn có một số người gan to lại cười hi hi chào hỏi. Tiêu Phàm cũng biết, cán bộ cơ sở không giống với cán bộ cơ quan lớn, phương thức làm việc tương đối trực quan, nói trực tiếp một chút, chính là tương đối thô bạo. Thế nhưng rất nhiều lúc, loại tác phong đơn giản thô bạo này lại rất có tác dụng, mọi người cố tình muốn nếm phải. Lão Lương, ông lại đang làm cái trò gì vậy? Sở trưởng Lý đối với những người chào hỏi mình đều không thèm để ý, trực tiếp đi vào sân của nhà họ Vương sa sầm mặt quát lớn một tiếng đạo sĩ đầu đội mũ vàng đang cầm thanh kiếm gỗ đảo múa may quay tròn vừa nhìn thấy sở trưởng lý ngay lập tức liền dừng bước mặt lộ ra vẻ xấu hổ ngượng ngùng nói sở trưởng lý chào anh chào à chào cái rắm có ông ở đây tôi có thể tốt được sao đừng có ở chỗ này giả thần giả quỷ nữa cút mau sở trưởng lý không chút khách khí sa sầm mặt liền giáo huấn uyển thiên thiên nhìn thấy mở cờ trong bụng Cô chưa chắc đã thích loại tính khí này của Sở trưởng Lý, thế nhưng lại thích xem náo nhiệt. Sở trưởng Lý, đừng nói dẫn nữa, tôi bây giờ mà đi, ai giúp bọn họ bắt quỷ? Ông im miệng lại cho tôi, cái gì quỷ hay không quỷ, thế giới này lấy đâu ra quỷ? Ông bắt quỷ ra đây cho tôi xem thử, chỉ cần ông có thể làm được, từ nay về sau, tôi sẽ không quản ông, càng không bắt ông, thế nào? Sở trưởng Lý khắp mặt đều là vẻ khinh miệt. Lương sư công ngượng ngập cười nói: Sở trưởng Lý, anh đây là cố ý làm khó tôi rồi. Thứ quỷ này, nếu như ai ai cũng đều có thể nhìn thấy, vậy còn cần đám pháp sư chúng tôi làm gì? Ai cũng đều có thể đi bắt rồi. Bắt quỷ trừ ta là một kỹ thuật sống. Có thể thấy vị lương sư công này dường như đối với Sở trưởng Lý là có vài phần sợ hãi, nhưng lại cũng không phải dễ dàng bị khuất phục như vậy. Dù sao đây cũng là bát cơm của gã, bị Sở trưởng Lý gào to vài câu, liền bị dọa tới mức tè ra quần sau này ở đây, lương sư công gã cũng đừng nghĩ đến chuyện lăn lộn nữa. Vì tiền đồ, ngày sau, không thể không bất chấp khó khăn kiên trì đến cùng. Ông nói láo, sở trưởng lý đối với gã ta không có nửa phần khách khí, đen mặt, lại là một tiếng gầm lên giận dữ. Thừa dịp bọn họ đấu khẩu, tiêu phàm tỉ mỉ quan sát một chút lương sư công, chỉ nhìn thấy người này ước chừng ba mươi mấy tuổi, dáng vẻ còn chưa đến 40, đầu hỏng mặt chuột. Hình dạng bị ổi, hình như trong rất nhiều tiểu thuyết, miêu tả nhân vật phản diện đều là diện mạo như thế này. Kỳ thật đây cũng không phải là ngôn ngữ thuần túy của tiểu thuyết, loại người đầu hõng mặt chuột này, trong tướng thuật cũng không phải người tốt lành gì. Hết thảy những dáng vẻ trưởng thành như vậy, trong cuộc sống hiện thực, đều là nhân vật phản diện tiêu chuẩn. Đại trưởng phu tâm địa thiện lương, làm việc quang minh lỗi lạc, dứt khoát sẽ không sinh ra thành bộ dáng như vậy. Tướng do tâm sinh, nói đúng là loại tình hình tương tự. Bộ mặt này của lương sư công làm cho tiêu phàm lập tức liền đối với gã mất đi bất kỳ thiện cảm gì. Loại người này, cho dù trong thuật pháp có năng lực như thế nào, bởi vì tâm thuật bất chính, cũng nhất định phải thừa cơ hội lừa gạt tiền bạc của người khác. Thậm chí còn đề xuất thêm yêu cầu khác còn vô sỉ hơn. Cho tới nay, ở khu vực nông thôn, tin tức sư công giả thầy giả thánh cư ig lừa gạt phụ nữ chưa từng dừng lại. Tính cách của sở trưởng lý vô cùng hấp tấp mắt nhìn thấy lương sư công an nói đưa đẩy ngọt xuất, sớm đã không có kiên nhẫn, len keng, lộ ra còng tay sáng loáng, làm ra thế muốn bắt người. Từ khi các triều đại thành lập đến nay, mê tín dị đoan luôn là đối tượng bị đã kích mạnh mẽ. Thêm vào chủ tịch bách đối với mê tín dị đoan vô cùng thống hận, hai năm nay, đồn công an đối với những người làm mê tín dị đoan chưa từng nương tay. Huống hồ, vị lương sư công này đã không chỉ một lần bị sở trưởng lý xử lý rồi. Đối phó với gã, sở trưởng lý xem như là xe nhẹ chạy đường quen rồi sở trưởng lý không thể bắt anh ta được bên này vừa mới lộ ra còng tay một người phụ nữ đột nhiên từ bên cạnh sông đến ngăn ở giữa sở trưởng lý và lương sư công mở hai tay ngăn cản sở trưởng lý miệng vội vàng biện hộ cho lương sư công sở trưởng lý anh đem pháp sư lương bắt đi vương hiểu nghĩa nhà chúng tôi xem như hết cứu rồi không thể bắt được ngay sau đó lại một lão phụ và hai người đàn ông trẻ tuổi bước đến đứng bên cạnh người phụ nữ cùng nhau ngăn sở trưởng lý lại mồm năm miệng mười kêu la đều là không cho phép sở trưởng lý bắt người xem chừng đây đều là người nhà của vương hiểu nghĩa đem tất cả hy vọng đều ký thác trên người pháp sư lương nhất là người phụ nữ trẻ tuổi kia lại càng kích động hẳn là vợ của vương hiểu nghĩa cũng là trời sinh có diện mạo thanh tú xinh đẹp có vài phần tư sắc hiện trường ngay lập tức lộn xộn không được cãi nhau Tiêu Thiên quát to một tiếng, âm thanh chấn động khắp nơi, ngay tức khắc tiếng cãi nhau náo động liền bị ép xuống. Một năm nay, Tiêu Thiên dựa theo điều tức pháp môn mà Tiêu Phàm truyền thụ cho cậu, chăm chỉ luyện không ngừng, đã có chút thành tựu nhỏ. Mặc dù không giống như Hạo Nhiên chính khí có uy lực lớn như vậy, nhưng cũng khiến cho thân thể khỏe mạnh, trung khí dư thừa. Tôi là bí thư thị trấn, tôi họ Tiêu, chúng tôi không phải là đến bắt người đâu, tôi đến thăm Vương hiểu nghĩa ai là người nhà của Vương Hiểu Nghĩa, dẫn chúng tôi vào thăm người bệnh trước rồi nói sau. Tiêu Thiên nói xong, liếc mắt nhìn sở trưởng lý một cái. Sở trưởng lý hừ một tiếng, đem chiếc còng tay thu vào. Tiêu Thiên vóc dáng cao lớn, anh Tuấn đẹp trai, đứng ở nơi đó phong thái trang nghiêm, trong phút chốc liền đem đám đông chấn trụ lại. Lương sư công dường như gặp được đại cứu tinh, liên tục không ngừng kêu lên. Bí thư tiêu bí thư tiêu, tôi đưa anh đi gặp vương hiểu nghĩa không giấu anh, bí thư tiêu, tôi lần này thật sự không hề lừa gạt người, vương hiểu nghĩa thực sự có phiền phức lớn. Đây đây, bí thư tiêu, mấy vị lãnh đạo, mời, mời. Khi đến lượt huyền thiên thiên, không khỏi sững sờ, hai mắt trợn lên thật lớn. Vừa rồi gã bị sở trưởng lý dọa chết cây ếch yêu ta ép, lại chưa từng để ý, còn có một vị tiểu cô nương xinh đẹp như vậy đến trước mặt của mình. Huyền thiên thiên tự nhiên cười nói, nói. Đại Pháp Sư, bộc lộ tài năng cho chúng ta một chút, bắt quỷ xem xem, hì hì. Thiên thiên, tiêu phàm sắc mặt hơi trầm xuống, nói. Pháp sư chân chính, cũng không phải là có thể tùy tiện biểu diễn cho người khác xem. Quyền thiên thiên le lưỡi, cười hì hì. Ngay sau đó lương sư công dẫn mọi người đi lên lầu 2. Căn biệt thự ở quê này của Vương Hiểu Nghĩa, tổng cộng có 3 tầng. Tầng 2 là nơi ở sinh hoạt của vợ chồng Vương Hiểu Nghĩa, Vương Hiểu Nghĩa thì bị trói ở trên giường trong phòng ngủ ở tầng 2. Vừa mới bước vào phòng khách tầng 2, đôi lông mày của tiêu phàm bèn nhíu lại, Uyển Thiên Thiên cũng hết hếch cái mũi thẳng tắp. Ở nơi này, cô ngửi thấy một cỗ mùi cực kỳ quen thuộc, mỗi lần tiến vào một ngôi cổ mộ, Uyển Thiên Thiên đều sẽ ngửi thấy mùi như vậy. Thế nhưng, đây rõ ràng là nhà ở có người sống, giữa ban ngày ban mặt, ánh mặt trời trói mắt, cư nhiên lại có mùi mốc meo của huyệt mộ. Trong mắt tiêu phàm, loại tình hình này càng thêm rõ ràng toàn bộ tầng hai đều u ám quỷ khí kinh người bà mẹ nó người nào lương sư công một bước vừa tiến vào căn phòng gian phòng ngủ thứ hai bên phải phòng khách bỗng nhiên kêu lên một tiếng kỳ quái luống cuống tay chân lui ra chỉ nhìn thấy trong căn phòng ngủ u ám không biết từ lúc nào ra nhiều hơn một người lưng đưa về phía cửa đen thùi lùi nhất thời không phân biệt được là nam hay nữ vợ của vương hiểu nghĩa lại sợ tới mức hét ầm lên lúc này bóng đen đưa lưng về phía cửa kia quay đầu nhìn về phía cửa liếc mắt một cái ngay lập tức lại quay về vẻ mặt nửa có nửa không thế nhưng thoáng nhìn qua tiêu phàm đã nhìn thấy rất rõ ràng đây là một nam tử tuổi tác ước chừng sấp xỉ với lương sư công ba mươi mấy chưa đến bốn mươi tuổi vóc dáng tương đối cao dáng vẻ lạnh lùng đối với người đứng ở phòng bên ngoài đều không để vào mắt này ngươi là ai lương sư công giả vờ to gan lại hỏi một tiếng mang theo giọng điệu khoa trương không cần thiết. Cảm giác, đây hẳn là một người sống, lại không biết y làm sao tiến vào được trong phòng ngủ của Vương Hiểu Nghĩa. Nam tử trong phòng rốt cuộc lại quay đầu thêm một lần, lạnh lùng nhìn Lương Sư Công, lạnh nhạt nói. Người không có tư cách biết tên của ta. Nam tử này tướng mạo cũng không khó coi, thậm chí còn có thể tính là khá tuấn lãng, chính là vẻ mặt quá lạnh, quả thực giống như tảng băng vậy. Một vết sẹo dài, từ khóe mắt phải kéo dài đến cằm, làm cho người ta vừa nhìn thấy trong lòng không kìm được toát ra khí lạnh hai hàng lông mày của tiêu phàm lại hơi dương lên nghe khẩu âm lãnh khốc của nam tử này lại giống như người đến từ khu vực bảo đảo âm điệu quốc ngữ của khu vực bảo đảo với giọng phổ thông của đại lục không hoàn toàn giống nhau hay ta không có tư cách ngươi là ai vậy châu bò như vậy lương sư công lập tức liền nhảy dựng lên chỉ cần chịu nói chuyện là được ít nhất chứng minh là sống đối với người sống lương sư công đều không hề sợ hãi đương nhiên người chết bình thường gã cũng không sợ dù sao pháp sư lương không phải là kẻ lừa đảo thuần túy ai ngươi là người nào ngươi làm sao vào được vợ của vương hiểu nghĩa ở bên cạnh kêu lên liền vườn nãy ta từ cửa chính tiến vào vợ của vương hiểu nghĩa lại kỳ quái từ cửa chính đi vào chúng ta làm sao lại không nhìn thấy ngươi người đàn ông lạnh lùng không để ý đến cô ta thêm nữa Chuyển hướng về phía lương sư công, tiếp tục lạnh lùng hỏi. Ngươi là pháp sư? Đúng. Được, ngươi muốn ta tôn trọng ngươi cũng có thể. Chỉ cần ngươi đem người này chữa trị tốt là được, bộc lộ tài năng đi, người đàn ông lạnh lùng nói, thân mình hướng về phía bên cạnh, lộ ra một người đàn ông nằm trên giường. Không hề nghi ngờ, đây chính là Vương Hiểu Nghĩa, chủ nhân của căn biệt thự này. Trong phòng không hề bật đèn, vô cùng âm u. Thế nhưng mọi người vẫn thấy rõ ràng, vương hiểu nghĩa khoảng chừng 30 mươi mấy tuổi, hai cỗ tay và bàn chân đều bị quấn dây vải, một đầu khác của dây lại bị buộc vào bốn chân giường. Tay chân của vương hiểu nghĩa nói không đến tráng kiệt, dáng người cũng không phải là cao lớn, thậm chí còn có chút thấp bé. Thằng Táp nằm ở trên giường, hai mắt mở chừng chừng, nhìn chằm chằm lên trần nhà, đối với hết thảy bên ngoài, làm như không thấy. Vừa mới nhìn thấy, còn cho rằng là người thực vật. Ngươi là ai vậy? Ta dựa vào đâu phải bộc lộ tài năng cho ngươi? Sở trưởng Lý, anh nhìn thấy rồi chứ, người này, tự xông vào nhà, không có ý gì tốt. Tôi đề nghị đồn công an dẫn y về nghiêm túc thẩm vấn một chút. Lương sư công cũng xem như là giang hồ lão luyện rồi, mới không để ý đến phéo khích tướng của con nít danh này, ngay lập tức nghiêng đầu nhìn về phía sở trưởng Lý, nói. Đứng sang một bên, có cần bắt người hay không, ta tự mình biết phán đoán, cần ông đến dạy ta sao? sở trưởng lý đối với gã không có một chút thiện cảm, không chút khách khí khiển trách. Chính vào lúc này, Vương Hiểu Nghĩa đang yên tĩnh nằm ở trên giường trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng gào rú, đầu nhấc lên trên, hai tay hai chân kéo thẳng, lập tức đệm giường liền kéo kẹt rung động. chương 569, truyền thừa thượng thanh. Hiểu Nghĩa, con thế nào? Mẹ của Vương Hiểu Nghĩa vừa mới ngăn vị phu nhân kia của sở trường lý bắt người, lập tức vội vàng, liều lĩnh chạy xông vào trong nhà chờ tới gần, nguy hiểm đấy. Vừa mới bước vào phòng ngủ, một người đàn ông lạnh lùng khẽ vươn tay ra, ngăn cản bà ấy. Người là ai, Người tránh ra, đây là nhà của ta." Lão phu nhân hét ầm lên, nắm lấy cánh tay của người đàn ông ác nhiệt kia rồi đẩy ra trước. "Bà ta muốn đẩy gã ta ra, nhưng ai biết được lại giống như cột đá lắc lư." Cánh tay của người đàn ông kia duỗi ra, tựa như sắt thép. Dù cho bà ta có xô đẩy thế nào, thì gã cũng không một chút lay động hai mắt của đám người tiêu phàm uyển thiên thiên đồng thời híp lại một chút là một cao thủ chỉ là không biết người đàn ông nói giọng địa phương này tại sao lại xuất hiện ở đây rốt cuộc là gã ta từ đâu đến cứ dây dưa như thế tình hình của vương hiểu nghĩa càng thêm kỳ dị gân xanh nổi lên trên trán gân xanh trên tay cũng từng đường từng đường nổi lên miệng không ngừng phát ra tiếng gào nặng nề giường simon mới tinh kêu kéo kẹt dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị sụp xuống Nhìn từ dáng người của Vương Hiểu Nghĩa, vẫn đúng là khiến người ta khó tưởng tượng. Trong cơ thể gầy ốm của anh ta, không ngờ ẩn chứa à, sức mạnh to lớn như thế. Pháp sư Lương, cầu xin anh nhanh cứu ông xã nhà tôi, cầu xin anh. Vợ của Vương Hiểu Nghĩa một tay níu lấy cánh tay của Lương sư công, buồn bã khẩn cầu. Yên tâm đi, cứ để ta lo. Con quỷ này có lợi hại đến mấy, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Nói ra cũng lạ, đối với yêu cầu, xuất chiêu, của người khác, Lương Sư Công không hề quan tâm, rất biết giữ bình tĩnh. Duy chỉ có vợ của Vương Hiểu Nghĩa nhờ cậy ông ta, Lương Sư Công lập tức ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Một bộ dạng anh hùng dũng cảm, vai sắt gánh đạo nghĩa. Ngay lập tức vung thanh đào một kiếm trong tay, rút ra một tờ phù lục màu vàng từ dưới lớp áo khoác, từng bước lớn đi vào trong phòng ngủ. Người đàn ông lạnh lùng bỗng nhiên thua cánh tay lại, nhưng không ngăn cản ông ta, khóe miệng hiện lên vẻ khinh thường rõ rệt lúc đi qua bên cạnh người đàn ông lạnh lùng, ngực của lương sư công càng thêm nhô lên, hậm hực một tiếng. Úm, lương sư công vừa mới đi đến trước cửa sổ, vương hiểu nghĩa đang cật lực dẫy dụa một cách mạnh mẽ liền dừng lại, hai mắt mở tròn, hung hăng nhìn thẳng vào lương sư công. Sau đó, cổ họng khàn khàn phát ra được vài chữ, khiến cho mấy người phải chố mắt sững sờ. Thằng danh, ngươi dám. Cái mà vương hiểu nghĩa nói chính là bốn chữ này, rất mập mờ không rõ ràng, nghe không rõ là giọng của nơi nào. Nhưng Tiêu Phàm và Uyển Thiên Thiên liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy được vẻ sợ hãi trong mắt của đối phương. Chắc chắn họ hầu như nghe hiểu được bốn từ đó, vì thế mới làm cho người khác cây ết yêu ta ép sợ. Thằng danh ngươi dám, tuyệt đối không phải giọng của người hiện đại, đặc biệt là không thể nào có khả năng từ đầu miệng của một tiểu bao công ít đọc sách như vương hiểu nghĩa như thế được. Hơn nữa, dường như cũng không phải giọng của vùng trấn Hồng Sơn. Mặc dù tiêu phàm sống lâu năm ở Kinh Thành, nhưng quê nội lại ở Trấn Hồng Sơn, nên rất quen thuộc với giọng nói của vùng này. Bốn chữ này tuyệt đối là lời thoại mà trong kịch cổ trang mới có. Thế nhưng, hiện giờ không phải ở trên sân khấu, không có ai đang diễn kịch cổ trang. Tuy nhiên Lương Sư Công lại không để ý, có lẽ ông ta vốn dĩ đã nghe không hiểu cái mà Vương Hiểu Nghĩa nói là cái gì. Thái Thượng Lão Quân lập tức quân lệnh. Những Lương Sư Công lẩm bẩm hét lớn một tiếng, cánh tay trước chỉ lên, liền đem cái tờ phù lục màu vàng trong tay dán mạnh lên trán của Vương Hiểu Nghĩa. Trên phù lục là phù văn đồ án, bỗng nhiên phát ra ánh hào quang, có điều ánh hào quang này cực kỳ ngắn ngủi. Một tia lóe qua còn chưa để người khác nhìn rõ đã mất hút, lại trở về màu vàng bình thường của phù lục. Dù là vậy, thì phù lục này cũng rất có hiệu quả. Vương Hiểu Nghĩa vốn không ngừng giấy dụa liền ngoan ngoãn nằm trên giường, hai mắt khép hờ, không nhúc nhích. Chỉ có ngực không ngừng nhấp nhô, điều đó cho thấy anh ta vô cùng mệt mỏi cương cung mày của người đàn ông ác nhiệt khẽ động đậy dường như có chút kinh ngạc lại là truyền thừa của phái thượng thanh lương sư công không ngừng dương dương tự đắc xoay người lại và ngẩng cao đầu trước mặt người đàn ông ác nhiệt kia nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm vào vợ của vương hiểu nghĩa lộ ra vẻ tham lam khó che giấu được nhìn thấy rõ cái tên đáng khinh này trong lòng đang nhằm vào người thiếu phụ xinh đẹp này ai ngờ kế tiếp người đàn ông lạnh lùng liền nói một cách khinh thường đáng tiếc chỉ là một chút nhỏ nhặt mà thôi cũng dám ra đây kiếm cơm ăn lương sư không giận dữ liền nghiêng đầu sang chỗ khác hung hăng nhìn vào người đàn ông lạnh lùng kia hận không thể nuốt chửng gã ta cái tên này không biết chui từ đâu ra liền xuất hiện ở đây một cách khó hiểu lại cứ đối đầu lại với mình nếu như trước đây từng đắc tội với gã ta thì đã đành nhưng vấn đề là ngay cả mặt của gã ta còn chưa từng nhìn thấy quả thật rất là buồn cười. Ngay lúc đó, Vương Hiểu Nghĩa đang nằm liền ngẩng cao đầu. Trong hai con mắt, hồng quang lấp lánh, trên trán, cổ, hai tay gân xanh đều nổi lên, dây vải buộc chặt chân tay bị kéo cho vang lên tiếng sát sát. Anh ta mở to miệng, thở hổn hển, hung hăng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lương Sư Công, hình dáng cực kỳ kỳ dị. "Lương pháp sư." Vợ Vương Hiểu Nghĩa kinh ngạc kêu lên, rõ ràng là muốn nhắc nhở ông ta để ý đến tình hình kỳ dị ở sau lưng chỉ tiếc là không còn kịp nữa rồi. Trong tiếng lanh lảnh xé rách vải vóc, dây vải đang trói chặt lấy chân tay Vương Hiểu Nghĩa đồng loạt đứt thành từng đoạn. Vương Hiểu Nghĩa từ trên giường nhảy dựng lên, vươn hai tay ra, nhanh như tia chớp bổ nhào mạnh mẽ về phía Lương Sư Công. Không đợi Lương Sư Công có phản ứng, Vương Hiểu Nghĩa đã bóp chặt ông ta lại. Tên tiểu quỷ to gan. Lương Sư Công này cũng không phải vừa, miệng kêu to, luống cuống chân tay lấy đổ vật từ trong túi áo ra, đoán chừng là muốn lấy phù lục ra để đối phó với vương hiểu nghĩa hai ngày này ông ta đều dựa vào phù lục để chấn áp sự quái dị trong cơ thể của vương hiểu nghĩa cũng vì thế mà nhận được sự tin tưởng của người nhà vương hiểu nghĩa chỉ là tác dụng của phù lục này lại càng ngày càng yếu lúc mới bắt đầu một tờ phù lục dán lên có thể giữ tốt trong vòng mấy tiếng thời gian càng ngày càng rút ngắn lại lần này thậm chí ngay cả thời gian uống một chén trà cũng không chống đỡ nổi liền bị bại lộ tuy nhiên lúc này còn muốn lấy phù lục thì rõ ràng là đã muộn rồi vương hiểu nghĩa mở to miệng ra liền cắn một miếng to ở cổ ông ta a à, lương sư công đau đến nỗi hét to lên đồng thời cũng sợ tới mức hồn siêu phách lạc bạt mạng dẫy ruộng nhưng hai cánh tay vương hiểu nghĩa lại giống như vòng sắt bóp chặt lấy ông ta như thế làm sao có thể thoát ra được chứ cổ của lương sư công máu tươi ứa ra chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đều theo cổ trôi đi ra ngoài trong phút chốc chân tay mềm nhún, đầu óc cũng lập tức quay như trong chóng. Ác quỷ hút máu, ác quỷ hút máu, cứu ta với, cứu ta với. Lúc này, lương sư công cũng bất chấp sĩ diện, liều mạng hét to lên. Tiên sinh, cứu mạng. Ngay sau đó, lương sư công dường như nhớ ra cái gì đó, liền hét to về phía người đàn ông lạnh lùng kia, vẻ mặt đầy bi thương. Người cầu xin ta điều gì? Người đàn ông lạnh lùng vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Đối với cảnh tượng vừa rồi, gã ta dường như nhìn như không thấy, không một chút động đậy. Cho đến lúc này mới chịu mở miệng hỏi, giọng điệu lạnh lùng, đầy sự châm chọc và khinh thường. "Đúng vậy, đúng vậy, xin lỗi tiên sinh. A a a, tiên sinh, xin cứu mạng." Tiếng cầu xin thảm thiết của Lương Sư Công vang ra xa. Mặc dù giữa ban ngày ban mặt, bên ngoài mặt trời rực rỡ, nhưng lại khiến con người ta không kìm lòng được phát lạnh. Cái gọi là ban ngày thấy ma. Nói ra e rằng chính là cảnh tượng hiện giờ. Uyển thiên thiên nhớn mày, cổ tay vừa lật, yên chi kiếm, trong tay áo lộ ra chút đầu sắc nhọn, liền muốn tiến lên trước ra tay. Tuy rằng nữ mà đầu không quen nhìn thấy sự bị ổi của lương sư công, nhưng vẻ cao ngạo của người đàn ông lạnh lùng kia cũng đồng thời khiến cho Uyển đại đương ra cảm thấy không thoải mái. Cho dù lương sư công có khó ưa đến thế nào đi nữa, thấy chết mà không cứu là hoàn toàn sai. Chỉ là tình hình trước mắt thật sự đã lộ ra vẻ kỳ dị cho dù mạnh mẽ như huyền thiên thiên cũng không dám tay không tiến lên trước nhớ mày bị đồ vật cổ quái nào đó dính vào tay thì biết làm sao được cái ác đều khiến người ta ghê tởm bàn tay tiêu phàm nhẹ nhàng mở ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của huyền thiên thiên lập tức liền ngăn cản tiểu nha đầu có chút kích động kia lại đương nhiên tiêu chân nhân cũng không cho rằng giờ là thời điểm tốt để ra tay đưa cho ta người đàn ông lạnh lùng kia giang ta ra hướng về phía lương sư công cái gì lương sư công không hiểu cho lắm ngay sau đó liền kêu đau thảm thiết không để ý đến điều gì nữa cả phái thượng thành có truyền nhân như ngươi thật đúng là mất mặt quá người đàn ông đó lắc đầu bước lên trước một bước tay nhấc lên cũng không biết được gã ta dùng thủ pháp gì kiếm gỗ đào mà lương sư công đang nắm liền bay vào tay gã ta lập tức miệng lẩm bẩm tay trái nắn bí quyết dọc theo dấu tích kiếm gỗ đào chậm rãi bước tới giống Vương Hiểu Nghĩa đang cắn vào cổ của Vương Hiểu Nghĩa, dường như cảm nhận được điều gì, liều mạnh mẽ ngẩng đầu lên, hướng về người đàn ông lạnh lùng kia và hét to. Máu tươi đầy miệng từ khóe miệng mà trôi xuống đất, tình hình muốn bao nhiêu khủng bố thì có bấy nhiêu khủng bố. Nghiệp chướng còn không đền tội. Pháp quyết tay trái của người đàn ông lạnh lùng cuối cùng cũng vuốt qua trên kiếm gỗ đào, quát lạnh một tiếng, âm thanh nhỏ, nhưng lại chấn động đến mảng nhĩ. Mẹ và vợ của Vương Hiểu Nghĩa thậm chí còn đứng không vững, người nhoáng lên một cái, suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống. Uyển Thiên Thiên không khỏi run sợ. Nội lực quả là thâm hậu. Cái tên lạnh lùng kia, lạnh tựa như băng, quả nhiên là có nền tảng để kiêu ngạo. Vù, vù, kiếm gỗ đào hóa thành một vòng cầu vòng trong không trung, đâm thẳng vào trán của Vương Hiểu Nghĩa, phát ra tiếng gào thét phá trời, giống như mũi tên nhọn rời cung, uy thế cực kỳ kinh người. Giống, Vương Hiểu Nghĩa dường như biết sự lợi hại, lại hét to lên một tiếng đẩy lương sư công ra hai cánh tay múa vung lên sau đó đánh vào trung tâm kiếm gỗ đào dài không đến hai thước vừa mỏng vừa mịn chất liệu tơi xốp dựa vào thể lực mạnh mẽ của hai cánh tay anh ta xé đứt dây vải nếu thực sự đánh chúng vào thì cái kiếm gỗ đào trong tay lương sư công này sẽ đơn thuần chỉ có tác dụng làm trang sức lập tức sẽ bị cắt thành ba bốn đoạn chỉ có điều mặc dù hai cánh tay của anh ta vô cùng mạnh mẽ không biết làm sao mà khí lực kiếm gỗ đảo đến quá nhanh. Hai cánh tay vương hiểu nghĩa chưa khép lại, thì kiếm gỗ đảo đã đâm trúng chán của anh ta, giống như một thanh kiếm không có gì phá được. Vẫn chưa đánh cho anh ta bay lên, thì ngược lại đã phát ra âm thanh nặng nề ầm ý, giống như hai khúc gỗ chạm vào nhau. Hồng quang hai đầu lông mày của vương hiểu nghĩa chợt lóe sáng, lập tức hắc khí lượn lờ, trong miệng phát ra tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Hai tay múa loạn lên, dưới chân thì lại giống như bị đóng đinh, dù thế nào cũng không nhúc nhích nửa bước. Tình hình này vẫn chưa kéo dài quá lâu, ngay sau đó một tiếng, dầm, vương hiểu nghĩa ngửa mặt lên trời và ngã xuống, đập thật mạnh trên nền nhà, rung động thình thình, người nghe trong lòng cảm thấy run sợ. chương 570, truyền nhân thượng thanh chân chính. Người đàn ông lạnh lùng cổ tay vừa lật, hai tấm phủ lục hiện ra, miệng niệm chú, tay trái nắn bí quyết, trên tấm phủ lục vẽ ra mấy cái vòng tròn. Ba tương đương, một tiếng, dán ngay trên trán vương hiểu nghĩa một tấm khác thì dán ở giữa ngực anh ta tấm phủ lục lúc trước lương sư công dán lên kia khi kiếm gỗ đào đâm trúng chán vương hiểu nghĩa trong nháy mắt đã bị phá hủy rồi vương hiểu nghĩa vốn vẫn còn đang hơi hơi co giật lập tức liền an tĩnh lại người đàn ông lạnh lùng chậm rãi đứng dậy quay đầu nhìn về phía lương sư công lương sư công một tay gắt gao che cổ máu tươi từ khe hở rơi róc rách xuống đất lương sư công sắc mặt càng trở nên trắng bệch môi run lẩy bẩy thân mình cũng run lẩy bẩy dường như bất cứ lúc nào cũng đều có thể ngã xuống vợ vương hiểu nghĩa đôi mắt trông mong nhìn ông ta vẻ mặt chú ý chỉ là ở trước mặt của mọi người không tiện tiến lên người sáng suốt vừa thấy liền biết quan hệ giữa bọn họ không phải bình thường như vậy tuy nhiên trong lúc này ai cũng không lòng dạ nào đi hỏi cái việc vớ vẩn này người đàn ông lạnh lùng lạnh lùng nói đừng một bộ dạng như gấu thế động mạch cổ không đứt không chết được đâu mau đi bệnh viện tiêm vaccine phòng bệnh giải. mắt thấy người đàn ông lạnh lùng vừa mới chế phục được vương hiểu nghĩa lương sư công sớm đã không dám kiêu ngạo ở trước mặt gã ta nghe xong lời này trong lòng nhất thời liền kiên định vài phần liên tục gật đầu cười nói được được đa tạ đa tạ bởi vì người đàn ông lạnh lùng nói giọng địa khu bảo đảo lương sư công không ngờ cũng điểm giọng trong lời của mình như vậy nghe vào chẳng ra cái gì cả vô cùng buồn cười người đàn ông lạnh lùng khuôn mặt lập tức trầm xuống tựa như muốn nhỏ nước lương sư công làm như vậy vốn là muốn lấy lòng gã ta kết quả người đàn ông lạnh lùng nghe tới cũng tuyệt đối là một loại cười nhạo đối với ông ta vỗ mông ngựa lại vỗ tới đùi ngựa bản thân lương sư công cũng hoảng sợ lập tức liền ngượng ngùng không biết nên nói cái gì cho phải Người đàn ông lạnh lùng lại không để ý tới ông ta nữa, nói với người nhà vương hiểu nghĩa. Người này đã không sao, chính là thân thể còn rất yếu. Các người đưa hắn lên giường đi, đút cho hắn chút cháo, nghỉ ngơi thật tốt. À, cảm ơn, cảm ơn pháp sư. Người nhà vương hiểu nghĩa đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại, liên thanh nói tạ ơn với người đàn ông lạnh lùng. Sau đó vội vã chen lên trước, luống cuống tay chân nâng lên vương hiểu nghĩa, đặt lên giường. Người còn không đi, muốn ở chỗ này chờ chết sao? Thấy lương sư công vẫn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, người đàn ông lạnh lùng hai hàng lông mày nhăn lại, lạnh lùng thúc giục một câu. Tôi đi, tôi đi. Lương sư công như tỉnh dậy từ trong mộng, ôm cổ, chật vật không chịu nổi chạy đi. Tiêu Thiên và Lý Sở Trưởng cũng là xem trợn mắt há hốc mồm, thẳng đến lúc này, Tiêu Thiên mới bước nhanh đến phía trước, vươn tay với người đàn ông lạnh lùng, nói. Xin chào, tôi là Tiêu Thiên, bí thư đảng ủy thị trấn Hồng Sơn. Xin hỏi ngài là, đối với Tiêu Thiên, người đàn ông lạnh lùng trái lại không phất lờ, giơ tay đáp một chút với Tiêu Thiên, gật gật đầu, nói. Xin chào, Tiêu Bí Thư, tôi là Lục Ninh Trần, truyền nhân thượng thanh quan bảo đảo. Giọng nói vẫn là lạnh lùng, đặc biệt thiếu ấm áp. Người bảo đảo, Tiêu Thiên giật mình kinh hãi, sớm nghe ra trong lời nói của gã ta sen lẫn khẩu âm bảo đảo, nhưng nghe thấy gã chính mồm thừa nhận là người bảo đảo tiêu thiên vẫn là cảm thấy kinh ngạc mở biên giới nhiều năm như vậy người bảo đảo đầu tư công tác ở nội địa càng ngày càng nhiều đối với người bảo đảo tiêu nhị thiếu một chút cũng không xa lạ gì nhưng ở trấn hồng sơn một trấn nhỏ như vậy người bảo đảo vẫn tương hiếm lạ hơn nữa lục ninh trần công khai biểu lộ thân phận của mình gã là một đạo sĩ phái thượng thanh là đại phái đạo giáo giống với phái long môn truyền lưu rất rộng khắp nơi trong cả nước không ít đạo quan đều lấy tên, Thượng Thanh, bảo đảo xây dựng Thượng Thanh quan, không kỳ quái chút nào. Chỉ có điều, chuyên nhân Thượng Thanh quan bảo đảo chạy đến Trấn Hồng Sơn để làm gì? Tiêu Bí Thư, tôi là bằng hữu của Cao Phượng Anh. Khiến Tiêu Thiên giật mình, Lục Ninh Trần lại tăng thêm một câu. Tiêu Thiên bừng tỉnh đại ngộ, cái gọi là Cao Phượng Anh, chính là thương nhân bảo đảo trước đó không lâu đến Trấn Hồng Sơn khảo sát kia, sau khi bị quỷ nhập vào người liền vội vã chạy về quê nhà lục lục tiên sinh tình huống của cao tiên sinh như thế nào rồi tiêu thiên vội hỏi lục ninh trần lắc đầu nói không tốt lắm phượng anh huynh bị ác quỷ quấy phá bị làm kinh hãi tam hồn không yên thất phách bất an bây giờ lúc thì tỉnh táo lúc thì hồ đồ cho nên tôi đặc biệt chạy tới đây xem rốt cuộc lại yêu ma quỷ quái gì đang hại nhân gã nói vô cùng bình thản Dường như hết thảy đều là tự nhiên tầm thường như vậy, thật giống ăn cơm ngủ vậy, là chuyện thường tình của con người. Lý sở trưởng nghe thấy mắt đã ngập tràn sao. Chiếu cách nói của người bảo đảo này, quỷ vật tà mị là một loại tồn tại phổ biến. Chẳng lẽ đoàn người đã xuyên Việt rồi, sinh sống trong thế giới, lưu trai? Chỉ là vừa rồi nhìn thấy gã đại triển thần uy, trong nháy mắt đã chế phục được vương hiểu nghĩa nổi điên, không có nửa phần kháng cự. Lý sở trưởng lại cũng biết cái gã có bản lãnh này lại trở ngại thân phân người bảo đảo của gã. Quốc gia có chính sách đặc biệt, lý sở trưởng thật sự cũng không có tùy tiện lôi còng tay ra. Tiêu thiên vẫn là không kìm nổi hỏi một câu. Lục tiên sinh, ác quỷ quấy phá. Lục ninh trần liếc cậu ta một cái, lãnh đạm nói. Tiêu bí thư, tôi biết các người có tín ngưỡng của các ngươi, không tin quỷ thần. Nhưng mặc kệ cậu tin hay không, có nhiều thứ chính là tồn tại khách quan. Tiêu bí thư, Tôi đặc biệt chạy tới nơi này, không phải đến cùng cậu nghiên cứu thảo luận quỷ thần chi đạo, là bằng hữu của Cao Phượng Anh, tôi hy vọng có được sự hiệp trợ của anh và ủy ban. Mặc dù là lời nói xin giúp đỡ, từ trong miệng gã nói ra, vẫn là lạnh băng băng, giống như hết thảy đều là đương nhiên như vậy. Nếu Tiêu Thiên không giúp gã, cũng rất không có đạo lý. Chiếu tính tình của Tiêu Nhị ca, ai dám nói như vậy với cậu ta, lập tức ăn tát tai của lão đại tuy nhiên chuyện đã xảy ra vừa rồi quá mức kinh người tiêu nhị ca hiện giờ lại làm bí thư tác phong làm việc không thể tùy ý như vậy dù là như thế tiêu thiên cũng đã vô cùng không hài lòng giọng điệu cũng lập tức trở nên lãnh đạm muốn chúng tôi hỗ trợ cái gì lục ninh trần đương nhiên đã nhận ra thái độ của tiêu thiên đã thay đổi nhưng loại tình hình này gã đã, đã trải qua nhiều rồi không thèm để ý khóe miệng hiện lên một tia cười trào phúng và khinh thường lãnh đạm nói tiêu bí thư xin cậu chớ hiểu lầm, tôi nói chính là hiệp trợ, không phải hỗ trợ. Nếu muốn nói hỗ trợ, đó cũng là giúp chính bản thân các cậu, không phải giúp tôi. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, hãy lập tức toàn diện phong tỏa công trường, không được để bất kỳ người nào không có phận sự ra vào. Đây là vì muốn tốt cho các người. Tiêu nhị ca chỉ cảm thấy một cỗ khí rất không vừa lòng, tiêu phàm lại chậm rãi mở miệng. Lục tiên sinh, xin hỏi tại sao phải toàn diện phong tỏa công trường? Tiêu Phàm vốn định đích thân ra mặt xử lý chuyện này, hiện tại bỗng nhiên trên nửa đường xuất hiện một gã Lục Ninh Trần, muốn đảm đương diễn viên chính, Tiêu Phàm trái lại không vội phát biểu ý kiến của mình. Nói trắng ra là, đuổi quỷ trấn tà, đạo môn thích môn mới là chính tông, truyền nhân vô cực môn ngày bình thường cũng không kiêm nhiệm pháp sư. Nếu vị này Lục tiên sinh đã vẻ mặt cao ngạo, liền xem gã xử trí như thế nào rồi nói sau. Lục Ninh Trần liếc nhìn hắn một cái, thân sắc trên mặt vẫn vô cùng khinh thường tránh cho ác quỷ quấy phá, thương tổn vô tội. Lập tức chuyển hướng tiêu thiên, lạnh lùng nói. Tiêu bí thư, cậu là lãnh đạo địa phương, cậu cũng không muốn chuyện này khiến lòng người bàng hoàng, làng xã chung quanh bất an chứ. Tiêu nhị ca tuy rằng rất không thích, những lời này lại lập tức nghe lọt. Nói cho cùng, cậu ta sớm đã không phải là nhị thiếu gia tiêu gia đất kinh sư nữa rồi, mà là tiêu bí thư của Trấn Hồng Sơn huyện La Châu tỉnh Giang Hán. Đây là hai thân phận hoàn toàn bất đồng, tác phong làm việc đương nhiên cũng hoàn toàn bất đồng. Được, lục tiên sinh, nơi này không tiện thương lượng, trước tiên mời theo tôi về trong trấn rồi nói sau. Tiêu thiên kiềm nén lửa giận, miễn cưỡng nở một nụ cười, nói. Được, lục ninh trần không nói hai lời, ngóc đầu lên, đi ra bên ngoài. Người này thân hình cao lớn, tay dài chân dài, nhưng bất kể đứng thẳng hay là đi lại, đều ưỡn ngực hóp bụng, thắt lưng rất thẳng, một bộ dạng tư thái quân nhân tiêu chuẩn diện mạo cũng không khó coi chính là ánh mắt lạnh như băng và khí thế cao ngạo làm cho người ta chịu không nổi dường như ngoại trừ bản thân gã ra những người khác đều là ngu ngốc rác rưởi không đáng nhắc tới nhìn bóng lưng người này bước nhanh mà đi lý sở trưởng rốt cục nhịn không được hừ lạnh một tiếng cả giận nói thứ gì vậy tiêu thiên vỗ vỗ bờ vai của y lắc đầu nói coi như nể mặt cao phượng anh nhịn một chút đi bất kể như thế nào Cao Phượng Anh là mang theo ý đồ đầu tư đến chấn Hồng Sơn khảo sát, lại ở đây không hiểu ra sao cả bị quỷ nhập vào người ôm bệnh chạy trở về bảo đảo. Hiện tại bằng hiếu của người ta đến Hồng Sơn tìm hiểu tình huống, về tình về lý, địa phương nên hiệp trợ cho gã. Mặc dù người bạn này nhìn qua rất phá hoại, tiêu phàm khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Xem ra tiêu thiên một năm nay biến hóa thật sự không nhỏ, trưởng thành hơn. Dấu hiệu người đàn ông trưởng thành, đó là có thể khống chế tốt tính tình và tính cách của mình. Lão tiêu gia số mệnh đã khôi phục, trở về quỹ tích bình thường. Chỉ cần bản thân tiêu thiên không chịu thua kém, ngày tháng gấm vóc tiền đồ của cậu ta, gần như hoàn toàn có thể kỳ vọng. Tiêu phàm trên cơ bản cũng có thể yên lòng, chuyên tâm ứng phó, hồng trần đại kiếp nạn của mình. Lập tức đoàn người rời khỏi vương gia, lúc ra cửa, thôn dân còn đang vây xem, cách rất xa, chỉ trỏ về phía bọn hắn. Tiêu Thiên nhìn những thôn dân này, bỗng nhiên dừng bước, liền đứng lên trên ghế trong sân vương gia, lớn tiếng phát biểu diễn thuyết ngắn ngủi với thôn dân vây xem. "Các bà con, tất cả mọi người trở về đi, vương hiểu nghĩa đã không sao." "Tiêu bí thư, quỷ bắt được chưa?" "Đúng vậy a, à, Tiêu bí thư, ai bắt quỷ, nói cho chúng tôi nghe đi." Tiêu Thiên vốn định trấn an thôn dân một chút, ai ngờ mới mở miệng, các thôn dân liền mồm năm miệng 10 ồn ào. Mỗi câu đều không rời chữ quỷ, lại hoàn toàn đi ngược với ý định ban đầu của Tiêu Bí thư. Tiêu Thiên không để ý tới bọn họ, tiếp tục dựa theo ý nghĩ của mình mà diễn thuyết, bảo mọi người không được bịa đặt tin đồn. Vương hiểu nghĩa chỉ là bị bệnh, căn bản cũng không quỷ vật gì cả, ai về nhà nấy, đừng vây ở trong này xem náo nhiệt. Mắt thấy Tiêu Thiên dắt cổ họng đối thoại với các thôn dân, Uyển Thiên Thiên không khỏi hạ giọng, ghé lỗ tai của Tiêu Phàm nói, đây không phải gạt người sao? nếu nói trên người vương hiểu nghĩa không cổ quái, uyển thiên thiên đều không tin. Làm lãnh đạo chính là như vậy, biết rõ là nói dối, cũng phải nói giống thật. Lời nói dối nói được càng tốt, lãnh đạo coi như được càng có trình độ. Tiêu phàm cười cười, nói, đầy thâm ý. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 570